Cuồng Long Vượt Ngục, Diệp Lâm. Tập 11. Lúc này, Tọa Sơn Điêu bị ba viên Định Hải Châu nổ hết tứ chi, chỉ còn dư nửa người, thế mà lại tỉnh dậy trong làn sóng lạnh thấu xương. Anh ta giãy giụa trên mặt đất, cầu cứu với Ngũ Phù Sinh. Có điều, Ngũ Phù Sinh không nhìn anh ta một cái nào. Ai cũng biết rằng Tọa Sơn Điêu chỉ là hồi quang phản chiếu, hết cách cứu chữa rồi. Thấy vậy, Diệp Lâm hơi sừng sổ. Không ngờ Tọa Sơn Điêu sống dai như vậy, ba viên pháp khí nấu quanh người anh ta, mà anh ta vẫn còn chưa chết hẳn. Có điều, Diệp Lâm lắc đầu, như là cảm nhận được gì đó. Ngũ Phù Sinh vừa định ra tay thì, ầm ầm. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cơn chấn động, thanh thế to lớn giống như là động đất. Mọi người đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, không biết chuyện gì đang xảy ra. Ngay sau đó, một tiếng rít chói tai vang lên. Một con quái vật khổng lồ chui lên từ dưới nền đất, sộc bay thân thể và tứ chi của Tọa Sơn Điêu lên trên không trung, rồi há miệng ra nuốt hết vào trong bụng. Tọa Sơn Điêu sở trường hút tinh huyết hại người, chắc là dù có nằm mơ cũng không ngờ có ngày mình sẽ chết theo cách này. Không còn xương tốt, rơi vào miệng rắn. Nhìn thấy con rắn khổng lồ kia, mọi người đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Nhất là người nhà họ Liễu sở trường nuôi rắn, chưa từng thấy một con quái vật lớn như thế. Là Tiên Nhi. Lúc này, trong đám người nhà họ Liễu, một thiếu nữ mặc đồ tím buộc tóc đuôi ngựa hô lên. Bởi vì ngày ngày làm bạn với rắn thần, cho nên cô nhìn một cái là nhận ra ngay con rắn khổng lồ khủng bố kia chính là rắn thần mà nhà họ Liễu bọn họ từng cung phụng. Thiếu nữ kia là Liễu Như Yên. Cô từng tốt bụng nhắc nhở Diệp Lâm phải cẩn thận bốn đại gia tộc đuổi giết, còn từng chào tạm biệt với rắn thần. Nó là rắn thần đại nhân. Sao nhìn không giống? Nó lớn hơn ít nhất là gấp đôi. Người nhà họ Liễu không dám tin rằng con rắn khổng lồ trước mắt chính là con rắn thần mà gia tộc bọn họ từng cung phụng. Thay đổi nhiều quá đi. Giờ phút này, con rắn khổng lồ ngạo nghễ nhìn đám người dưới mặt đất từ trên cao, giống như là nhìn con kiến. Chỉ khi nhìn tới Liễu Như Yên, trong đôi mắt tàn nhẫn của nó mới có vẻ dịu dàng. So với trước đây ở nhà họ Liễu, nó đã hoàn toàn thay đổi, thân hình to lên ít nhất là gấp đôi. Rốt cuộc thì ngày nào Diệp Lâm cũng cho nó ăn đan dược và thiên tài địa bảo, vậy nên hiệu quả lột xác rất rõ ràng. Ô, cuối cùng cũng tới rồi hả? Diệp Lâm lạnh nhạt nói, xem ra tốc độ độn đất của mày còn rất chậm, theo không kịp máy bay nữa. Lúc đi, Diệp Lâm định mang theo con rắn khổng lồ. Chỉ là không có bất cứ phương tiện giao thông nào chở được nó. Vậy nên Diệp Lâm bảo nó đi một mình, dùng phương pháp độn đất, độn từ Yến Kinh đến Phụng Thiên. Có điều, nó tới chậm hơn so với dự đoán của anh. Nó là linh thú hả? Lúc này, Ngũ Phù Sinh ngạc nhiên mà nhìn về phía con rắn khổng lồ, thậm chí quên mất đánh nhau với Diệp Lâm. Cái loại linh thú khổng lồ này rất hiếm thấy. Nếu ông ta có thể bắt nó đi núi Trường Bạch, luyện hóa thành xà linh giữ núi, thì chắc chắn là sẽ lập công lớn. Chuyện này còn có giá trị hơn cả chuyện cứu Tọa Sơn Điêu nữa. Nhãi danh, con linh thú này là do mày nuôi hả? Ngũ Phù Sinh tò mò hỏi. Đúng vậy, Diệp Lâm nói, tôi là chủ nhân của nó. Hay lắm, nuôi rất tốt, Ngũ Phù Sinh vừa lòng gật đầu, trong lòng lập tức nảy lên ý định giết người đoạt thú, sau này nó là của núi Trường Bạch bọn tao. Nhãi danh, đi chết đi. Ngũ Phù Sinh định đánh chết Diệp Lâm để làm linh thú không còn chủ và mình sẽ dễ dàng thu phục hơn. Chứ nếu để một người một thú hợp tác với nhau thì có khi mình sẽ rất khó để thắng được. Vậy nên, Ngũ Phù Sinh quyết định ra tay trước. Ngay lúc này, ong ong ong. Trên đầu có tiếng nổ ran. Một chiếc máy bay trực thăng giống như diều hâu quay quanh hiện trường trên không trung. Ngay sau đó, trên máy bay trực thăng truyền đến tiếng loa âm ỉ. Đợi đã. Còn chưa dứt lời, một bóng đen nhảy từ trên trời xuống. Vậy mà lại có người nhảy trực tiếp từ trên máy bay trực thăng cách đất hàng trăm mét xuống dưới đất. Trời ạ, có người nhảy máy bay. Làm cái gì vậy? Tự sát hả? Mọi người mau tránh ra. Đừng để máu văng. Chúng. Mọi người sôi nổi tránh né, thầm nghĩ là có người nhảy máy bay tự sát. Ngay cả Ngũ Phù Sinh cũng hoảng sợ ngẩng đầu lên. Ông ta chưa từng thấy ai nhảy máy bay tự sát hết. Còn Diệp Lâm thì sửng sốt khi nhìn thoáng qua bóng dáng đang rơi thẳng xuống đất. Anh lập tức nhận ra rằng người kia đã dồn hết lực lượng xuống hai chân, người kia không phải tự sát, mà là một vị tông sư võ đạo mạnh mẽ. Một tiếng âm vang lên. Người kia rơi thẳng xuống đất bằng hai chân,
nện ra một hố sâu rộng, vô số khe rãnh sâu mấy mét lan tràn xung quanh. Trời ạ! Hiện trường vang lên tiếng cảm thán liên tục. Tôi không nhìn một, âm đấy chứ. Ông ta nhảy từ trên máy bay trực thăng xuống, thế mà vẫn có thể bình yên đứng tại chỗ. Khó tin quá đi. Bọn họ chưa từng gặp loại tình huống không thể tưởng tượng nổi này, vậy nên ai cũng trợn to mắt ra nhìn, trợn to đến mức suýt rơi tròng mất ra ngoài luôn vậy. Ông mặc quân phục, khí thế như hổ. Sau khi rơi xuống đất, ông nhìn về phía Diệp Lâm trước, lạnh nhạt gật đầu một cái, rồi quay sang nhìn Ngũ Phủ Sinh. Ông là chiến thần Thanh Châu. Ngũ Phủ Sinh hô lên. Ngũ Phủ Sinh nhìn một cái là nhận ra ông là Hàn Sơn Hà, chiến thần Thanh Châu, một trong 9 đại chiến thần của Đại Hạ. Cha, Hàn Anh đứng bên cạnh kích động gọi to. Thật ra thì từ khoảnh khắc cha nhảy xuống máy bay, cô đã mơ hồ nhận ra bóng dáng cha, chỉ là không dám tin rằng cha lại dùng cái cách lỗ mãng như vậy lên sân khấu. Ha ha, đúng vậy. Hàn Sơn Hà cười cười, tôi chính là chiến thần Thanh Châu. Bởi vì nóng lòng ngăn cản trận chiến ban nãy, cho nên ông mới bất đắc dĩ lựa chọn nhảy máy bay. Rốt cuộc thì có khi chỉ cần chậm một giây thôi là Ngũ Phủ Sinh đã ra tay rồi. Ồ! Xung quanh lại vang lên tiếng ồ ngạc nhiên. Không ngờ ông ấy chính là chiến thần Thanh Châu nổi danh cả nước. Thảo nào dám nhảy xuống máy bay. Hóa ra là chiến thần Thanh Châu, một trong 9 đại chiến thần. Không chỉ có cổ võ giả núi Trường Bạch, mà còn có chiến thần Thanh Châu nữa. Hôm nay nơi đây tụ tập đông vui ghê, đúng là khiến cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Không biết giữa chiến thần Doanh Châu chúng ta và chiến thần Thanh Châu thì ai mạnh hơn đây? Mọi người bàn tán xôn xao. Nghe thấy mọi người lấy cha mình ra so sánh, con trai chiến thần Doanh Châu là Đoạn Tử Du hừ nhẹ một tiếng, thầm nghĩ, đương nhiên là cha tôi mạnh hơn rồi. Có điều, lúc nãy chiến thần Thanh Châu là Hàn Sơn Hà nhảy từ trên máy bay trực thăng cách mặt đất hàng trăm mét xuống đất, thật sự khiến mọi người ở đây đều rất sốc. Ngay cả Đoạn Tử Du cũng thầm hỏi không biết cha mình có làm được như vậy hay không. Thấy vậy, Ngũ Phù Sinh không thế không nể mặt vài phần, rốt cuộc thì người trước mắt chính là chiến lực đứng đầu Đại Hạ, thực lực không hề kém với đám cố võ giả bọn họ. Không biết Hàn chiến thân đến đây là có gì? Chỉ bảo, Ngũ Phù Sinh ôm quyền, bình tĩnh hỏi. Tỏi tới đây để ngăn cản hai vị đánh nhau. Hàn Sơn Hà nói thẳng ý muốn của mình. Vì sao vậy? Ngũ Phù Sinh tuy đã đoán được nhưng vẫn cảm thấy khó hiểu, các người quen nhau hả? Hàn Sơn Hà gật đầu, cậu trai trẻ họ Diệp này có ơn với tỏi, vậy nên xin cao nhân núi Trường Bạch dơ cao đánh khẽ, đừng khó xử cậu ấy nữa. Khó xử cậu ta, Ngũ Phù Sinh cười lạnh một tiếng, thằng nhãi kia giết người của núi Trường Bạch chúng tôi ngay trước mặt tôi. Bây giờ tôi ra tay dạy dỗ cậu ta một trận, sao có thể gọi là khó xử? Nghe vậy, Hàn Sơn Hà trầm giọng nói. Có phải người chết là Tọa Sơn Điêu hay không? Anh ta vốn dĩ là đối tượng vây giết vào hôm nay của chúng tôi. Nếu không có cậu Diệp ra tay thì hai đại chiến thần chúng tôi cũng sẽ giết anh ta. Cậu ấy chẳng qua là giết người thay chúng tôi mà thôi. Chẳng lẽ nếu tôi đánh chết Tọa Sơn Điêu thì đám cố võ giả núi Trường Bạch các người sẽ không bỏ qua cho tôi, muốn ra tay dạy tôi một bài học hay sao? Về chuyện của Tọa Sơn Điêu, núi Trường Bạch bọn họ vốn dĩ không chiếm lý. Bây giờ nghe Hàn Sơn Hà chất vấn như thế, trong nhất thời Ngũ Phù Sinh không còn lời gì để nói. Cuối cùng, Ngũ Phù Sinh kéo cái đạo lý muôn đời kia ra, chẳng lẽ Hàn chiến thần đã quên câu cổ võ không thể chịu nhục hay sao? Cố võ không thể chịu nhục, còn người đại hạ chúng tôi thì có thể chịu nhục, các người muốn giết là giết hả? Hàn Sơn Hà lớn giọng hơn nữa, nghiêm túc mà chất vấn. Tọa Sơn Điêu tội ác chồng chất, đôi tay dính đầy máu tươi. Người dân vô tội chết trong tay anh ta không 800 thì cũng 1000, đã tới mức trời đất không dung rồi. Hôm nay chúng tôi chỉ giết một người của núi Trường Bạch mà các người đã không chịu nối dõi. Vậy số nợ máu trên tay Tọa Sơn Điêu thì sao? Núi Trường Bạch các người định ăn nói thế nào với chúng tôi? Tôn Trong Quy lúc nào cúc là lần nhau. Lời nói của Hàn Sơn Hà vang dội lại hùng hồn, lập tức khiến mọi người ở đây gieo họ ủng hộ. Hàn chiến thần nói có lý lắm. Thiên hạ khố với cổ võ giả lâu rồi. Chúng tôi không hề dám gây chuyện với cổ võ giả, là cổ võ giả vẫn luôn ức hiếp chúng tôi. Tọa Sơn Điêu tội ác chồng chất, chết chưa hết tội, xin Hàn chiến thần đòi lại công lý cho chúng tôi. Trong nhất thời, Ngũ Phù Sinh trở thành mục tiêu chỉ trích, kêu đánh kêu giết của mọi người. Có chiến thần chống lưng, mọi người không còn nhiều sợ hãi với cổ võ giả nữa, vậy nên có gan nói ra một vài lời nói thật lòng.
Theo ý của Hàn Chiến Thần thì chuyện này nên giải quyết thế nào? Ngũ Phù Sinh hỏi. Cậu Diệp có công diệt cướp, không hề có bất cứ sai lầm nào. Hàn Sơn Hà nói, oan có đầu, nợ có chủ. Đầu sỏ tội ác Tọa Sơn Điêu đã chết rồi, tôi hy vọng hai bên chúng ta có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, chuyện này dừng ở đây đi. Hàn Sơn Hà không muốn gây ra mâu thuẫn lớn với đám cố võ giả. Giữ được Diệp Lâm, hai bên bắt tay làm hòa là kết quả tốt nhất. Ngũ Phù Sinh nghĩ nghĩ rồi nói, được rồi, hôm nay tôi nể mặt Hàn Chiến Thần, chuyện này coi như xong, không truy cứu trách nhiệm của thằng nhãi kia nữa. Có điều. Nói đến đây, Ngũ Phù Sinh đối giọng nói tiếp, tôi có thể tha cho cậu ta. Nhưng mà không thể coi như không có chuyện cậu ta giết người được, nếu không tôi biết ăn nói thế nào với bên trên. Ông muốn cái gì? Thấy đối phương bắt đầu nói điều kiện, Hàn Sơn Hà cẩn thận hỏi. Nếu đối phương ra giá trên trời thì ông sẽ không đồng ý. Tôi muốn lấy con rắn kia làm bồi thường. Ngũ Phù Sinh hỏi, một con súc vật đối một mạng người, rất công bằng, đúng không? Cái gì? Nghe vậy, Hàn Sơn Hà giật nảy mình, không ngờ đối phương lại ra điều kiện như thế. Lúc nãy rơi xuống đất, ông cũng nhìn thấy con rắn khổng lồ kia, và rất bất ngờ khi thế gian này lại có một con quái vật khổng lồ như thế. Không có gì đáng ngạc nhiên khi đám tông sư núi Trường Bạch lại muốn đoạt lấy nó. Hàn Sơn Hà quay đầu định hỏi ý kiến Diệp Lâm. Nằm mơ đi. Không đợi Hàn Sơn Hà hỏi, Diệp Lâm đã kiên quyết mà từ chối yêu cầu của Ngũ Phù Sinh. Tọa Sơn Điêu đáng chết. Dựa vào cái gì mà đòi dùng thú cưng của tôi đi đền mạng cho anh ta? Ông đừng mong mang nó đi. Nghe vậy, Ngũ Phù Sinh cười lạnh ra tiếng. Hàn Chiến Thần, ông thấy rồi đấy, tôi đã nhường một bước rồi. Là thằng nhãi này không biết điều. Nếu mày không nỡ dùng con súc vật kia đền mạng, thì lấy mạng của mày đi đền mạng đi. Khí lạnh quanh thân Ngũ Phù Sinh bùng nổ. Thấy ông ta lại muốn ra tay, Hàn Sơn Hà vội vàng khuyên nhủ, dừng tay. Điều kiện của ông có chút làm khó người khác, hay là ông đổi điều kiện khác đi. Chỉ cần chúng tôi có thể làm được, chúng tôi nhất định sẽ dốc sức làm. Ngũ Phù Sinh vẫn cứ đòi con linh thú kia, từ đầu đến cuối không hề thay đổi ý định. Tôi chỉ cần con rắn kia thôi. Nếu không đồng ý thì tôi tự mình đoạt. Rít. Con rắn kia dường như cũng cảm nhận được bên dưới đang cãi nhau về vấn đề sở hữu chính mình. Nó rít lên một tiếng, trợn mắt chừng Ngũ Phù Sinh, rồi lượn quanh người Diệp Lâm, chuẩn bị cùng chủ nhân hợp tác đánh kẻ địch. Vậy thì đánh đi, Diệp Lâm không chút sợ hãi. Cổ võ giả núi Trường Bạch cũng là người. Với cái loại người này, Diệp Lâm đã từng giết hai người. Hôm nay anh cũng không ngại giết thêm một người. Thấy hòa giải thất bại, hai bên sắp lao vào đánh nhau. Nếu đã vậy, lúc này, Hàn Sơn Hà bước lên từng bước một, một luồng áp lực vô hình lan tràn về phía Ngũ Phù Sinh. Thấy vậy, Ngũ Phù Sinh giật mình lùi ra sau, thầm nghĩ, không hổ là chiến thần đại hạ, thực lực không hề thua kém cố võ giả bọn họ. Chẳng lẽ Hàn Chiến Thần muốn hợp tác với thằng nhãi kia đánh với tôi hả? Ngũ Phù Sinh hỏi. Nếu hai người họ hợp tác với nhau, lại thêm. Con rắn khổng lồ kia, thì dù là Ngũ Phù Sinh cũng không nắm chắc phần thắng. Không phải, Hàn Sơn Hà lắc đầu, nếu ông không đồng ý thì để tôi tự mình hỏi lại ý kiến của ông vậy. Cái gì? Nghe vậy, hiện trường vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Hàn Chiến Thần thế mà lại định tự mình so chiêu với cổ võ giả núi Trường Bạch. Trời ạ, Hàn Chiến Thần muốn đánh nhau với cổ võ giả núi Trường Bạch. Đây chính là đại chiến thế kỷ sao hỏa đâm trái đất đấy. Không biết Hàn Chiến Thần có thắng hay không? Tôi ủng hộ Hàn Chiến Thần. Nói nhiều, chúng ta không phải cố võ giả, tất nhiên là phải ủng hộ Chiến Thần Đại Hạ vẫn luôn bảo vệ chúng ta rồi. Hàn Chiến Thần, cổ lên! Hàn Anh thấy cha mình sắp tự mình ra tay thì không nhịn được có chút căng thẳng. Tuy rằng cô biết rõ cha rất mạnh, nhưng mà đối thủ lần này của cha chính là cổ võ giả thần bí khó lường. Hay, nếu cha tòi cũng ở đấy và hợp tác với chú Trần thì phần thắng sẽ lớn hơn nữa. Đoạn tử. Du phân tích. Có điều, Hàn Anh bất đắc dĩ lắc đầu, với tính tình của cha tôi, ông ấy tuyệt đối sẽ không lựa chọn hai đánh một. Hàn Chiến Thần, ông thật sự muốn đánh nhau với tôi sao? Ngũ Phù Sinh cũng không muốn xé rách mặt với Chiến Thần. Không phải là tôi muốn đánh nhau, mà là ông muốn đánh nhau. Hàn Sơn Hà sửa đúng lời nói, ông không chịu nhường bước, tôi đành phải tự mình ra tay thôi. Tôi là Chiến Thần Đại Hạ, bảo vệ quốc gia, bảo vệ nhân dân, vốn là trách nhiệm của tôi.
Nếu ông cứ đòi đánh thì tôi sẽ đánh tới cục với Ôn Quy. Ngay sau đó, không khí ở hiện trường đột nhiên cứng lại, trở nên vô cùng căng thẳng. Thời gian dường như dừng lại ngay giây phút này. Một người là cổ võ giả núi Trường Bạch. Một người là chiến thần Thanh Châu, một trong 9 chiến thần của Đại Hạ. Hai cao thủ hàng đầu sắp đánh nhau, khiến mọi người xung quanh vừa phấn khích lại vừa căng thẳng. Hai hổ tranh chấp, một sẽ bị thương. Lúc này, thấy Hàn Sơn Hà ra mặt bảo vệ mình, thậm chí bất chấp tất cả mà ra tay với cố võ giả, Diệp Lâm rất là biết ơn. Rốt cuộc thì có người bình thường nào dám cãi lại cố võ giả. Huống chi là đánh nhau với cổ võ giả. Có điều, biết ơn thì biết ơn, nhưng Diệp Lâm cũng cho rằng không cần phải như thế. Bởi vì bản thân anh có thể đối phó với tên cố võ giả trước mặt. Lúc Diệp Lâm định lên tiếng bảo để mình ra tay thì. Ha ha, Ngũ Phù Sinh dẫn đầu cười gượng. Phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Được rồi, nếu Hàn Chiến Thần đã nói vậy thì tôi đây nế mặt ông một lần. Mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa dừng tay tại đây, được không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghe vậy, mọi người đều rất ngạc nhiên. Không ngờ cố võ giả núi Trường Bạch lại chủ động nhường bước. Ngay sau đó, mọi người sôi nổi khen ngợi. Vậy mới đúng chứ. Có phong độ cao thủ rồi đấy. Không hổ là cố võ núi Trường Bạch, khoan hồng độ lượng, khâm phục khâm phục. Hàn Sơn Hà nghe vậy thì vừa mừng vừa sợ, không ngờ đối phương lại chịu thay đổi thái độ. Cảm ơn, Hàn Sơn Hà ôm quyền. Đừng vội cảm ơn, Ngũ Phù Sinh khoát tay, nói, tôi có thể không truy cứu chuyện giết người. Cũng có thể tha cho thằng nhãi kia, thậm chí là không bắt thú cưng của cậu ta. Nhưng mà tôi có một điều kiện. Cái gì? Điều kiện gì nữa? Nghe vậy, không khí ở hiện trường lập tức trở. Nên áp lực. Không biết Ngũ Phù Sinh lại đưa ra điều kiện khắc nghiệt gì nữa đây? Xem ra là không muốn để yên đây mà. Muốn đánh thì đánh, không đánh thì cút, nói nhiều như thế làm gì? Lúc này, Diệp Lâm có chút khó chịu với cái tính lề mề của đối phương. Hàn Sơn Hà vội vàng ra hiệu cho Diệp Lâm đừng sốt ruột, hỏi, điều kiện gì? Ngũ Phù Sinh hừ lạnh một tiếng, cực kỳ khó chịu với thái độ của Diệp Lâm. Hàn Chiến Thần, ông cũng thấy rồi đấy, thằng nhãi ỉ này 5 lần 7 lượt khinh thường tôi, không coi núi Trường Bạch chúng tôi ra gì. Nếu cứ vậy mà bỏ qua thì chẳng phải là cố võ giả núi Trường Bạch chúng tôi sợ cậu ta hay sao? Một khi tôi nhường bước, chẳng phải là khắp thiên hạ sẽ khinh bỉ chúng tôi hay sao? Nghe vậy. Mọi người sôi nổi đáp, không dám không dám. Ai dám khinh bỉ cổ võ giả các người chứ? Đúng vậy, chúng tôi tuyệt đối không dám. Ngũ Phù Sinh hừ lạnh một tiếng, nói, các người ngoài miệng nói không dám, chứ trong lòng thì lại dám, đừng tưởng rằng tôi không biết các người đang nghĩ gì. Tóm lại, tôi cần phải đòi lại một chút mặt mũi, nếu không khi quay về núi Trường Bạch, tôi biết ăn nói thế nào với bên trên. Hàn Sơn Hà hỏi tiếp, ông muốn cái gì? Đòi mặt mũi thế nào? Một chiêu, Ngũ Phù Sinh giơ một ngón tay lên, hùng hố nói, tôi chỉ ra một chiêu phát tiết buồn bực trong lòng, sau đó liền xóa bỏ toàn bộ. Được, Hàn Sơn Hà đáp, tôi sẽ tiếp một chiêu của ông. Ngũ Phù Sinh lắc đầu, không phải ông, mà là cậu ta. Dứt lời, Ngũ Phù Sinh chỉ về phía Diệp Lâm, tôi muốn thằng nhãi này tiếp một chiêu của tôi. Cái gì? Nghe vậy, Hàn Sơn Hà giật mình, mọi người xung quanh cũng bừng tỉnh. Nói đến nói đi, đối phương vẫn không chịu tha cho Diệp Lâm. Tuy nói chỉ có một chiêu, nhưng nếu dốc sức đánh ra thì một chiêu cũng đủ rồi. Ăn một chiêu của cổ võ giả núi Trường Bạch, dù không chết thì cũng sẽ tàn phế. Ơ kìa, Hàn Sơn Hà do dự. Sao hả, Ngũ Phù Sành lạnh lùng nói, tôi. Đã từ đánh nhau bình thường, nhưng một bước thành ra một chiêu, các người còn chưa vừa lòng hay sao? Rốt cuộc là ai đang được một tấc lại muốn tiến một thước? Hay là để tôi quỳ xuống dập đầu với các người cho rồi. Hàn Sơn Hà cười xấu hổ, nói, không dám. Một chiêu đúng không, lúc này, Diệp Lâm nói, một chiêu cũng được, 10 chiêu cũng không sao, lên đi. Nghe Diệp Lâm nói vậy, mọi người xung quanh đều chấn động. Đã lúc nào rồi mà còn dám lên mặt với cổ võ giả núi Trường Bạch nữa hả? Nếu thật sự chọc giận đối phương, thì ngay cả Hàn Chiến Thần cũng không bảo vệ được anh đâu. Ha ha. Ngũ Phù Sinh cười lạnh nói, Hàn Chiến Thần, nếu thằng nhãi này đồng ý rồi thì ông hãy tránh ra đi. Đây là trận đấu giữa tôi và cậu ta, một chiêu xóa sạch ơn thù. Hàn Sơn Hà lùi lại bên cạnh Diệp Lâm,
hỏi, cậu nắm chắc không? Cảm thấy ổn chứ? Thật ra thì Hàn Sơn Hà đang định nói rời một chiêu này sang vài năm sau. Rốt cuộc thì ở trong mắt ông, với thực lực và tiềm lực của Diệp Lâm, cho anh vào quân đội rèn luyện 3-4 năm là có thể ngang tài ngang sức với đám cổ võ giả. Tóm lại là sẽ nắm chắc phần thắng hơn là đấu ngay bây giờ. Yên tâm đi, Diệp Lâm nói, cảm ơn Hàn Chiến Thần, tôi nhận ý tốt của ông. Nếu đối phương nhắm ngay tôi, thì cứ giao cho tôi tự giải quyết đi. Hàn Sơn Hà gật đầu, vậy cũng được. Diệp Lâm đã nói vậy rồi, Hàn Sơn Hà cũng tôn trọng sự lựa chọn của Diệp Lâm. Dù sao thì có mình ở đây, nếu đối phương thật sự muốn giết chết Diệp Lâm thì mình cũng có thể kịp thời ra tay ngăn cản. Yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ cậu. Hàn Sơn Hà đứng sau lưng Diệp Lâm, nhỏ giọng truyền âm. Nghe vậy, Diệp Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục đi lên phía trước. Lên đi, Diệp Lâm chắp tay đứng thẳng, dường như là đang dùng tư thế bề trên tiếp thu khiêu chiến của bề dưới, ra chiêu đi. Thấy vậy, trong mắt Ngũ Phù Sinh hiện lên vẻ tàn nhẫn. Nhãi danh, là tự mày tìm đường chết. Ông ta không định lấy mạng Diệp Lâm, chỉ cần đánh cho tàn phế là được. Rốt cuộc thì bọn họ có thể giết người thường trong thế giới bình thường bất cứ lúc nào mình muốn, không cần thiết phải giết người ngay mặt Chiến Thần Đại Hạ, khiến cho cả hai bên đều không vui. Có điều, bây giờ xem ra là nếu không giết cậu ta thì khó quên được mối hận trong lòng. Xem chiêu. Ngũ Phù Sinh hét lớn một tiếng, dốc hết sức lực đánh ra một chiêu. Ngay khoảnh khắc này, gió to gào thét xung quanh, nhiệt độ không khí giảm mạnh. Một chưởng của Ngũ Phù Sinh dường như mang theo sóng lạnh vô tận, đóng băng tất cả mọi thứ xung quanh. Hay lắm, Diệp Lâm hô to lên, rất là thích thú khi được so chiêu với cao thủ. Anh dùng long quyền giống như ngọn lửa phun trào lao về phía đối phương. Diệp Lâm ngũ hành thuộc hỏa, vừa lúc hợp với quyền pháp mang tính ngũ hành, giống như đốt cháy ngọn lửa, thiêu rụi mọi thứ. Lửa có thể hòa tan băng, chỉ là băng thuộc nước, cũng là một loại khắc chế lửa. Chỉ trong khoảnh khắc, một người dùng long quyền, thế lửa ngập trời, đốt cháy tất cả. Một người dùng hàn trưởng, khí lạnh bùng nổ, đóng băng vạn dặm. Ầm, một tiếng nổ vang lên. Giây phút quyền trưởng va chạm vào nhau, giống như sao hỏa đâm trái đất, làn sóng không khí lan tràn, thối bay mọi thứ xung quanh, cỏ cây khô héo, mặt đất rạn nứt. Ngay sau đó, cả người Diệp Lâm giống như là bị đóng băng, toàn thân bao phủ một lớp băng dày lạnh lẽo. Còn Ngũ Phù Sinh thì lùi ra liên tục mấy chục bước mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Có điều, khí huyết trong cơ thể dâng trào, sông cuộn biến gầm, toàn thân nóng bừng, cực kỳ khó chịu. Vừa động là tĩnh. Khoảnh khắc hai người va chạm, cả tứ phương đều chấn động. Sau đợt va chạm, mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh. Một lát sau, những người ở hiện trường mới dần hồi hồn từ trong cơn hoảng sợ. Trời ạ, cảm giác vừa rồi giống như là tận thế vậy. Khủng bố quá đi. Đây chính là cổ võ trong truyền thuyết hả? Uy lực của một trưởng ghê gớm quá đi. Cậu trai trẻ họ Diệp kia còn sống không? Mọi người sôi nối nhìn về phía Diệp Lâm với vẻ quan tâm. Diệp Lâm của lúc này giống như là tượng băng, cả người đều bị đóng băng, không nhúc nhích một chút nào. Sư phụ, thấy tình hình như vậy, Hoa Quốc Đống cực kỳ lo lắng, không biết sư phụ có còn cứu được hay không. Không xong rồi, Long Vương bị đông cứng rồi. Hoàng Tiềm sốt ruột đến mức đi loanh quanh tại chỗ, dã đỏng thế nào đây? Hàn Anh thấy vậy cũng nhìn cha mình xin. Giúp đỡ, cha mau cứu Diệp Lâm đi, nghĩ cách đi cha. Đây là lần đầu tiên Hàn Sơn Hà gặp được loại tình huống này, trong nhất thời không biết nên làm như thế nào. Ông nhìn về phía Ngũ Phù Sinh, vừa định nhờ ông ta giúp đỡ thì. Lách cách, lớp băng trên người Diệp Lâm rơi xuống từng khối một giống như là tuyết lở. Sau đó, Diệp Lâm vùng vẫy tay, rũ bỏ một thân lạnh lẽo, thành công thoát khỏi trạng thái đóng băng. Mọi người thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Sư phụ, anh không sao chứ? Hoa Quốc Đống vừa mừng vừa sợ, hỏi với vẻ lo lắng. Có bị thương chỗ nào không? Hoàng Tiềm quan tâm hỏi. Không sao, Diệp Lâm lạnh nhạt lắc đầu, một chút tài mọn thôi. Đóng băng ở mức độ này không thể làm anh bị thương được. Người ta nói là con la hay là con ngựa, cứ kéo ra chạy là biết. Sau một chiêu đầu tiên, Diệp Lâm cho rằng, Ngũ Phù Sinh chỉ có thế mà thôi. Tuy rằng ông ta mạnh hơn hai tên cố võ giả nhà họ Tần và nhà họ Ninh, nhưng mà cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Đương nhiên, Ngũ Phù Sinh chỉ là một tên sứ giả liên lạc nhỏ nhoi của núi Trường Bạch,
chính là một tên chạy chân với giới người thường không chút nổi bật trong hệ thống cổ võ núi Trường Bạch. Có điều, cổ võ giả núi Trường Bạch nắm giữ khí hàn băng rất mạnh, gây ra ấn tượng rất sâu đậm với Diệp Lâm. Có nghĩa là cao thủ ở cấp bậc cao hơn, khi ra chiêu sẽ có hiệu quả khủng bố hơn nữa. Bên kia, Ngũ Phù Sinh thấy Diệp Lâm phá vỡ lớp băng của mình mà không hề bị thương thì lập tức lộ vẻ hoảng sợ. Nhãi, nhãi danh, hay lắm, Ngũ Phù Sinh lắp bắp, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Một chiêu xong rồi, Hàn Sơn Hà nhắc nhở, mời ông thực hiện lời hứa. Hàn Sơn Hà sợ Ngũ Phù Sinh tiếp tục ra tay lấy mạng Diệp Lâm, lại không biết rằng hiện giờ Ngũ Phù Sinh có muốn làm vậy thì cũng không có sức. Được rồi, Ngũ Phù Sinh nặng nề mà gật. Đầu, nói, hôm nay dừng ở đây đi, tạm biệt. Dứt lời, Ngũ Phù Sinh quay người, bước nhanh ra khỏi hiện trường. Cho đến khi tới vùng ngoại ô vắng vẻ, Ngũ Phù Sinh mới dần bước chậm lại, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, cánh tay phải đỡ một quyền lúc nãy của Diệp Lâm, lúc này gãy răng rắc, buông thõng xuống một bên. Con mẹ nó! Ngũ Phù Sinh nhìn cánh tay gãy của mình, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, trong mắt là vẻ khó có thể tin nổi. Rốt cuộc thằng nhãi kia là quái vật gì vậy? Một quyền của cậu ta chấn ngược lại, khiến cánh tay mình gãy nát. Nếu không phải tự mình cảm nhận thì có đánh chết ông ta cũng không tin rằng mình sẽ trở nên chật vật thế này trong trận chiến ngày hôm nay. May mà Hàn Sơn Hà nhúng tay, xem như giúp mình một lần, nếu không thì mình sẽ thua khi chính thức đánh với Diệp Lâm. Mình tốt xấu gì cũng là cổ võ giả, thế mà lại đánh không lại một thằng nhãi thế giới người thường, nếu bị truyền ra ngoài thì mình làm gì còn chỗ đứng trong núi Trường Bạch nữa. Nguy hiểm thật! Ngũ Phù Sinh hô to nguy hiểm thật, suýt chút nữa thua thê thảm, làm tốn hại danh tiếng của núi Trường Bạch. Thằng nhãi họ Diệp kia không phải là người bình thường. Mình phải nhanh chóng quay về báo lên trên mới được. Ngũ Phù Sinh không dám lề mề, kéo cánh tay bị gãy, chật vật chạy về núi Trường Bạch. Lúc đi được nửa đường. Tiểu Ngũ Tử, ông bị chó rượt hả? Chạy nhanh như vậy làm gì? Có hai người đột nhiên đi ra. Một người cao hơn 2 mét, vai rộng eo tròn, râu quai nón, lông mày như chổi, môi dày, mặc áo lông chồn, đội mũ da, vai vác chùy gai, cực kỳ uy phong, tràn đầy sát khí. Một người là nữ, xinh đẹp quyến rũ, duyên dáng thướt tha, mặc bộ sườn xám dù trời đang rét lạnh, cả người tỏa ra mùi hương quyến rũ, giơ tay nhấc chân bươm bướm vần quanh. Tam đương gia, Ngũ Phù Sinh dập đầu. Người đàn ông kia thấy Ngũ Phù Sinh dáng vẻ chật vật, cánh tay bị thương thì hỏi, cánh tay. Ông bị sao vậy, chật khớp hả? Tam đương gia, ngài phải trả thù thay tôi đấy. Ngũ Phù Sinh vừa xấu hổ giận dữ vừa ấm ức kể lại mọi chuyện mới vừa xảy ra cho Tam đương gia nghe. Cái gì, nghe vậy, gã cực kỳ giận dữ, vung chùy gai lên, phất ngang cả tòa núi non. Suýt nữa gây ra tuyết lở. Cái quái gì vậy, nhãi danh ở đâu ra mà dám lên mặt với núi Trường Bạch chúng ta? Một chùy gai của tôi thôi là đủ nện chết thằng nhãi kia rồi. Dứt lời, gã kéo Ngũ Phù Sinh lên, bảo ông ta dẫn được đi chiết Diệp Lâm cho được. Thấy Tam đương gia thật sự nối giận, lập tức phải đi giết người ngay, Ngũ Phù Sinh vội vàng nói thêm, Tam đương gia, còn một chuyện tôi quên nói nữa. Bên nhà họ Trương không chỉ có thằng nhãi họ Diệp, mà còn có Hàn Sơn Hà chiến thân Thanh Châu nữa. Hơn nữa, Hàn Sơn Hà vẫn luôn bảo vệ thằng nhãi kia. Cái gì? Có mặt Hàn Sơn Hà chiến thần Thanh Châu nữa hả? Nghe vậy, đòi nam nữ cùng nhìn nhau. Tuy rằng trong lòng người đàn ông không phục, nhưng ngoài mặt vẫn có vẻ do dự, không còn dứt khoát quyết đoán như lúc nãy nữa. Người phụ nữ thấy vậy liền khéo léo mà hóa giải xấu hổ, nếu có Hàn chiến thần nữa thì chúng ta nể mặt Hàn chiến thần một lần đi. Ai bảo ông ta là chiến thần bảo vệ đại hạ cơ chứ? Cổ võ giả chúng ta cũng có tình yêu đất nước, cố gắng đừng trở thành kẻ địch với bọn họ. Nghe vậy, người đàn ông thuận thế bước xuống bậc thang, phu nhân nói đúng lắm, cần thiết phải nể mặt một lần. Không phải là vì chúng ta sợ bọn họ, mà là vì chúng ta kính trọng chức nghiệp của bọn họ. Ngũ Phù Sinh vội vàng gật đầu đáp vâng. Ông ta sợ vì mình mà dẫn tới một đại chiến khu của đại hạ và núi Trường Bạch khai chiến với nhau. Cái loại hậu quả này không ai gánh nổi. Khụ khụ, người đàn ông tằng hắng một tiếng, nói, tuy rằng chúng ta nể mặt Hàn chiến thần, nhưng mà tuyệt đối không thể tha cho thằng nhãi họ Diệp kia. Tiểu Ngũ Tử, ông phái người đi theo dõi cậu ta đi, chờ lúc nào đó cậu ta ra khỏi Phụng Thiên thì lại đánh nhau cũng không muộn. Vâng, Ngũ Phù Sinh nhận lệnh đi làm. Cùng lúc đó, tại nhà họ Trương, Diệp Lâm đỡ được một chiêu của Ngũ Phù Sinh,
thành công đánh lui kẻ địch, lập tức trở thành một ngôi sao sáng chói lóa. Mọi người vừa cảm thấy vui mừng lại vừa cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng dù sao thì hiện giờ mọi người đều đã công nhận thực lực của anh, vì anh đã lần lượt giết chết cao thủ nhà họ Trương và Tọa Sơn Điêu. Cậu Diệp đúng là anh hùng thiếu niên mà. Tuổi còn trẻ mà đã đánh đổ được ngọn núi lớn Tọa Sơn Điêu, thật sự là khó lường được tương lai nha. Đối mặt với sự tâng bốc và khen ngợi của mọi người, Diệp Lâm không tỏ ý kiến gì cả, chỉ mỉm cười đáp trả. Đi về trước rồi nói sau. Diệp Lâm lên tiếng. Rốt cuộc thì chuyện giữa mình và nhà họ Trương còn chưa kết thúc. Đúng đúng đúng, quay lại nhà họ Trương trước đi. Hôm nay nhà họ Trương chúng tôi mời khách, phải chiêu đãi Diệp tiên sinh thật tốt mới được. Hôm nay có Hàn Chiến Thần và Diệp tiên sinh đến nhà họ Trương chúng tôi, thật sự là khiến chúng tôi rất vinh hạnh. Đa số người ở hiện trường đều là người nhà họ Trương. Bọn họ đã sớm khâm phục Diệp Lâm, coi Diệp Lâm là khách quý trong nhà. Rất nhanh sau đó, đám người về tới nhà họ Trương. Lúc này, gia chủ Trương Văn Viễn đang lục tung khắp nhà, thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy trốn. Kết quả ông ta còn chưa kịp chạy thì đã thấy Diệp Lâm chiến thắng trở về cùng với đám người trong tộc. Các người, Trương Văn Viễn sửng sốt. Bởi vì người dẫn đầu, ngoài Diệp Lâm ra thì còn có một người đàn ông trung niên mặc quân trang, khí thế hơn người. Ông là, Trương Văn Viễn cảm thấy ông ta quen quen. Gia chủ, ông ấy chính là Hàn Chiến Thần, có người vội vàng giới thiệu. Trương Văn Viễn hô lên một tiếng, hóa ra là Hàn Chiến Thần Thanh Châu, ngại quá khi không tiếp đón từ xa. Trương Văn Viễn vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, khi thấy Chiến Thần Thanh Châu sánh bước cùng Diệp Lâm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ha ha, gia chủ Trương, làm phiền rồi. Hàn Sơn Hà cười chào hỏi. Không dám, không dám. Trương Văn Viễn liên tục khom người nói không dám. Ông ta không kịp nghĩ nhiều. Trong nhà có nhân vật lớn, ông ta là chủ một nhà, cần phải tự mình tiếp đãi. Sau đó, một bàn tiệc phong phú được dọn lên. Nhà họ Trương bỗng chốc răng đèn kết hoa, cực kỳ náo nhiệt, giống như là đang trong một bữa tiệc chúc mừng. Lúc này, Trương Văn Viễn cũng nghe người ta nói hết mọi chuyện vừa xảy ra ở bên ngoài. Diệp Lâm dùng thực lực của bản thân đánh chết Tọa Sơn Điêu và đỡ được một chiêu của cổ võ giả núi Trường Bạch. Thậm chí ngay cả Hàn Chiến Thần cũng đứng về phía Diệp Lâm. Có chuyện lạ như thế nữa hả? Trương Văn Viễn ngầm cảm thán, không dám nhìn thẳng vào Diệp Lâm nữa, tên họ Diệp kia là quái vật phương nào vậy? Ngay cả cổ võ giả núi Trường Bạch cũng không làm gì được cậu ta. Chuyện đã tới mức này rồi, Trương Văn Viễn cực kỳ hối hận. Sớm biết như thế thì lúc nãy ông ta không nên thu dọn đồ đạc, mà nên bỏ chạy luôn. Bây giờ dù có muốn bỏ chạy cũng không kịp nữa rồi. Trương Văn Viễn đành phải căng ra đầu đi tiếp khách, không dám chậm trễ một chút nào. Trong bữa tiệc, mọi người sôi nổi kính rượu với Diệp Lâm để tỏ vẻ kính trọng, đồng thời khen ngợi công lao vĩ đại giết kẻ hại dân khi làm chết Tọa Sơn Điêu. Bọn họ rõ ràng là đẩy Diệp Lâm lên vị trí anh hùng của Phụng Thiên. Nghe vậy, Đoạn Tử Du cảm thấy chua xót, còn có một chút ghen ghét. Vốn dĩ diệt cướp là công việc thuộc trách nhiệm của Doanh Châu bọn họ. Kết quả là Tọa Sơn Điêu bị người ngoài đánh chết. Công lao bị người ngoài đoạt hết, và mình lại trở thành phông nền. Điều khiến Đoạn Tử Du khó chịu hơn là hai cha con nhà họ Hàn đều rất thân thiết với Diệp Lâm. Hàn Sơn Hà thậm chí còn mời Diệp Lâm, có hứng thú đến Thanh Châu phát chiến hay không? Một thân bản lĩnh của cậu, chỉ có khi vào quân đội mới có không gian phát huy. Hơn nữa, khi cậu vào quân Thanh Châu của tôi rồi, đám cổ võ giả núi Trường Bạch kia sẽ không dám động vào cậu nữa. Hàn Sơn Hà ngỏ lời mời Diệp Lâm. Hiển nhiên là có ý định đào tạo anh. Mọi người xung quanh lại tỏ ra ghen tị. Được Hàn Chiến Thần nhìn chúng đúng là may mắn. Sức mạnh của cậu Diệp thực sự có đủ tư cách để vào trại chiến thần. Nói không chừng còn có thể được đào tạo thành thế hệ chiến thần tiếp theo. Tôi nghĩ cậu Diệp tuy còn trẻ nhưng đã để lộ ra cốt cách của một chiến thần. Trại Thanh Châu là doanh trại xếp hạng cao trong 9 chiến khu, cũng là một nơi tốt. Cậu Diệp phải nắm bắt cơ hội này. Nào, nào. Chúng ta cùng kính cậu Diệp một ly, hy vọng cậu có thể sớm trở thành chiến thần. Hoa Quốc Đống nhìn thấy như vậy, không ngờ sư phụ của mình lại được chiến thần Thanh Châu coi trọng và đưa vào quân đội. Tuy có chút không nỡ nhưng anh ta cũng cảm thấy với năng lực của sư phụ thì phải nhập ngũ thì mới có cơ hội phát triển được. Ha ha, không ngờ rằng Long Vương của chúng ta sau này còn có thể trở thành chiến thần. Hoàng Tiềm cũng mừng cho Diệp Lâm. Như thể từ một tên cướp được chuyển sang làm quan vậy.
Trương Văn Viễn thậm chí còn sốc hơn. Nếu như Diệp Lâm thật sự được chiến thần tuyển chọn, tiến vào doanh trại Thanh Châu, theo thời gian được quan tiến chức, vậy thì anh sẽ không còn là người mà nhà họ Trương có thể động vào nữa. Bây giờ, Trương Văn Viễn cảm thấy rất hối hận, thầm nghĩ tại sao phải chọc đến Diệp Lâm làm gì cơ chứ? Không phải chỉ là một đứa con trai đã chết sao? Như vậy có đáng không? Con trai đã chết thì vẫn có thể sinh đứa khác. Nhưng nếu xúc phạm chiến thần tương lai thì nguy cơ cao sẽ bị tán ra bại sản. Đoàn Tử Du thấy vậy, càng thêm hoảng sợ. Anh ta đã coi Diệp Lâm như một tình địch. Nếu như Diệp Lâm thật sự tiến vào doanh trại Thanh Châu, sớm tối ở cùng với Hàn Anh, lâu ngày sinh tình, chẳng phải anh ta sẽ không bao giờ có cơ hội hay sao? Doanh Châu chúng tôi cũng đang thiếu nhân tài. Lúc này, Đoàn Tử Du quyết định lùi lại một bước, đưa ra lời mời, nếu anh Diệp có hứng. Thú thì có thể ở lại đây, cha tôi chắc chắn sẽ tập trung bồi dưỡng anh. Đối mặt với lời mời từ hai trại chiến thần, mọi người xung quanh đều tò mò, tự hỏi Diệp Lâm sẽ đưa ra lựa chọn nào. Cảm ơn lòng tốt của hai người. Diệp Lâm mỉm cười từ chối. Tôi đã có ý định khác rồi, xin lỗi không thể nghe theo hai người được. Ô, Hàn Sơn Hà giật mình, tò mò hỏi, anh Diệp, anh có nơi nào tốt hơn để đi à? Diệp Lâm từ chối như vậy, chẳng lẽ là vì có người đã giành trước? À, tôi biết rồi. Lúc này, Hàn Anh chợt cắt ngang, anh Diệp muốn tới Ung Châu. Hàn Anh nhớ tới lần đầu gặp mặt, Diệp Lâm đã hỏi mình về chuyện của Ung Châu. Xem ra, anh Diệp muốn tham gia cuộc tuyển chọn chiến thần Ung Châu tháng sau. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại hiện trường lại lần nữa chấn động. Chiến thần Ung Châu. Mọi người chợt hiểu ra, chẳng trách Diệp Lâm lại từ chối chiến thần Thanh Châu, còn nói mình đã có ý định khác. Thì ra anh muốn bước cao hơn, trực tiếp trở thành chiến thần. Như mọi người đã biết, trong 9 chiến khu ở Đại Hạ, bây giờ chỉ có Ung Châu là không có thủ lĩnh, vị trí chiến thần cũng bị bỏ trống. Hóa ra cậu muốn tranh đoạt vị trí chiến thần Ung Châu. Nghe được lời này, Hàn Sơn Hà đột nhiên hiếu ra, vẻ mặt ngạc nhiên. Không ngờ Diệp Lâm lại có dã tâm cao như vậy. Ông ta tự thấy mình thật nông cạn. Nếu có người có thể trở thành chiến thần ở Ung Châu, đồng nghĩa với việc ngang hàng với ông ta, vậy tại sao phải cần đến sự hỗ trợ của ông ta cơ chứ? Khấu khí lớn thật, Đoàn Tử Du nghe vậy, vừa ngạc nhiên vừa khinh thường, Ung Châu là thành trì quân sự, nhân tài vô số kể. Anh vừa không có địa vị, vừa không có chiến công thì làm sao mà tranh giành được. Hơn nữa, anh cũng không phải là quân lính trong bộ quốc phòng, tháng sau cũng không có tư cách tham gia trận chiến tranh chức chiến thần ở Ung Châu. Điều Đoàn Tử Du nói không sai. Nếu muốn tham gia bất kỳ cuộc thi nào ở chiến khu, ít nhất phải đăng ký với Bộ Quốc phòng và trở thành quân nhân chính thức mới được. Hơn nữa, trận chiến tranh vị trí chiến thần không phải trận so tài bình thường, không những phải ở trong quân đội, mà phải có thêm các tiêu chí khác như chiến công hay lai lịch. Suy cho cùng, việc chọn ra một chiến thống lĩnh quân đội của một châu đâu có phải trò đùa. Mặc dù thực lực của Diệp Lâm ai cũng rõ ràng, nhưng để tham gia ứng tuyến chức chiến thần, chỉ thực lực thôi là chưa đủ. Đây quả thực là một vấn đề. Hàn Sơn Hà cũng gật đầu, mặc dù cậu có thực lực đế cạnh tranh với những cao thủ ở Ung Châu, nhưng không có gì trong tay, cậu vẫn không đủ tư cách để tham gia cạnh tranh chức chiến thần. Đúng vậy, Hàn Anh cũng đột nhiên hiểu ra, cảm thấy hơi áy náy, xin lỗi anh Diệp, lần trước quên nói cho anh biết những chuyện này. Không sao, Diệp Lâm khẽ lắc đầu. Sư phụ thứ tư của anh là chiến thần Ung Châu tiền nhiệm, anh lại là đệ tử thân cận của ông ấy. Nếu vậy mà cũng không đủ tư cách thì những người khác cũng sẽ không có tư cách tranh tài. Hay là như vậy đi, Hàn Sơn Hà dừng một chút rồi nói, nếu cậu thật sự có ý định tham gia thì tôi có thể giúp cậu viết thư giới thiệu, chứng minh cho cậu. Cậu hãy cầm thư của tôi đến doanh trại Ung Châu, có lẽ họ có thể phá lệ, để cậu thi đấu. Đoàn Tử Du nghe xong bèn sửng sốt, chú Hàn, chú muốn làm người bảo lãnh cho anh ta sao? Việc này không phải quá mạo hiểm ư? Nếu anh ta xảy ra chuyện gì, chú cũng sẽ bị liên lụy. Suy cho cùng, cuộc chiến tranh chức chiến thần đâu chỉ là trò chơi trẻ con. Nếu người được tiến cử có nhân cách không tốt hoặc là gián điệp của kẻ thù, một khi được phép lên nắm quyền, chẳng phải sẽ gặp rắc rối sao? Lúc đó, ngay cả người tiến cử cũng sẽ bị liên lụy. Ha ha, Hàn Sơn Hà thản nhiên cười nói, không sao cả, tôi tin tưởng cậu Diệp, chắc chắn sẽ không xảy ra sai sót đâu. Hàn Sơn Hà luôn cảm kích việc Diệp Lâm cứu vợ mình, nhưng ông ta lại không có gì báo đáp. Hôm nay,
thấy Diệp Lâm có muốn tranh giành vị trí chiến thần Ung Châu, ông ta cũng muốn giúp đỡ phần nào. Diệp Lâm vốn muốn từ chối, nhưng Hàn Sơn Hà nhất quyết đòi viết. Đưa cho tôi một cây bút. Ngay lập tức, nhà họ Trương đã chuẩn bị giấy bút cho Hàn Sơn Hà. Hàn Sơn Hà vội vàng viết thư giới thiệu. Chữ chú đẹp quá, Đoàn Tử Du nhanh chóng nắm bắt được cơ hội, không ngừng khen ngợi. Ô, Tử Du, cậu thấy chữ của tôi đẹp ở đâu vậy? Hàn Sơn Hà cười hỏi. Dạ, Đoàn Tử Du bị câu hỏi này chặn họng, anh ta chỉ muốn nịnh nọt một tí thôi, chứ đâu có biết gì về thư pháp, đương nhiên cũng không thể giải thích được tại sao. Hàn Chiến Thân quanh năm ở quân đội mà vẫn có thể viết thư pháp gọn gàng như vậy. Tuy rằng chúng tôi không hiểu, nhưng chữ viết của ngài thật sự rất đẹp, rất hiếm có. Những người khác cũng thi nhau khen ngợi. Hàn Anh cười nói, cha tôi thường xuyên luyện thư pháp trong doanh trại, nói rằng nó có thể rèn luyện tâm tính. Vậy nên ông ấy đã mời rất nhiều đại sư của Hiệp hội Thư pháp đến dạy. Hàn Sơn Hà bình thản mỉm cười, rất hài lòng với chữ viết của mình, nhưng vẫn khiêm tốn nói. Để mọi người chê cười rồi. Nói xong, Hàn Sơn Hà cầm mảnh giấy đưa vào tay Diệp Lâm. Diệp Lâm nhìn kỹ hơn và mỉm cười, thư pháp của Hàn Chiến Thần là sự kết hợp giữa liều thế của Liễu Công Quyền và nhan thể của Nhan Chân Khanh. Có thể nói là trong cái cũ có cái mới, tự hình thành bút pháp của riêng mình. Hàn Sơn Hà nghe được lời này, lập tức ngạc nhiên, không khỏi vui vẻ nói, cậu Diệp, cậu cũng biết thư pháp sao? Diệp Lâm chỉ tùy ý nhận xét vài câu về chữ viết của Hàn Sơn Hà. Mọi người có mặt lập tức sững sờ. Hàn Sơn Hà lại nhìn Diệp Lâm như thế gặp được tri kỷ. Mọi người vừa ngạc nhiên vừa bối rối, không ngờ Diệp Lâm lại biết thư pháp. Một chút thôi, Diệp Lâm bình tĩnh nói. Diệp Lâm không dám nói mình biết nhiều về thư pháp. Nhưng nếu anh tự nhận là người đứng thứ hai thì chỉ có vị sư phụ thứ 35 trong ngục giam số 0 mới dám tự nhận là người thứ nhất thôi. Diệp Lâm đã học được thư pháp thần kỳ từ vị sư phụ đó. Kể từ khi bắt đầu viết thư pháp, những dòng chữ khắc con dấu nhỏ ở thời Tần Hán cho đến chữ viết ở các triều đại Tùy, Đường, Diệp Lâm đều nắm rõ. Nhìn thoáng qua có thể thấy thư pháp của Hàn Sơn Hà là sự kết hợp giữa nhan thể và liễu thế, tự tạo thành một phong cách riêng. Anh Diệp. Anh giỏi quá. Hàn Anh cũng ngạc nhiên nói, tôi nhớ rằng một trong hai nhà thư pháp bậc thầy được cha tôi mời đến, một người tự xưng là hậu duệ của nhà họ Liễu, người còn cũng nói mình là người thừa kế của Nhan Chân Khanh. Chữ viết của cha tôi quả thực bị ảnh hưởng bởi hai vị đại sư này nên mới có kiểu dáng như bây giờ. Hàn Sơn Hà cũng khen ngợi, từ chữ viết của tôi mà có thể thấy được lai lịch trong đó, cậu Diệp chắc hẳn phải là bậc chuyên gia. Đoàn Tử Du nghe được lời này thì sửng sốt. Thầm nghĩ, thật hay giả vậy? Tên nhóc này có thực sự hiểu sao, hay là anh ta chỉ đang khoác lác đế che mắt mọi người? Nghĩ vậy, Đoàn Tử Du lập tức phản bác lại, Nhan Chân Khanh và Liễu Công Quyền là hai nhà thư pháp vĩ đại, ngay cả học sinh tiểu học cũng biết đến họ. Ý của anh ta là những gì Diệp Lâm nói có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi. Tuy nhiên, lúc này, Hàn Sơn Hà lại vô cùng hưng phấn, tự mình mài mực, nói với Diệp Lâm, nào, cậu thử viết mấy chữ cho mọi người xem. Ngày thường hiếm khi gặp được một người đam mê thư pháp, Hàn Sơn Hà coi Diệp Lâm như tri kỷ, đích thân mời anh đến viết thư pháp. Diệp Lâm không thể từ chối, đành phải viết. Nhanh vài chữ. Dưới con mắt của mọi người, chỉ bằng vài nét bút, anh đã chép lại xong lá thư giới thiệu do chính Hàn Sơn Hà viết, không sai một chữ. Trong tiếng reo hò hoan hô của mọi người, Diệp Lâm chậm rãi đặt bút giấy xuống, bình tĩnh mỉm cười, để mọi người chê cười rồi. Cái này... Mọi người đều choáng váng. Họ cố gắng tìm lỗi và so sánh qua lại hai bên. Kết quả hoàn toàn giống nhau. Giống, thực sự giống hệt, tuyệt quá. Giống như vừa photo ra vậy. Không ngờ anh Diệp là người văn võ song toàn. Mọi người đều thốt lên ngạc nhiên. Đoạn Tử Ngọc càng thêm sửng sốt, không ngờ Diệp Lâm chỉ vẽ mấy nét đã viết được chữ giống hệt như Hàn Sơn Hà. Khóe miệng Đoàn Tử Du giật giật, cảm thấy mọi mặt đều thua kém đối phương. Ái chà! Cậu Diệp, đúng là tấm ngầm tầm ngầm mà. Đánh chết voi! Hàn Sơn Hà nhìn bức thư pháp Diệp Lâm viết giống hệt bức thư pháp của mình, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa cảm thán. Tôi thực sự ngày càng thích cậu rồi đấy. Nếu như không phải cậu muốn tranh đoạt vị trí chiến thần Ung Châu, thì hôm nay, dù thế nào tôi cũng sẽ đưa cậu trở về Doanh Thanh Châu, để cậu tiếp quản công việc của tôi, làm con rể tương lai của tôi. Cha, cha đang nói gì vậy? Hàn Anh giả vờ làm nũng, đánh cha mình một cái.
nhưng một đôi mắt đẹp lại chăm chú nhìn Diệp Lâm, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Hiếm hoi mới gặp được một chàng trai văn võ song toàn, cô gái nào mà không ngưỡng mộ cơ chứ? Nghe xong lời này, Đoàn Tử Du càng tuyệt vọng hơn, như thể vừa mới thất tình, trái tim quặn thắt. Ha ha, Hàn Sơn Hà bật cười, lại trải ra một tờ giấy mới giỏi nói, nào, nào, cậu viết một tờ khác đi. Lần này đừng bắt chước thư pháp của tôi, cứ dùng thư pháp của chính cậu mà viết. Tôi viết cho cậu thư giới thiệu, cậu cũng có thể tặng lại cho tôi một bức thư pháp. Nếu sau này cậu trở thành một nhà thư pháp nổi tiếng, như vậy bức thư pháp này sẽ là gia bảo của nhà họ Hàn chúng tôi, ha ha. Được, Diệp Lâm lập tức đồng ý, suy nghĩ một hồi rồi nói, Hàn chiến thần, ông là người Thanh Châu, vậy tôi sẽ viết tặng ông bài Thanh Châu Ca. Thanh Châu Ca là tác phẩm của Ngô Bân, một nhà thơ thời nhà Minh sáng tác. Thành Thanh Châu uy vũ khắp bốn phương, cờ bay phấp phới trên trời cao. Diệp Lâm hạ bút viết. Mọi người cũng chăm chú nhìn theo Diệp Lâm, miệng đọc từng chữ, hết lời khen ngợi. Cuối cùng, Diệp Lâm viết, gió lạnh cuốn hoa mai rơi xuống, thổi đi bông tuyết trên tóc người. Hàn Sơn Hà vuốt vuốt mái tóc hoa dâm của mình, hai mắt hơi đỏ lên. Thơ hay. Chữ đẹp. Đúng là một kỳ tài, văn võ song toàn. Diệp Lâm đặt bút xuống, giơ tờ giấy lên, một bản Thanh Châu Ca tặng cho chiến thần Thanh Châu. Hàn Sơn Hà trịnh trọng nhận lấy bức thư. Pháp, xem lại vài lần, thấy kỹ thuật thư pháp này tốt hơn mình gấp 10 lần, càng thêm phần khâm phục Diệp Lâm. Cậu Diệp, không ngờ Hàn Sơn Hà tôi đã hơn 50 tuổi lại gặp được một tri kỷ như cậu, đúng là tuyệt vời. Nếu cậu không chê, hôm nay chúng ta hãy kết nghĩa làm huynh đệ đi. Hàn Sơn Hà vô cùng hào hứng, nhất quyết kéo Diệp Lâm kết nghĩa huynh đệ. Mọi người đều sửng sốt, không biết phải làm gì. Cha, cha làm gì vậy? Lúc này, Hàn Anh thực sự tức giận. Không phải ông ấy vừa nói là đang tìm con rể ư? Sao bây giờ lại trở thành anh em kết nghĩa rồi? Vậy rốt cuộc hai người là cha vợ con rể hay là anh em đây? Nên phân vai vế như thế nào? Lúc này, những người khác cũng lên tiếng giải vây, cười nói, Hàn chiến thần say rồi. Tôi không say, Hàn Sơn Hà rất nghiêm túc, quan trọng hơn là ông ta không muốn bỏ lỡ những tài năng trẻ như Diệp Lâm, mặc dù tôi lớn hơn cậu một chút, nhưng dù sao cũng là chiến thần một phương, tôi gọi cậu một tiếng đàn em cũng không xúc phạm cậu, đúng chứ? Nếu cậu không đồng ý tức đang coi thường tôi. Nhìn thấy Hàn Sơn Hà chân thành như vậy, Diệp Lâm cũng không nỡ từ chối, làm mất mặt chiến thần. Được rồi, nếu Hàn chiến thần đã coi trọng tôi, vậy tôi sẽ nghe theo, từ nay chúng ta trở thành anh em kết nghĩa, ông chính là đại ca của tôi. Nói xong, Diệp Lâm chắp tay nói, Hàn đại ca. Ha ha, Diệp lão đệ, Hàn Sơn Hà vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai, bật cười vui vẻ. Chúc mừng chú Hàn kết nghĩa thành công. Lúc này, Đoàn Tử Du là người đầu tiên nhảy ra bày tỏ sự ủng hộ. Nếu họ trở thành anh em, vậy chẳng phải cơ hội của anh ta đã đến rồi sao? Chúc mừng Hàn chiến thần, chúc mừng cậu Diệp. Thấy hai người họ thực sự muốn trở thành anh em kết nghĩa, tất cả đều gửi lời chúc mừng. Đồng thời, họ cũng tin rằng Diệp Lâm may mắn làm thân được với Hàn chiến thần, tương lai sẽ vô cùng sáng lạn. Hàn Anh ở một bên tỏ ra chán nản. Sau này cô ấy sẽ đối mặt với Diệp Lâm như thế nào? Bây giờ cô ấy bỗng chốc đã biến thành người bề dưới rồi. Không sao, Hàn Sơn Hà cũng không phải là người bảo thủ, cười nói, mỗi người một cách gọi, cha và Diệp Lâm là anh em, con và Diệp Lâm cũng có thế là anh em, hoặc có thế là vợ chồng, tất cả đều không thành vấn đề. Đoàn Tử Du nghe vậy, nụ cười đột nhiên cứng đờ, dần dần lộ ra vẻ mặt còn khó coi hơn là đang khóc, mộng tưởng của anh ta lại thành công cốc rồi. Ngay lập tức, mọi người trong họ Trương vội vàng bày bàn thờ và hương lên. Diệp Lâm và Hàn Sơn Hà tuyên thệ và bái lạy ngay tại chỗ. Phạch, phạch, phạch. Vừa tuyên thệ xong, bên ngoài đã nghe thấy tiếng trực thăng gầm rú. Ngay sau đó, Hàn Sơn Hà cũng nhận được điện thoại dục trở về, đoàn chiến thần của Doanh Châu vẫn đang đợi ông ta. Diệp lão đệ, hôm nay tôi còn có công vụ, phải đi trước. Hàn Sơn Hà nắm tay Diệp Lâm đi ra ngoài. Cậu thật sự không muốn cùng tôi trở về Thanh Châu sao? Không được, Hàn đại ca, tôi cũng có việc riêng phải xử lý, ngày khác tôi sẽ tới Thanh Châu. Thăm ông sau, Diệp Lâm nói. Được, Hàn Sơn Hà cũng không ép buộc, trịnh trọng nói lời tạm biệt với Diệp Lâm, vậy thì anh em chúng ta tạm biệt ở đây, hẹn gặp lại vào ngày khác, bảo trọng nhé. Hàn đại ca, bảo trọng,
Diệp Lâm cũng chắp tay nói lời tạm biệt. Trước khi lên máy bay, Hàn Sơn Hà quay người nói, tháng sau tôi sẽ đích thân đến cố vũ cho cậu trong trận chiến ở Ung Châu. Ngay sau đó, Hàn Anh cũng tạm biệt Diệp Lâm, vẫy tay rồi lên trực thăng. Cuối cùng, Đoàn Tử Du gật đầu với Diệp Lâm rồi đi lên trực thăng mà không nói gì. Đồng thời, trong lòng anh ta thầm lập lời thề, sẽ nỗ lực trở thành chiến thần càng sớm càng tốt và kết hôn với Hàn Anh. Đường đường là con trai của chiến thần, không thể lép vế trước người bình thường như Diệp Lâm được. Sau khi hai cha con nhà họ Hàn rời đi, Diệp Lâm lại trở lại đại sảnh nhà họ Trương, mọi người thi nhau khen ngợi anh, coi anh như khách quý. Suy cho cùng, bây giờ Diệp Lâm đã không còn như trước nữa. Anh không chỉ là một anh hùng mạnh mẽ có thể giết được Tọa Sơn Điêu mà còn là một người trẻ tuổi tài năng có thể kết nghĩa với Hàn chiến thần. Ngay cả nhà họ Trương cũng không dám coi thường. Sao không thấy chủ của các người đâu? Diệp Lâm trở về chỗ ngồi, phát hiện Trương Văn Viễn đã mất tích. Vì thế, anh lạnh lùng nói, khách còn chưa đi hết, sao chủ nhà đã đi trước rồi? Ở bên này, vừa nói, Hoàng Tam gia vừa dùng sức kéo Trương Văn Viễn lại, cậu Diệp, gia chủ nhà họ Trương vừa rồi muốn chạy trốn, nhưng bị tôi bắt được. Trương Văn Viễn bị bắt quay lại, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, đồng thời thầm nguyền rủa 18 đời tổ tiên họ Hoàng, thề rằng khi nào quay lại sẽ chặt xác của tên Hoàng Tam gia này ra thành trăm mảnh. Nhưng bây giờ, ông ta chỉ là một con cá đang nằm trên thớt mà thôi. Trương Văn Viễn đành phải quỳ xuống, cầu xin Diệp Lâm. Trước đây đã đắc tội, là do tôi có mắt như mù, mong cậu Diệp khoan dung độ lượng, tha cho tôi một mạng. Tôi sẵn sàng tặng một nửa tài sản của nhà họ Trương cho cậu. Trương Văn Viễn đã chuẩn bị trao một nửa tài sản của gia đình để đổi lấy sự tha thứ của Diệp Lâm. Một nửa tài sản của gia tộc, Diệp Lâm mỉm cười, đó là cái giá trước khi tôi ra tay. Cái gì, nghe được lời này, sắc mặt Trương Văn Viễn chợt thay, không ngờ Diệp Lâm lại nâng giá. Nhưng ông ta không có tư cách đế mặc cả. Chỉ có thể run rẩy hỏi, vậy, bây giờ cậu Diệp muốn bao nhiêu? Toàn bộ, Diệp Lâm bình tĩnh nói, bây giờ, tôi muốn toàn bộ nhà họ trước các người. Tôi muốn toàn bộ nhà họ Trương. Nghe vậy, không chỉ có gia chủ Trương Văn Viễn, mà ngay cả mọi người trong nhà họ Trương đều thay đổi sắc mặt. Bọn họ không ngờ rằng Diệp Lâm vừa mở miệng ra là đòi hết nhà họ Trương. Ơ kìa, Trương Văn Viễn trợn mắt há mồm, không biết nên nói gì cho đúng. Đưa cả nhà họ Trương cho cậu, vậy người làm gia chủ như tôi là cái gì? Trương Văn Viễn cảm thấy khủng hoảng khi mà vị trí gia chủ của mình có thể mất đi bất cứ lúc nào. Diệp tiên sinh, xin cậu giơ cao đánh khẽ. Trương Văn Viễn đột nhiên dập đầu liên tục, đau khổ cầu xin Diệp Lâm. Cậu muốn cái gì tôi cũng cho cậu, sau này cũng sẵn lòng làm việc cho cậu. Cậu đòi toàn bộ nhà họ Trương, thì tôi đấy phải làm sao hả? Tiếp theo tôi biết ăn nói thế nào với tộc nhân, sau khi chết biết ăn nói thế nào với tổ tiên. Trương Văn Viễn khóc lóc thảm thiết, chỉ mong Diệp Lâm có thể tha cho mình, dù có trả giá thế nào cũng được. Một nửa, tôi đồng ý chia một nửa nhà họ Trương cho cậu, cầu xin cậu đừng cướp thêm một nửa còn lại của tôi. Đối mặt với cảnh Trương Văn Viễn đau khổ cầu xin, Diệp Lâm không dao động một chút nào. Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình. Nếu đổi lại là mình thua thì nhà họ Trương cũng sẽ không dễ dàng tha cho mình. Tôi có thể tha cho ông một mạng là tốt lắm rồi. Vậy mà bây giờ ông còn muốn cò kè mặc cả với tôi hả? Dứt lời, Diệp Lâm dùng một chân đá ông ta ra ngoài, cút đi. Trương Văn Viễn bị đá văng ra cửa, hét thảm thiết một tiếng, rồi vẫn mặt dày bò trở về. Ông ta nhìn các tộc nhân xung quanh, dường như muốn huy động sức mạnh quần chúng. Nhà họ Trương chúng ta đã kéo dài trăm năm, thế mà bây giờ lại sắp rơi vào trong tay một người khác họ, trên xấu hổ với tổ tiên dưới xấu hổ với con cháu. Mọi người đều là người họ Trương, mọi người nói một câu đi. Chẳng lẽ các người cứ để mặc cho người sâu xé như vậy sao? Trương Văn Viễn tỏ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hừ, lúc này, có người đi lên liền mắng, ông là chủ một nhà mà lại không phân rõ tốt xấu, gây ra phiền phức lớn cho gia tộc, bây giờ còn có mặt mũi la hét nữa hả? Chẳng phải cục diện hiện nay của gia tộc đều do một tay ông tạo thành hay sao? Đúng vậy. Lại có người lên tiếng phụ họa, trước đây chúng tôi đã khuyên ông rồi, đừng có đi gây chuyện ở bên ngoài, nhất là một nơi đầy rẫy người tài như Yến Kinh, ông không chịu nghe, ông kiên quyết làm theo ý mình. Hiện giờ rơi vào tình cảnh thế này, chỉ có thể trách bản thân ông thôi. Cuối cùng,
đám trưởng lão nhà họ Trương cũng sôi nổi đứng ra, nghiêm mặt nói, may mắn khi Diệp tiên sinh là một người dẫn đầu sáng suốt, không so đo hiềm khích trước đây, chỉ đuổi ông đi thôi, chứ không làm khó đám người chúng tòi. Chúng tôi đồng ý để Diệp tiên sinh gia nhập nhà họ Trương, trở thành gia chủ mới của nhà họ Trương. Nghe vậy, mọi người còn lại đều phụ họa, đúng vậy. Chúng tôi tận mắt nhìn thấy, tận tai. Nghe thấy tài năng của Diệp tiên sinh, ngay cả chiến thần Thanh Châu cũng kết nghĩa anh em với Diệp tiên sinh đúng là nhân tài. Tài năng của Diệp tiên sinh vượt xa Trương Văn Viễn ông hàng trăm lần. Diệp tiên sinh có tư cách trở thành chủ một nhà hơn ông. Dưới sự dẫn dắt của Diệp tiên sinh, nhà họ Trương chúng ta nhất định sẽ tiến thêm một bước trong tương lai. Trong nhất thời, tiếng ủng hộ Diệp Lâm vang lên hết đợt này đến đợt khác. Tất cả đều là vì thực lực của Diệp Lâm, không chỉ có thể khiến cho Hàn Sơn Hà coi trọng, mà còn khiến cho mọi người trong nhà họ Trương khâm phục thật lòng, lòng mang kính sợ. Tuy rằng anh là người khác họ, nhưng năng lực của anh lại mạnh hơn tộc trưởng cùng họ hàng trăm lần. Xét về mặt lợi ích, không ai bị tổn thất cái gì, tất nhiên là sẽ dốc sức ủng hộ. Thấy các tộc nhân sôi nổi làm phản đứng về phía Diệp Lâm, khiến mình trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người, Trương Văn Viễn vừa ngạc nhiên vừa tức giận, tuyệt đối không ngờ mình lại là người bị bỏ đá xuống giếng. Hay lắm, một đám ăn cây táo rào cây sung các người. Gia tộc gặp nạn, các người không nghĩ cách giải quyết, mà lại cùng nhau đuổi tôi đi. Thật sự là tức chết tôi rồi. Ông lại nhảy cái gì hoài vậy? Hoàng Tam gia đi lên đá thêm một chân, đá Trương Văn Viễn bay ra đại sảnh, Diệp tiên sinh bảo ông cút đi. Còn Khôn Quy mau cút đi. Trương Văn Viễn lại bị đuối đi lần nữa. Có điều, đối mặt với gia nghiệp lớn như thế, ông ta sao có thế dễ dàng bỏ được. Diệp tiên sinh, cậu đừng đối xử như vậy với tôi. Cậu làm như vậy là không hợp pháp. Nếu cậu cứ đòi cướp đoạt gia nghiệp của tôi cho được, thì tôi sẽ đi phủ Phụng Thiên kiện cậu. Trương Văn Kiện đã bất chấp tất cả rồi, rốt cuộc thì đoạt đi toàn bộ gia nghiệp của ông ta, chẳng khác gì giết ông ta cả. Vậy nên ông ta dứt khoát tranh thủ đến cùng, cho dù là đắc tội Diệp Lâm thì cũng muốn lên tiếng. Đừng quên cậu chỉ là một người ngoài. Một khi tôi đi kiện cậu, thì người nhà họ Trương sẽ ủng hộ tôi nhiều hơn ủng hộ cậu. Nếu cậu không tin thì cứ chờ xem. Trương Văn Viễn cho rằng hiện giờ mọi người sôi nối quy thuận Diệp Lâm chỉ là vì bắt buộc phải làm như thế. Vậy nên khi nào ông ta đi kiện Diệp Lâm, sẽ có đa số người nhà họ Trương ủng hộ ông ta. Ô, thế hả, nghe vậy, Diệp Lâm cười lạnh. Lùng, nếu đối phương không biết điều, chắc là ông không có cơ hội đó đâu. Vừa dứt lời, mặt đất có tiếng ầm ầm vang lên giống như là động đất. Ngay sau đó, chỗ mà Trương Văn Viễn đang đứng nhô lên, giống như là núi lửa phun trào. Một con rắn khổng lồ chui ra khỏi mặt đất, xốc bay Trương Văn Viễn ra ngoài, sau đó ngửa đầu, nuốt trọn Trương Văn Viễn. Cuối cùng, nó chui vào trong đất, xung quanh đều yên tĩnh trở lại, dường như chưa từng xảy ra gì cả. Yên tĩnh. Hiện trường yên tĩnh như chết. Thấy người nhà họ Trương hoảng loạn, Diệp Lâm đành phải trấn an bọn họ. Các vị đừng lo lắng, mọi thứ ở nhà họ Trương đều sẽ như cũ. Chỉ cần các vị nghe theo lời tôi thì tôi sẽ không bạc đãi các vị. Tôi sẽ làm cho sản nghiệp vốn có của các vị lớn hơn gấp 10 lần trăm lần. Khi ấy, tôi có lợi, mọi người cũng có lợi. Nghe vậy, mọi người đều lên tiếng ủng hộ, chúc mừng Diệp tiên sinh gia nhập nhà họ. Trương, chúng tôi sẵn lòng cống hiến cho Diệp tiên sinh, tuyệt đối sẽ không phản bội. Lúc nghe câu tuyệt đối sẽ không phản bội, Diệp Lâm nhìn về phía Hoàng Tam gia, cười lạnh nói, Hoàng Tam gia, trước đây ông thề trung thành với tòi, tôi thả ông về Phụng Thiên, ông quay sang nhờ cậy nhà họ Trương, cuối cùng còn nịnh bợ Tọa Sơn Điêu nữa. Ông học công phu nhảy qua nhảy lại này của ai vậy? Ông đúng là vận dụng nguyên tắc, người nào thắng thì giúp người đó, đến mức tận cùng mà. Nghe vậy, Hoàng Tam gia sợ tới mức dập đầu liên tục, Diệp tiên sinh tha mạng. Đấy chỉ là kế sách tạm thời thôi, tôi chỉ thật sự trung thành với cậu, còn những người khác đều là giả. Hừ, Diệp Lâm tất nhiên là sẽ không tin tưởng lời nói bậy bạ của ông ta. Hoàng Tam gia tiếp tục nói, lúc nãy tôi đã thành công cứu được nhà họ Liễu và nhà họ Bạch. Năm nhà chúng tôi đều đang chờ ở bên ngoài. Bảo bọn họ vào đi. Rất nhanh sau đó, tộc trưởng năm tộc Hồ Hoàng Bạch Liễu Khôi đi vào trong đại sảnh gặp. Diệp Lâm. Chào Diệp tiên sinh. Chúng tôi đã cố hết sức làm chuyện mà cậu giao cho rồi. Bên cạnh Trương Văn Viễn có rất nhiều cao thủ, chúng tôi thật sự hết cách rồi, cuối cùng còn phải ngồi tù nữa.
Bạch nãi nãi tộc trưởng nhà họ Bạch dẫn đầu báo cáo với Diệp Lâm. Sau khi chúng tôi thua trong cuộc đấu trí đấu dũng với Trương Văn Viễn, Hoàng Tam gia là người đầu tiên làm phản. Lúc này, Liễu Như Yên nhà họ Liễu lập tức mách lẻo. Ây ra, Như Yên, đừng nói như vậy chứ. Hoàng Tam gia hoảng sợ giải thích, đó chỉ là kế sách tạm thời thôi. Chẳng lẽ cứ để toàn quân bị diệt hả? Lúc nãy tôi đã cứu mọi người hết rồi mà. Liễu Như Yên hừ nhẹ một tiếng, nói, đó là vì ông thấy Diệp tiên sinh lại có phần thắng, Tọa Sơn Điêu thua, nên mới nhảy qua bên đây nữa. Như Yên, cô nói như vậy là oan cho tôi lắm. Hoàng Tam gia bày ra dáng vẻ ấm ức, trời đất chứng giám cho lòng trung thành của tôi với Diệp tiên sinh. Lúc này, bên ngoài không có mưa, vậy mà lại có tiếng sấm sét vang lên. Hoàng Tam gia sợ tới mức giật nảy mình, vùi đầu vào đôi tay, dường như là thiên kiếp đang đến vậy. Hì hì, Liễu Như Yên bật cười thành tiếng, ông xem, lời thề của ông ngay cả ông trời cũng không tin, cho sét đánh cảnh cáo ông kìa. Lúc này, Diệp Lâm chỉ một ngón tay về phía Hoàng Tam gia. Một tia sáng chợt lóe qua, đi thẳng vào sau lưng ông ta, khiến ông ta rùng mình một cái. Hoàng Tam gia, tôi có thể tha chết cho ông, nhưng phải có trừng phạt. Tôi lại gieo thêm một huyết chú trên người ông. Sau này, mỗi khi trời mưa sấm sét, ông sẽ bị sét đánh, như đánh thẳng vào đầu, cực kỳ đau đớn. Đây là sự trừng phạt của tôi dành cho cái tính thay đổi thất thường của ông. Ôn Quy có phúc hay khôn quy? Nghe thấy sự trừng phạt dành cho mình, Hoàng Tam gia cực kỳ sợ hãi, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh. Có thể tha chết, nhưng phải trừng phạt. Mỗi khi trời mưa sấm sét, sẽ như bị sét đánh. Hoàng Tam gia còn ngổn ngụy biện, nhưng nghĩ đến Trương Văn Viễn bị con rắn khổng lồ nuốt chửng thì không dám nhiều lời nữa. Ông ta dập đỡ âu liên tục, nói, phục, 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 tôi phục rồi, tôi không dám nữa. Có câu giết gà dọa khỉ, người trong năm tộc thấy vậy đều cực kỳ sợ hãi. Hiện giờ đại cục đã định, bọn họ nào dám có hai lòng. Nếu nhà họ Trương và năm tộc còn người nào không phục thì có thể đi trong hôm nay. Tôi sẽ không làm khó ai cả. Diệp Lâm tiếp tục nói, nhưng nếu qua hôm nay mà còn dám mang lòng phản bội thì cũng đừng trách tôi không nương tay. Nghe vậy, mọi người ở hiện trường đồng thanh tỏ thái độ. Sẵn lòng làm việc cho Diệp tiên sinh. Hay lắm, Diệp Lâm vừa lòng gật đầu, cục diện cơ bản là ổn định. Sau đó, anh bảo người quản lý nhà họ Trương giới thiệu sản nghiệp chủ yếu của nhà họ Trương và kiểm tra sổ sách. Nhà họ Trương là gia tộc số 1 Phụng Thiên, là đầu sỏ bản địa, sản nghiệp trải rộng toàn tỉnh, chủ yếu là dược phẩm, khai thác mỏ, bất động sản, lũng đoạn thị trường tuyệt đối. Năm tộc tương đương với tay đấm của nhà họ Trương, mỗi tộc phụ trách một sản nghiệp dựa theo chuyên môn của mình. Ví dụ như nhà họ Hoàng phụ trách khai thác mỏ, nhà họ Khôi phụ trách bất động sản, nhà họ Bạch phụ trách dược phẩm. Sau khi kiểm tra sổ sách công ty, mọi người phát hiện Trương Văn Viễn là gia chủ, thế mà lại nhiều lần tham ô công khoản, chuyển một số tiền lớn vào tài khoản của mình và tài khoản nước ngoài. Đây là chuyện mà các tộc nhân chưa từng biết. Con số tham ô lớn đến mức khiến người ta phải trợn tròn mặt, cực kỳ giận dữ. Không ngờ những năm qua Trương Văn Viễn tham ô nhiều tiền như vậy. Thì ra năm nào công ty cũng mắc nợ, thu không đủ chi, hỏi thì cứ bảo là tình hình kinh tế không tốt, khó có thể chuyển hình. Hóa ra là vào trong túi ông ta hết rồi. Xem ra ông ta chết còn chưa hết tội. Diệp gia chủ đã giết một con sâu làm sầu nồi canh cho nhà họ Trương chúng ta. Trong nhất thời, người nhà họ Trương đều quát mắng Trương Văn Viễn. Ngay cả tộc nhân một mạch Trương Văn Viễn ám thầm trách cứ Diệp Lâm tùy tiện giết chết Trương Văn Viễn, lúc này cũng sôi nổi thay đổi thái độ, cho rằng Diệp Lâm diệt trừ tai họa cho nhà họ Trương. Sau một đợt điều tra thẩm vấn kẻ thân tín của Trương Văn Viễn, cuối cùng cũng điều tra ra được một tài khoản ở nước ngoài của Trương Văn Viễn. Tài khoản được quản lý bởi một công ty quản lý quỹ thần bí. Muốn biết nhiều tin tức hơn thì cần phải đến tận công ty để điều tra. Sau khi biết trong tài khoản có một số tiền khổng lồ, Diệp Lâm đã ra lệnh là cần phải đòi lại số tiền trong tài khoản. Vậy nên, anh phái vài nhân viên phụ trách giao dịch nước ngoài đi tới công ty kia để điều tra rồi lên kế hoạch tiếp theo. Quy mô sản nghiệp dược phẩm nhà họ Trương thế nào? Sau khi nghe giới thiệu xong, Diệp Lâm cảm thấy rất hứng thú với sản nghiệp dược phẩm nhà họ Trương. Rốt cuộc thì sắp tới mình định tiến quân vào ngành dược phẩm, có khi nhà họ Trương có thể giúp đỡ mình phần nào. Nói đến hạng mục do nhà mình phụ trách, nhà họ Bạch đứng dậy giới thiệu. Sản nghiệp dược phẩm nhà họ Trương rất hoàn thiện, có đủ trung y lẫn tây y,
xem như là tập đoàn dược phẩm lớn nhất phương Bắc, mỗi năm thu vào hàng chục tỷ, thuộc 500 công ty đứng đầu đại hạ. Diệp Lâm nói kỹ hơn về Trung Y Dược đi. Bạch Nãi Nãi tự mình giới thiệu, Trung Y Dược có tên là Tế Thế Đường, là công ty sản xuất, nghiên cứu phát triển và kinh doanh trung dược lớn nhất phương Bắc. Nguyên nhân chủ yếu là vì có kho dược liệu thiên nhiên núi Trường Bạch. Công ty có 5 cơ sở sản xuất và 65 dây chuyền sản xuất, có thể sản xuất hơn 30 dạng bào chế và hơn 1.000 dạng sản phẩm, tất cả đều đạt tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Nghe vậy, Diệp Lâm rất vui mừng. 5 cơ sở sản xuất, 65 dây chuyền sản xuất. Đấy chính là những thứ mà anh đang cần. Hay lắm, Diệp Lâm lập tức ra lệnh, truyền lệnh của tôi, bắt đầu từ hôm nay, 5 cơ sở sản xuất đều được sản xuất đế sửa sang quy lai. Cái gì? Nghe thấy mệnh lệnh của Diệp Lâm, Bạch Nãi Nãi lập tức thay đổi sắc mặt. Dừng hết 5 cơ sở sản xuất và hơn 60 dây chuyền sản xuất. Có nhiều quá hay không? Nếu dừng hết trong một lần thì sẽ ảnh hưởng đến các vấn đề kinh doanh tiếp theo. Bạch Nãi Nãi không biết tại sao Diệp Lâm làm như vậy, rốt cuộc là có tính toán gì, cũng không biết cái gọi là sửa sang trong miệng anh là sao. Người ta đang vận hành bình thường, có cần phải sửa sang lại hay không? Người ngoài nghề chỉ đạo trong nghề sao đây mà. Trong nhất thời, những người phụ trách sản nghiệp liên quan Trung Y Dược của nhà họ Trương đều nhỏ giọng bàn tán, trong lòng có nhiều điều muốn nói, chỉ là không dám nói ra. Bọn họ thầm cho rằng vị gia chủ mới này muốn thể hiện chính mình, có điều cách thể hiện có chút không ổn. Đáng buồn là bắt đầu bằng mảng Trung Y. Dược của bọn họ tức giận mà không dám nói gì. Có cái gì tốt mà sản xuất, một đống rác rưởi thôi mà. Thứ mà Diệp Lâm muốn sản xuất chính là thuốc thần có thể làm tăng khả năng miễn dịch của con người và chữa khỏi mọi bệnh tật. Dùng nó đi so sánh với các loại trung dược bình thường đang sản xuất và mua bán, tất nhiên là một đồng trung dược kia có thể phân loại thành rác rưởi. Rác rưởi. Nghe Diệp Lâm đánh giá như thế, nhà họ Trương cuối cùng cũng có người không ngồi yên được nữa. Một ông cụ râu tóc bạc trắng đứng dậy giải thích. Gia chủ, cậu đừng bị bên ngoài ảnh hưởng, cho rằng trung dược là lừa người. Trung dược do chúng ta sản xuất được bày bán khắp trong ngoài nước. Nó thật sự là thuốc hay có thể trị bệnh cứu người. Ông cụ thấy Diệp Lâm tuổi trẻ kiến thức nông cạn, hiếu lầm rằng anh có thành kiến với Trung Y Dược giống như đám người trẻ tuổi tôn sùng Tây Y. Vậy nên, ông ta nghiêm túc mà giới thiệu vài loại thuốc được công ty sản xuất nhiều nhất và bán chạy nhất. Ví dụ như Ngưu Hoàng Hoàn có tác dụng thanh nhiệt giải độc, trấn kinh an thần, là một trong những lựa chọn tốt nhất để điều trị sốt cao đột ngột. Thanh tâm hoàn có tác dụng thanh tâm tiêu đàm, trấn kinh khử gió, rất có hiệu quả trong việc trị các chứng do khí huyết bất túc, đàm nhiệt thượng nhiều. Và cả hoạt lạc đan làm nên tên tuổi công ty chúng ta nữa. Năm nào cũng bán được hàng trăm triệu viên hoạt lạc đan, có thể khử gió, giãn gân, hoạt lạc, trừ thấp, ngoài ra còn có thể ngăn ngừa, thậm chí là chữa trị triệu chứng trúng gió tê liệt, miệng oai mắt nghiêng, cứu vớt vô số người bệnh. Cậu có biết là nếu dừng dây chuyền sản xuất lại, nghĩa là những người bệnh đang uống thuốc phải dừng uống thuốc, sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đến thế nào không? Ông ta cố gắng thuyết phục Diệp Lâm, càng nói càng kích động, đến cuối cùng còn mắng thẳng mặt. Gia chủ, xin lỗi cho tôi nói thẳng, cậu không hiểu Trung Y Dược, tốt nhất là đừng nhúng tay vào. Mảng do chúng tôi phụ trách. Bạch Nãi Nãi nghe vậy thì sợ Diệp Lâm tức giận, bèn vội vàng giải thích với Diệp Lâm. Ông Miêu là người quản lý việc nghiên cứu phát minh của Tế Thế Đường. Đa số trung dược đang buôn bán bên ngoài đều đến từ các phương thuốc cổ truyền do tổ tiên ông ấy để lại. Ngoài ra, ông ấy còn là phó hội trưởng Hiệp hội Trung Y Dược, là chuyên gia hàng đầu trong ngành. Bệnh viện Trung ương từng nhiều lần mời ông ấy, thậm chí là ra giá trên trời mua sắm phương thuốc, nhưng đều bị chúng tôi từ chối. Nghe vậy, ông Miêu kiêu ngạo đứng thẳng, vuốt ve chòm râu. Một người có tài như ông ta, dù là khi đổi mặt với gia chủ, thì cũng có tư cách thuyết phục đến cùng. Trước đây Trương Văn Viễn rất cung kính ông ta. Bây giờ đối mặt với một Diệp Lâm tính tình quyết đoán, ông ta cũng không hề sợ hãi, vẫn cứ dùng chuyên môn của mình đi đánh giá Diệp Lâm, cho rằng Diệp Lâm không dám làm gì ông ta. Ai nói tôi không hiểu Trung Y? Nghe vậy, Diệp Lâm mỉm cười nói, ông Miêu, ông nói thanh tâm hoàn, hoạt lạc đan gì đó đều là phương thuốc cổ truyền nhà ông hả? Đúng vậy, ông Miêu nói, lấy ra một ít cho gia chủ xem. Rất nhanh sau đó, có người lấy vài lọ sứ nhỏ bày ra trước mặt Diệp Lâm. Ông Miêu dám chắc rằng Diệp Lâm là người ngoài nghề, cố ý hỏi, gia chủ, cậu nói cậu hiểu Trung Y,
vậy cậu có biết trong thuốc này dùng bao nhiêu dược liệu khôn quy? Diệp Lâm ngửi thử một cái rồi lập tức trả lời, nó được luyện chế từ hơn 50 thảo dược, hiệu quả tốt hơn hoạt lạc đan trên thị trường. Ơ kìa, ông Miêu nghe vậy, lập tức giật nảy mình, không ngờ Diệp Lâm lại trả lời chính xác như vậy. Chẳng lẽ là đoán bừa? Nhìn thấu vẻ nghi ngờ trong mắt ông Miêu, Diệp Lâm tiếp tục nói, bạch hoa xà, ô sao xà, uy linh tiên, lưỡng đầu tiêm. Tùng chi các 15 gram, ngưu hoàng, băng phiến 5 gram, nhân sâm 90 gram. Tổng cộng là 55 thảo dược. Ông Miêu, tôi đoán bừa chính xác không? Nghe vậy, ống Miêu giật mình, trợn to mắt ra nhìn, giống như là gặp quỷ. Cậu lén xem phương thuốc của tôi hả? Ông Miêu không thể tin nổi, Diệp Lâm dường như là nhìn phương thuốc mà đọc thành tiếng. Thực tế thì Diệp Lâm chỉ cần ngửi thử một lần là có thể đoán được phương thuốc chính xác, khiến cho ông Miêu cực kỳ chấn động. Cái mũi gì vậy? Nếu thật sự có người có bản lĩnh lớn như vậy, thì các phương thuốc gia truyền của nhà họ Miêu bọn họ đã bị truyền ra ngoài rồi. Ông Miêu có nằm mơ cũng không ngờ rằng mình chỉ thuận miệng vài lời để chỉnh vị gia chủ ngoài nghề là Diệp Lâm kia, kết quả lại là Diệp Lâm có thể nói chính xác phương thuốc, thậm chí chính xác đến từng số gam. Ông ta cực kỳ xấu hổ, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ. Đám người phụ trách mảng trung y dược coi ông Miêu là dẫn đầu cũng rất giật mình. Bọn họ vốn tưởng rằng Diệp Lâm chỉ là người ngoài nghề, không ngờ anh lại lợi hại như vậy. Ha ha, lúc này, người biết rõ y thuật của Diệp Lâm là Hoa Quốc Đống không nhịn được bật cười thành tiếng. Chỉ mới có vậy mà bất ngờ cái gì? Các người còn chưa thấy bản lĩnh cứu sống người chết, cho xương mọc thịt của sư phụ tôi nữa kìa. Cái gì? Nghe vậy, mọi người ở hiện trường đều rất ngạc nhiên, không biết Hoa Quốc Đống đang nói dối hay nói thật. Cứu sống người chết, cho xương mọc thịt, nói quá lên rồi đấy. Ông Miêu hơi khựng lại, còn muốn thử thêm Diệp Lâm. Vậy gia chủ nhìn xem lọ thanh tâm đan này của tôi dùng bao nhiêu thảo dược. Thấy vậy, Diệp Lâm lười tiếp tục rong dài với bọn họ, trực tiếp vung tay lên, phất hết lọ thuốc rơi xuống đất. Lọ thuốc lập tức rơi nát đầy đất. Đều là rác rưởi hết, bảo tôi đi phân tích phương thuốc rác rưởi của một đống thuốc kia làm gì. Thấy Diệp Lâm đập nát đan dược truyền thừa của gia tộc mình, thậm chí coi phương thuốc là rác rưởi, ông Miêu vừa đau lòng vừa giận dữ. Gia chủ! Đây là đan dược được tổ tiên tôi truyền lại hàng trăm năm rồi, có hiệu quả tốt hơn trên thị trường nhiều, có nghìn vàng cũng không mua được, ai muốn mua cũng không bán. Vậy thì sao? Diệp Lâm nhướng mày, rác rưởi chính là rác rưởi, dù có đóng gói xinh đẹp thì cũng vẫn là rác rưởi. Mấy cái thuốc do ông sản xuất, không đáng một đồng nào. Ông Miêu nghe vậy thì lập tức giận dữ, nếu không phải vì đối phương là gia chủ, thì ông ta đã chửi ầm lên từ lâu rồi. Ông ta nhịn nhịn rồi vẫn không nhịn được, giận dữ nói, gia chủ, cậu có biết ông nội tôi là ai? Không. Diệp Lâm lắc đầu, anh tất nhiên là không biết rồi. Bạch nãi nãi vội vàng nói với vẻ tôn kính, tổ tiên của ông Miêu xuất thân từ Dược Vương Cốc, là đồ đệ của Dược Vương. Dược Vương Cốc đã từng là nơi khó cầu một thuốc, nổi tiếng với khả năng chữa mọi chứng bệnh, cứu sống người chết. Sau này không biết vì nguyên nhân gì mà Dược Vương Cốc chỉ còn trong truyền thuyết. Ồ, ông nội của ông là đồ đệ của Dược Vương hả? Ông Miêu vốn tưởng rằng sau khi Diệp Lâm biết được thân thế của mình, chỉ cần Diệp Lâm có một chút hiểu biết về Dược Vương Cốc thôi là sẽ kính nể mình. Nào ngờ Diệp Lâm lại nói ra một câu cực kỳ bất ngờ, vậy thì dựa theo bối phận, ông phải gọi tôi là Sư Thúc Tổ. Cái gì? Sư Thúc Tổ? Nghe Diệp Lâm nói vậy, ông Miêu tức giận đến mức suýt nữa ngất xỉu. Làm gì nhục nhã người ta dữ vậy? Mình tốt xấu gì cũng là một ông già hơn 60 tuổi, tương đương với ông nội của cậu ta. Cậu ta là một thằng nhãi chưa đủ lông đủ cánh, thế mà lại dám tự xưng là sư thúc tổ của mình. Cho dù đối phương là tân gia chủ, thì cũng không thể ức hiếp người ta như vậy chứ. Mọi người xung quanh nghe vậy đều không hiểu ra sao. Bọn họ không hiểu vì sao Diệp Lâm lại đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi như thế. Chẳng lẽ là vì cố ý chèn ép ông Miêu? Gia chủ! Câu chuyện cười này không buồn cười một chút nào. Ông Miêu tức điên lên, bây giờ chúng ta đang nói chuyện quan trọng, vui lòng đừng nói cái loại chuyện cười nhàm chán ấy. Ông cho rằng tôi đang nói đùa với ông hả? Diệp Lâm hỏi rồi lấy một viên đan dược ra, ông. Biết nó là gì không? Ông Miêu cầm đan dược lên, nhìn kỹ rồi thì rất là sốc, lắp bắp, đây là... Là... Ông nói là tổ tiên mình xuất thân từ Dược Vương Cốc, vậy chắc là ông cũng biết viên đan dược này hả? Diệp Lâm lạnh nhạt nói, đây là hỗn nguyên đan,
một trong ba đan dược trấn cốc của Dược Vương Cốc. Ông Miêu từng nghe cha nhắc tới chuyện Dược Vương Cốc có ba viên đan dược trấn cốc. Một là Hoàn Dương đan có thể cứu chết thành sống. Hai là Trúc Cơ đan có thể giúp người thường tu luyện. Ba là Hỗn Nguyên đan có thể chữa mọi loại bệnh. Hỗn Nguyên đan còn có tên khác là Nhất Khí Hỗn Nguyên, đan dược vừa vào miệng là có một dòng khí xuyên sỏ khai thông kinh lạc toàn thân, chữa hết các loại bệnh tật khó chữa. Ông Miêu thấy đan dược trước mắt giống hệt với đan dược được miêu tả trong ghi chép của ông nội. Không thế nào, sao có thể chứ? Ông Miêu nhớ rõ ba viên đan dược có 102 kia là bí mật của Dược Vương Cốc. Ngay cả ông nội của ông ta là đệ tử của Dược Vương, cũng chưa từng thấy phương thuốc. Mà chỉ mới may mắn uống thử một viên thôi. Sao cậu lại có Hỗn Nguyên đan? Ông Miêu ngạc nhiên mà nhìn về phía Diệp Lâm, là thật hay giả vậy? Do cậu luyện chế hả? Diệp Lâm gật đầu, bảo đảm là thật, do tôi luyện chế. Hít. Nghe vậy, ông Miêu lại rất chấn động, hít hà một hơi. Cậu rốt cuộc là ai hả? Người nào mà có được Hỗn Nguyên đan, còn luyện chế được Hỗn Nguyên đan nữa? Hay là vị tân gia chủ này cũng xuất thân từ Dược Vương Cốc? Thậm chí địa vị cao hơn cả ông nội của mình. Diệp Lâm bình tĩnh nói, Dược Vương cũng là sư phụ tôi. Nếu ông nội của ông là đệ tử Dược Vương, thì ổng ấy chính là sư huynh của tôi, cha ông nhìn thấy tôi cũng phải gọi một tiếng tiểu sư thúc. Tôi nói tôi là sư thúc tố của ông, không phải là nói đùa. Kìa, ông Miêu giật mình, nói, không thế nào, nếu ông nội tôi còn sống thì cũng đã hơn trăm tuổi. Sao cậu có thế là đệ tử Dược Vương được? Ở trong mắt người thường, Dược Vương đã qua đời lâu lắm rồi. Ha ha, Diệp Lâm xúc động cười, sư phụ tôi là Dược Vương, tri thức y học cao siêu. Tuổi thọ đã vượt qua cực hạn của thân thể nhân loại, sao có thể nói là không thể nào? Có thể nói ông ấy chính là bành tổ sống, tuổi thọ dài lâu. Nghe vậy, ông Miêu vừa chấn động lại vừa kích động, nói, vậy là Dược Vương đại nhân còn sống hả? Đúng vậy, Diệp Lâm gật đầu. Người lớn tuổi nhất trong ngục giam số không chính là sư phụ Dược Vương. Dược Vương thế mà lại còn sống. Sư tổ còn sống, ha ha, nghe thấy tin tức này. Ông Miêu lập tức kích động đến mức hô chân múa tay. Ngay sau đó, ông Miêu quỳ xuống trước mặt Diệp Lâm, cung kính hành lễ, nói, sư thúc tổ, lúc nãy đã đắc tội rồi, xin hãy nhận một bái của tiểu đồ. Diệp Lâm xúc động nhận một bái của ông ta rồi nói, tôi muốn dừng dây chuyền sản xuất là vì để sản xuất Hỗn Nguyên đan. Tôi nói đống đan dược của ông đều là rác rưởi có gì sai sao? Ông Miêu lắc đầu liên tục, không sai không? Sai. So với ba loại thuốc thần của Dược Vương Cốc thì đống đan dược mà tôi sản xuất đúng là rác rưởi, Khôn Quy Đắc nhắc tới. Thấy cảnh ông Miêu mới vừa dùng năng lực và thân phận của mình lên mặt với Diệp Lâm, lúc này lại mở miệng gọi sư thúc tổ và quỳ xuống đất. Một tin tức chấn động khác là Diệp Lâm chính là đồ đệ của Dược Vương. Trời ạ, đúng là khó tin mà. Theo tôi biết thì Dược Vương trong truyền thuyết chính là cao nhân thế hệ ông nội tôi. Nếu Dược Vương có thể sống đến bây giờ, thì chắc cũng 200-300 tuổi rồi. Đúng là bành tổ chuyến thế đây mà. Ông Miêu là truyền nhân của Dược Vương Cốc, chắc là sẽ không nhận sai. Không ngờ tân gia chủ của chúng ta lại là đồ đệ của Dược Vương Cốc. Xem ra là cậu ta có thể dẫn dắt toàn tộc chúng ta nâng cao một bước. Sau khi biết thêm một thân phận của Diệp Lâm, người nhà họ Trương đều kính sợ Diệp Lâm hơn nữa, ai nấy cũng khát khao về một tương lai hoàn toàn mới. Thảo nào y thuật của sư phụ lại cao siêu đến thế. Hóa ra là đệ tử của Dược Vương. Chỉ có Hoàng Tiềm là vừa bất ngờ vừa khó hiểu, thầm nghĩ, Long Vương đại nhân là đồ đệ. Của lão Long Vương cơ mà, sao lại thành đồ đệ của Dược Vương rồi? Rốt cuộc thì Long Vương đại nhân có bao nhiêu sư phụ vậy? Đứng lên đi, Diệp Lâm nói. Cảm ơn sư thúc tổ. Ông Miêu bò dậy từ trên mặt đất, vội vàng sắp xếp, mau làm theo lời của sư thúc tổ, dừng hết các dây chuyền sản xuất của Tế Thế Đường để sửa sang lại. Diệp Lâm lấy giấy bút ra ghi nhanh ý tưởng của mình. Mọi thứ về kế hoạch và thiết bị trong suy nghĩ của anh đều được ghi rõ ràng lên giấy. Tuy rằng anh vẽ tay, nhưng hiệu ứng khi vẽ lại giống như là dùng công cụ chuyên nghiệp trên máy tính để vẽ. Sư thúc tổ ghê gớm quá đi, ông Miêu đứng bên cạnh xem mà rất là giật mình. Sau khi vẽ xong toàn bộ dây chuyền sản xuất, Diệp Lâm đưa bản vẽ cho ông Miêu. Diệp Lâm vốn định đi tìm một nơi xây nhà xưởng, bây giờ thì có sẵn rồi. Đỡ phải tốn sức lực và thời gian. Ông hãy dựa theo bản vẽ của tôi để quy hoạch lại dây chuyền sản xuất. Diệp Lâm dặn dò, cần phải cải tiến và nâng cấp toàn bộ cơ sở sản xuất. Sửa hết hả? Nghe vậy,
Ông Miêu giật mình hỏi, chẳng lẽ sau này sẽ dùng hết 5 cơ sở sản xuất và các dây chuyền sản xuất đi sản xuất Hỗn Nguyên Đan? Đúng vậy, Diệp Lâm gật đầu, dốc hết sức đi sản xuất Hỗn Nguyên Đan, sau đó tung ra thị trường. Nghe vậy, ông Miêu lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng nhắc nhở, sư thúc Tố, cậu có biết làm như vậy có ý nghĩa gì không? Đó chính là Hỗn Nguyên Đan có thể chữa mọi bệnh đấy. Ông Miêu vốn cho rằng Diệp Lâm nhiều lắm là sửa một cơ sở sản xuất để sản xuất một ít Hỗn Nguyên Đan, đầu cơ kiếm lợi, cung cấp riêng cho một bộ phận người. Ông ta tuyệt đối không ngờ Diệp Lâm lại muốn dùng toàn bộ dây chuyền sản xuất để sản xuất Hỗn Nguyên Đan, lại còn muốn mở rộng khắp thị trường. Nếu làm vậy thì chẳng phải là lật đổ thế cục dược phẩm hiện nay hay sao? Đây sẽ là một sự thay đổi lớn đối với toàn bộ xã hội, thậm chí là toàn bộ đại hạ. Đúng vậy, tôi muốn làm như thế đấy. Diệp Lâm đứng dậy, ngạo nghễ nói. Đây cũng là ý của sư phụ Dược Vương. Mở rộng Hỗn Nguyên Đan, làm cho thiên hạ không bệnh. Thiên hạ không bệnh, đây chính là lý tưởng cao nhất của người bác sĩ. Chỉ là ở trong hiện thực là rất khó để làm được. Rào cản cần vượt qua đầu tiên chính là con người. Thiên hạ nhốn nháo chỉ vì lợi ích. Chỉ cần ngành y tế vẫn còn có lợi nhuận, thì sẽ không có ai chịu từ bỏ. Huống chi, Diệp Lâm làm như vậy chẳng khác gì lũng đoạn thị trường, một người có lợi, thiên hạ không đường đi. Sư thúc tổ, cậu cũng biết là sẽ rất khó khăn để làm như vậy, đúng không? Ông Miêu buồn rầu nói, ngay cả Dược Vương đại nhân cũng không làm được nữa mà. Vậy nên ông ấy mới giao phương thuốc cho tôi, để tôi tiếp tục hoàn thành hoài bão lớn lao mà năm xưa ông ấy không thể hoàn thành. Nếu làm theo ý tưởng ban đầu của Dược Vương, đó là quảng bá cả 3 phương thuốc. Nếu làm được điều đó, mọi người đều có thể luyện võ, thiên hạ sẽ không còn bệnh tật và tuổi thọ sẽ được kéo dài. Khi đó, người đại hạ ai cũng giống như rồng như hổ, vươn lên đứng đầu thế giới. Thế nhưng, lý tưởng tuy đẹp nhưng thực hiện lại rất khó. Nếu bắt tay vào làm thì đừng nói đến việc nhân rộng hết 3 phương thuốc đó, cho dù chỉ muốn quảng bá một loại thôi cũng đã khó khăn rồi. Dược Phương Cốc vốn nổi tiếng khắp thế giới, nhưng khi Dược Phương công bố những gì mình sắp làm, những bệnh nhân được Dược Vương cứu sống, thậm chí cả những vị khách và những người ủng hộ Dược Vương Cốc, tất cả đều đứng ra phản đối. Dược Vương trong nháy mắt đã biến thành cho bụi, cùng họ lưới rách cá chết, cuối cùng phải chôn thân trong tù, thật đáng buồn. Người ta thường nói, người cầm ngọc trong tay là có tội. Dược Vương nắm giữ thứ có thể thay đổi thế giới, khiến tất cả mọi người sửng sốt và sợ hãi. Nhưng Dược Vương không có sức mạnh tuyệt đối để thay đổi và chống lại tất cả những điều này. Kết cục cuối cùng là Dược Vương Cốc bị đóng cửa, còn bản thân Dược Vương cũng bị mắc kẹt trong ngục giam số 0. Đây vừa là cách giúp ông ấy suy nghĩ lại mọi chuyện, vừa là cách để trốn tránh tai họa. Bây giờ, 3 đơn thuốc đó. Trúc cơ đan cho phép mọi người đều có thể luyện võ vẫn còn ở Dược Vương Cốc. Hoàn Dương đan có khả năng khiến người chết sống lại vẫn đang nằm trong tay Dược Vương. Chỉ có Hỗn Nguyên đan có thể chữa khỏi mọi bệnh tật là được Diệp Lâm mang ra ngoài mà thôi. So với trúc cơ đan và hoàn dương đan, hai loại đan dược có thể lật đổ thiên hạ, Dược Vương muốn để Diệp Lâm quảng bá Hỗn Nguyên đan, giúp thế giới không còn bệnh tật trước rồi tính tiếp. Bước đi này rất khó khăn, nhưng luôn có những người muốn thử thực. Hiện, Dược Vương từng thử, nhưng kết quả lại không như ý, giống như giữa đường bị ai đó đánh gãy chân, khó có thể tạo ra thay đổi. Nhưng bây giờ, Diệp Lâm không chỉ có được kiến thức của Dược Vương mà anh thậm chí còn trẻ hơn và giỏi hơn cả Dược Vương trước đây. Diệp Lâm quyết định sẽ thực hiện nó. Dù có hàng nghìn người ngăn cản thì anh vẫn sẽ làm. Ông Miêu, ông có sợ phải làm những việc này không? Diệp Lâm hỏi. Ông Miêu ngẫm nghĩ, quả thực có hơi lo lắng, càng nghĩ càng sợ hãi, cảm giác khắp nơi đều có vật cản. Trước hết, điều họ phải đối mặt là toàn bộ ngành dược phẩm. Nếu họ làm như vậy, tương đương với việc vi phạm quy tắc của ngành này và trở thành kẻ thù của công chúng. Có câu, cướp mất con đường kiếm tiền của người khác giống như giết cha mẹ mình. Hậu quả không khó để tưởng tượng. Ha ha, ông Miêu nghĩ đi nghĩ lại, sau đó cười nói, tôi đã hơn 60 tuổi, đã sống đủ lâu rồi, còn gì phải sợ nữa cơ chứ? Có thể sống sót để chứng kiến tâm nguyện bấy lâu của sư Tố thành hiện thực, nếu bản thân tôi có thể giúp được gì đó, cho dù có chết tôi cũng sẽ không từ nan. Diệp Lâm thấy ông Miêu nghiêm túc, không hề đạo đức giả nên yên tâm giao mọi việc cho ông ta. Vậy từ giờ trở đi, tôi sẽ giao toàn bộ việc sản xuất đan dược cho ông. Ông cứ yên tâm làm việc đi, mọi rắc rối tôi sẽ giải quyết.
Nếu bình thường có người nói ra những lời này, có lẽ ông Miêu còn có phần do dự và lo lắng. Nhưng hôm nay, ông ta đã tận mắt chứng kiến Diệp Lâm đã giết Tọa Sơn Điêu và buộc võ cố giả núi Trường Bạch phải trở về, một tay lật đổ toàn bộ nhà họ Trương và chiếm lấy toàn bộ quyền lực. Thủ đoạn và sức mạnh như vậy thực sự khiến người ta phải tâm phục khấu phục. Tôi sẽ làm ngay, cậu cứ chờ tin vui của tôi đi. Ông Miêu nhận lệnh rồi rời đi. Nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, đặc biệt là sau khi thấy lúc ông Miêu rời đi dường như có một cảm giác bi tráng đến lạ, mọi người xung quanh đều có chút bối rối. Không phải chỉ là sản xuất một viên thuốc thôi sao? Chẳng lẽ sự biến mất của Dược Vương và việc Dược Vương Cốc đóng cửa đều có liên quan đến những viên thuốc này? Cậu Diệp, việc sản xuất đan dược này thực sự rắc rối và nguy hiểm đến vậy sao? Là một phụ y, đương nhiên bà Bạch cũng thuộc về ngành y. Nhưng bà ta chưa nghĩ bao giờ nghĩ tới cái lý tưởng rằng một ngày nào đó trên thế giới sẽ không có bệnh tật. Suy cho cùng, nó chẳng qua là một lý tưởng không bao giờ có thể thực hiện được. Dù là một phụ y nhưng bà Bạch lại có một suy nghĩ đầy mâu thuẫn và phức tạp, bà ta hy vọng có thể chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân nhưng cũng không muốn không còn bệnh nhân nữa. Suy cho cùng, nếu không có bệnh tật thì phụ y hay bác sĩ đâu cần tồn tại. Có thể hình dung rằng nếu tương lai thực sự không có bệnh tật thì sẽ có bao. Nhiều ngành nghề bị liên lụy và ảnh hưởng. Cũng tương đối, Diệp Lâm bình tĩnh đáp, nhưng các người không cần lo lắng, mọi hậu quả sẽ do một mình tôi gánh chịu. Lúc này, Giang Lãng vốn đang im lặng quan sát đột nhiên hỏi, anh Diệp, đan dược của anh thật sự thần kỳ đến mức có thể chữa khỏi mọi bệnh tật sao? Tôi không dám nói 100%, nhưng về cơ bản, nó có thể chữa được hơn 90% bệnh tật. Diệp Lâm đáp, dù sao thì bệnh lý của hầu hết các bệnh đều giống nhau. Chỉ có những bệnh khó và phức tạp mới cần phối hợp các phương pháp điều trị khác, chẳng hạn như châm cứu, v.v. Nghe vậy, Giang Lãng đứng dậy, nghiêm túc nói, vậy xin hãy giúp anh Diệp hãy chữa bệnh giúp ông nội tôi. Ông nội anh bị bệnh gì? Diệp Lâm tò mò hỏi. Ông ấy cũng từng là một quân nhân, sau đó bị thương nên xuất ngũ, để lại một vết đen lớn trên lưng. Giang Lãng nhớ lại, không khỏi rùng mình, đó là một căn bệnh tiềm ẩn, không bao giờ có thể chữa khỏi được. Ông nội tôi đã giữ bí mật về vết thương ở lưng này và không chịu nói bất cứ điều gì, nhưng ông ấy vẫn đã phải chịu đựng đau đớn suốt thời gian qua. Vừa nói, Giang Lãng vừa thở dài, tôi thường nghe thấy ông nội tôi rên rỉ đau đớn trong phòng lúc đêm khuya. Cũng một phần do ông nội tôi là quân nhân, ý chí kiên cường, nếu là người khác thì chắc đã sớm phát điên hoặc tự sát rồi. Lúc này, bà Bạch ở bên cạnh cũng nói thêm, tôi đã tới khám vết thương ở lưng của ông Giang 3 lần rồi, nhưng đều không có kết quả. Nó giống như một lời nguyền hơn là một vết thương. Lời nguyền, Diệp Lâm giật mình, lập tức tò mò về vết thương mà hai người miêu tả. Giống như lời nguyền mà cậu đã gắn lên người Hoàng Tam gia vậy. Bà Bạch suy luận, vết thương ở lưng của ông Giang sẽ không bao giờ có thể chữa khỏi, ông ấy sẽ phải chịu đau đớn suốt đời. Lúc này, Giang Lãng vội quỳ xuống đất, cầu xin, anh Diệp, nếu anh là truyền nhân của Dược Vương, xin hãy ra tay cứu ông nội tôi. Ông ấy chinh chiến cả một đời, nhưng những năm cuối đời vẫn phải chịu đựng loại tra tấn đau đớn này, ngày đêm không thể sống yên ổn. Tôi vừa nghe nói anh Diệp đã ấp ủ mong muốn một thế giới không còn bệnh tật. Tôi rất khâm phục anh, là người nhà của một bệnh nhân, sao tôi lại không mong như vậy cơ chứ? Anh Diệp, cho dù anh có thể chữa khỏi vết thương của ông nội tôi hay không, thì Phủ Phụng Thiên chúng tôi cũng sẽ đứng ra bảo vệ tất cả các nhà máy dược phẩm của anh ở đây. Cho dù bên ngoài có phản đối thế nào. Phủ Phụng Thiên cũng nguyện góp một phần công sức. Giang Lãng rất thông minh, lập tức bày tỏ lập trường của mình, sẵn sàng toàn lực ủng hộ Diệp Lâm để có thể cứu được ông nội. Diệp Lâm gật đầu, theo miêu tả của anh, vết thương này quả thực khá kỳ lạ. Tôi sợ rằng dùng Hỗn Nguyên Đan không thể chữa khỏi. Thôi vậy, tuy sư phụ của tôi đã ra quy tắc phải giết một người để cứu một người, nhưng nể tình ông Giang đã từng là một người lính, tôi sẽ phá lệ tới khám cho ông ấy. Đi thôi. Tới Phủ Phụng Thiên, thấy rằng sự việc ở đây gần như đã được giải quyết. Diệp Lâm tuyên bố giải tán cuộc họp, để mọi việc trong nhà họ Trương tiếp tục như thường lệ. Về phần mình, anh dẫn theo nhóm Hoa Quốc Đống đi theo Giang Lãng đến Phủ Phụng Thiên. Khi đến nơi, Giang Lãng lại nhắc nhở, tính tình của ông nội tôi có chút quái đản và cố chấp, hơn nữa nhiều năm qua bị vết thương ở lưng hành hạ nên cũng có phần lạnh lùng. Bởi vì mấy năm nay tôi đã mấy lần mời vô số thầy thuốc. Thậm chí cả bác sĩ của bệnh viện trung ương, nhưng đều không khỏi bệnh. Cho nên ông nội không thích nhắc đến vết thương đó, thậm chí còn không chịu để người khác tới khám,
dù sao cũng không thể chữa được. Diệp Lâm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ông cụ tính cách mạnh mẽ, cho dù có bị tra tấn cũng một mình gánh chịu, không muốn người khác thương hại mình, cho nên mới không để người khác tùy tiện nhắc tới. Sự kiên cường này thật đáng khâm phục, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức, để chữa trị cho ông ấy. Nghe vậy, Giang Lãng vội vàng nói, cảm ơn anh Diệp. Phủ Phụng Thiên tôi sẽ không bao giờ quên ơn của anh đâu. Chẳng bao lâu sau, họ đã vào được Phủ Phụng Thiên. Bên trong rất náo nhiệt. Suy cho cùng, họ vừa hợp tác với hai chiến thần để trấn áp bọn cướp, thu hoạch được rất nhiều. Hôm nay, hầu như toàn bộ người trong Phủ Phụng Thiên đều có mặt để sắp xếp và xử lý công việc sau đó. Cha, Giang Lãng dẫn nhóm Diệp Lâm đến gặp cha mình, đó chính là Giang Hải Đào, thống đốc của Phủ Phụng Thiên. Cháu chào chú Giang, cha của Hoa Quốc Đống cũng là thống đốc như Giang Hải Đào, họ cũng đã nhiều lần hợp tác, đương nhiên Hoa Quốc Đống không còn xa lạ gì với ông ta, vừa gặp đã chào hỏi một cách thân thiết. Ồ, Quốc Đống, cháu không sao chứ? Tưởng Hải Đào cũng mỉm cười, vỗ vai Hoa Quốc Đống, vừa rồi cha cháu mới đích thân gọi điện thoại cho chú cầu cứu, làm chú hết hồn. Tên nhóc này, tới Phụng Thiên sao không đến chỗ của chú, có chuyện gì bàn bạc trước với chú? Cũng may là cháu không sao, nếu cháu xảy ra chuyện gì ở đây, chú biết giải thích thế nào với cha cháu đây? Hoa Quốc Đống Mít Tê Mờ cười gãi đầu, nói không muốn làm phiền Giang Hải Đào, nhưng không ngờ mọi chuyện lại dây mơ dễ má như vậy, không kết thúc dễ dàng như anh ta tưởng. Cha, đây chính là Diệp Lâm. Sau đó, Giang Lãng trịnh trọng giới thiệu Diệp Lâm với cha mình. Đờ, Giang Hải Đào quay đầu lại, tò mò nhìn Diệp Lâm, trong mắt hiện lên sự tò mò và ngạc nhiên, đúng là tài không đợi tuổi mài. Vừa rồi Hàn Chiến Thần khen ngợi cậu hết lời, nghe nói chính cậu đã giết chết Tọa Sơn Điêu, đúng chứ? Để lát nữa tôi sẽ tính xem sẽ phải thưởng cho cậu. Bao nhiêu, tiền truy nã trong những năm qua cũng phải lên tới gần hàng trăm triệu rồi ấy chứ. Cha, tạm thời gác chuyện tiền thưởng sang một bên đi. Giang Lãng vội vàng nói, anh Diệp đến đây không phải để nhận phần thưởng mà là để chữa bệnh cho ông nội. Sau đó, Giang Lãng giới thiệu ngắn gọn với cha, rằng Diệp Lâm không chỉ tinh thông võ nghệ mà còn được cao nhân truyền lại y thuật, có thể chữa khỏi bệnh cũ của ông nội. Hoa Quốc Đống cũng cười nói, y thuật của sư phụ cháu rất cao siêu. Thật sao, nghe vậy, Giang Hải Đào vui mừng khôn xiết, vậy thì mau đi theo tôi. Giang Hải Đào không dám chậm trễ, lập tức đặt công việc trong tay xuống, tự mình dẫn đường đến sân sau. Cha, hôm nay còn dẫn học trò của Dược Vương tới chữa bệnh cho cha đây. Giang Hải Đào hào hứng chạy đến khu nhà sau, nhưng vừa bước vào nơi ở của ông Giang, đột nhiên, nhanh như chớp, một ngọn giáo tua đỏ xuyên qua đám đông và hướng thẳng về phía Diệp Lãng. Cha ơi, là người một nhà, một nhà. Nhìn thấy Hồng Anh thương của cha, Giang Hải Đào lập tức thay đổi sắc mặt, lên tiếng ngăn cản, nhưng không còn kịp nữa rồi. Thấy Hồng Anh thương sắp đâm thẳng vào khuôn mặt của Diệp Lâm. Long Vương, cẩn thận, Hoàng Tiềm cuống quýt chạy lên ngăn cản. Lúc này, Diệp Lâm ra tay. Anh dùng một tay đẩy Hoàng Tiềm đang lên giúp đỡ ra. Ngay tại một giây trước khi đầu thương đâm trúng mình, anh hơi nghiêng người sang bên, né tránh một chiêu kia, rồi dùng tay còn lại chụp cán thương. Bụp, một tiếng nặng nề vang lên. Cán thương bị nắm trong tay, nhưng vẫn theo quán tính mà lao ra trước, phát ra tiếng cọ sát với lòng bàn tay. Ngay sau đó, Diệp Lâm cảm thấy cổ tay mình bị ghì xuống. Lúc này, anh mới phát hiện Hồng Anh thương nhìn như bình thường lại cũ kỹ kia nặng hàng trăm cân. Nếu không phải sức lực của Diệp Lâm rất lớn, đừng nói là đỡ được một chiêu, chỉ nói cầm thương thôi cũng muốn cầm không nổi. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Một bên tấn công, một bên tránh né, động tác của ai cũng có vẻ nước chảy mây trôi, trước sau chỉ có nửa giây, người khác không biết chứ thật ra trong vòng nửa giây ấy đều là nguy hiểm. Chỉ cần có một chút sai lầm nào đó thôi là sẽ thấy máu. Hay lắm! Lúc này, một ông cụ ăn mặc giản dị vỗ tay đi ra. Tinh thần khỏe mạnh, bước đi vững vàng. Ông ta tên Giang Vệ Quốc, chính là cha của Giang Hải Đào và ông nội của Giang Lãng. Không hổ là thiếu niên anh hùng giết chết Tọa Sơn Điêu. Nhiều năm qua, cậu là người đầu tiên có thể đỡ được một thương ném ra của tôi. Diệp Lâm gật đầu, thử Hồng Anh thương trong tay. Thương nặng trăm cân, khi vung lên vung xuống, sức nặng tăng lên, đâu chỉ là nghìn cân. Người bình thường cơ bản là không cầm nổi, sẽ rơi ra khỏi tay ngay. Trả lại ông, Diệp Lâm ném thanh thương nặng nề kia cho ông cụ. Giang Vệ Quốc nhẹ nhàng tiếp được bằng một tay,
sau đó nện mạnh xuống đất một cái. Mặt đất lập tức chấn động nhẹ, giống như là một cơn động đất loại nhỏ. Chát cha ơi! Đừng ra tay, là người một nhà mà. Giang Hải Đào thấy cha mình chưa tan hết ý chí chiến đấu, dáng vẻ có thể ra tay đánh nhau bất cứ lúc nào thì vội vàng đi lên giải thích. Giang Lãng thấy vậy cũng vội vàng nói, ông ơi, đây là thần y và là đồ đệ của Dược Vương, được cháu mời đến để chữa thương cho ông. Anh ta không chỉ có thể giết chết Tọa Sơn Điêu, mà còn có y thuật cực kỳ lợi hại. Ngay cả ông Miêu từng chữa bệnh cho ông cũng phải gọi anh ta là sư thúc tổ. Có lẽ Diệp tiên sinh có thể chữa khỏi vết thương trên lưng cho ông. Lúc này, Hòa Quốc Đống cũng sốt ruột khom người hành lễ chào hỏi ông Giang, sau đó giới thiệu đơn giản với Diệp Lâm, đây là ông Giang, Giang Vệ Quốc, đã từng làm Kiêu Kỳ giáo, bách hộ, quan sáu phẩm dưới trướng chiến thần Doanh Châu thế hệ trước. Nếu không phải vì năm xưa bị thương, thì với chiến công hiển hách của ông Giang, muốn lên 3 năm phẩm là không thành vấn đề. Giang Vệ Quốc khoát tay nói, anh hùng không nhắc chuyện năm xưa ồ huống chỉ bây giờ là thời đại anh hùng xuất hiện lớp lớp. Lúc nãy tôi nghe bọn Hàn Sơn Hà nói người chém chết Tọa Sơn Điêu là một vị thiếu niên anh hùng, tôi còn có chút không tin tưởng. Lúc nãy hai vị chiến thần Doanh Châu và Thanh Châu cùng nhau tới thăm vị anh hùng về hưu này. Bọn họ có nhắc tới Diệp Lâm, gây ấn tượng rất mạnh với ông Giang. Quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy. Giang Vệ Quốc yên lặng nhìn Diệp Lâm, giống như là về tới khoảnh khắc rong ruổi xa trường trước đây, nhiệt huyết trong người sôi trào khi đối mặt với kẻ địch mạnh. Nghe nói cậu định đi tranh chức vị chiến thần Ung Châu. Vậy cậu hãy thử xem có thể thắng được tôi hay không. Năm xưa tôi cùng từng tranh chức vị chiến thần Doanh Châu, tiếc là kỹ không bằng người, nhưng tốt xấu gì cũng từng năm trong top 4. Hôm nay tôi ngứa nghề, ra chơi với cậu một lát vậy. Xem chiêu, Giang Vệ Quốc lại vung thương lên đâm về phía Diệp Lâm. Thấy vậy, Giang Hải Đào đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, biết cha mình lên cơn ngứa nghề rồi là không ai ngăn cản được. Lúc nãy hai vị chiến thần đến chơi không bao lâu là đã nghe thấy tiếng quyền cước bịch bịch. Hiển nhiên là hai vị chiến thần nương tay khiến ông cụ còn chưa đã ghiền. Vậy nên bây giờ mới lôi kéo Diệp Lâm đi đánh nhau. Một thương đâm ra mang theo thế quét sạch nghìn quân, một luồng lực lượng vô hình lan tràn, khiến mọi người sôi nổi né tránh. Đối mặt với thế công rào rạt đến từ trường thương của Giang Vệ Quốc, Diệp Lâm không chút hoang mang, ung dung tránh né. Giang Vệ Quốc đâm ba thương liên tục. Lại không có một thương nào trúng. Nhóc con, cậu cứ tránh mà không đánh, có phải là coi thường tôi không? Giang Vệ Quốc bỗng nhiên dừng tay, giận dữ nói, cậu dùng vũ khí gì? Đi qua bên, kia chọn vũ khí đi. Lúc này, Hoàng Tiềm đi tới kệ vũ khí, rút một cây trường thương ra, định ném cho Diệp Lâm. Có điều, Diệp Lâm đã từ chối, tôi dùng kiếm. Dứt lời, Diệp Lâm rút kinh hồng kiếm từ trong hộp kiếm ra. Ồ! Nhóc con, làm ra vẻ quá vậy. Giang Vệ Quốc không biết Diệp Lâm lấy hộp kiếm từ đâu ra, rất ngạc nhiên mà nói, người ta toàn để kiếm trong vỏ kiếm. Còn cậu thì làm thêm một cái hộp kiếm nữa hả? Bởi vì tôi không chỉ có một thanh kiếm. Dứt lời, Diệp Lâm vung kiếm lên, lên đi. Có điều, Giang Vệ Quốc vẫn không ra tay, mà lắc đầu nói, cậu dùng kiếm đánh với thương là không công bằng cho cậu. Đổi vũ khí đi, nếu không cậu lấy cái gì mà đi tranh chức vị chiến thân. Thương là vua của các loại vũ khí, cũng là vũ khí đứng đầu trong 4 vũ khí thương đao kiếm côn. Trong giới vũ khí, dù là đánh một mình hay đánh một đám, thậm chí là đánh giết trên chiến trường, thì thương đều có ưu thế tuyệt đối. So ra thì kiếm có khí khái quân tử, chỉ là khi lên chiến trường, có rất ít người dùng kiếm, mang theo kiếm chỉ là để phòng xảy ra tình huống bất ngờ. Ha ha, Diệp Lâm cười khẽ, tôi không quan tâm người khác thế nào. Ở trong tay tôi... Kiếm chính là vũ khí giết địch sắc bén. Thấy Diệp Lâm không nghe khuyên nhủ, một hai phải dùng kiếm, Giang Vệ Quốc không nói thêm gì nữa. Ông ta đá cán thương một cái, trường thương lập tức bay lên rồi quay lại trong tay Giang Vệ Quốc. Xem chiêu, tôi sẽ cho cậu thấy thương pháp nhà họ Dương trong quân chúng tôi. Thương pháp trường thương, xuất từ Dương Thị, tên Lê Hoa Thương, nổi khắp thiên hạ. Thương pháo nhà họ Dương coi trọng, có giả có thật, có trực diện có bất ngờ. Tiến nhanh chóng, lui nhanh nhẹn, thế hiểm, tiết ngắn, lúc không động vững như núi, lúc động nhanh như sấm sét. Ngay sau đó, trường thương trong tay Giang Vệ Quốc giống như hoa lê trong mưa đổ xuống người Diệp Lâm. Thương ra như rồng, phóng khoáng mạnh mẽ, uy lực tứ phương. Hay lắm! Diệp Lâm thấy chiêu nào thì phá chiêu đó, dùng kinh hồng kiếm đánh ra kiếm pháp quân tử,
bình tĩnh vững vàng, lên xuống vừa phải dưới thế công mưa. Rền gió dữ của Giang Vệ Quốc. Ngược lại là Giang Vệ Quốc, tấn công hết lần này tới lần khác, có vẻ tiếng sấm to hạt mưa nhỏ. Tấn công cả buổi mà không thấy đường thắng, đã vậy còn chưa chạm được một góc áo của Diệp Lâm. Kiếm pháp tuyệt vời. Thấy vậy, Giang Vệ Quốc âm thầm giật mình, đến khi thấy dáng vẻ nhẹ nhàng lưu loát của Diệp Lâm, ông ta liền biết anh chưa dốc sức đánh. Không hổ là người đánh chết Tọa Sơn Điêu, đúng là rất lợi hại. Lúc nói chuyện, Giang Vệ Quốc lại quát lớn một tiếng, thương trong tay dường như sống lại, tiếng vang vù vù. Vậy tôi không cần phải nương tay nữa. Giang Vệ Quốc chỉ định đánh giao lưu với Diệp Lâm, nên mới đánh nương tay. Nhưng sau vài chiêu, ông ta hoảng sợ khi phát hiện rằng thực lực của Diệp Lâm cao hơn nhiều so với sự tưởng tượng của mình. Vì vậy, ông rất chấn động, đồng thời dâng trào ý chí chiến đấu, lấy ra 120% sức lực đi đánh nhau. Ngay cả trường thương trong tay cũng như sống lại, tung bay trên dưới, như sét như điện. Bùi, mũi thương lao vút ra. Diệp Lâm cảm thấy thế công như thủy triều, như mưa rền gió dữ ập về phía anh. Chỉ một chiêu thôi mà đã khiến người ta có loại áp lực khó thở. Ngay tại khoảnh khắc chớp nhoáng này, Diệp Lâm vung kiếm đỡ mũi thương, khó lắm mới tránh né được một chiêu kia. Kiếm và thương va chạm với nhau, hổ khẩu Diệp Lâm bị chấn ngược lại, tê dại nhè nhẹ. Dưới sự dốc toàn lực cho một chiêu của Giang Vệ Quốc, trường thương 100 cân nặng nề như một ngọn núi. Ngay cả kiếm trong tay Diệp Lâm cũng bị cọ sát tóe lửa. Diệp Lâm không nhịn được lùi ra sau vài bước. Một thương này có 20 năm công lực của tôi, cậu có đỡ được không? Giang Vệ Quốc cực kỳ thích thú khi được đánh hết sức mình. Có câu, thắng côn, năm đao, lâu dài thương. Thương pháp của Giang Vệ Quốc từng được mài rũa mấy chục năm lúc ở trong quân đội và lúc chém giết trên chiến trường, có thể đánh theo ý mình, đã bước vào hóa cảnh từ lâu rồi. Giờ phút này, cả người Giang Vệ Quốc dường như là hòa thành một với trường thương trong tay, lên xuống vừa phải, không có một chút sơ hở nào. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Một chiêu mạnh nhất của Giang Vệ Quốc đẩy lui Diệp Lâm. Tiếp đến vẫn sẽ là thế công mưa rền gió dữ. Thấy vậy, Diệp Lâm không dám sơ suất một chút nào, nín thở tập trung sẵn sàng tiếp chiêu. Hoa thương 7 thước, côn 8 thước, đại thương 1 trượng 8 tấc. Diệp Lâm cầm kiếm, đã cảm nhận được khuyết điểm khi dùng vũ khí ngắn. May là vì Diệp Lâm, chứ đổi lại thành người khác thì đã thua, thậm chí là mất mạng bởi một chiêu vừa rồi. Ồ, xem ra là cậu cũng có hiểu biết về thương hả? Thấy Diệp Lâm đánh giá như thế, Giang Vệ Quốc giật mình, lại có thêm phần coi trọng Diệp Lâm. Một chiêu vừa rồi mới chỉ là bắt đầu. Có điều, rất nhanh là sẽ kết thúc. Giang Vệ Quốc nghiêm túc lên, thấy Diệp Lâm vẫn còn trong thế yếu, định thừa thế tấn công để nhanh chóng phân ra thẳng thua. Thấy vậy, Diệp Lâm cất kinh hồng kiếm, rút cự khuyết kiếm. Không phải là phẩm chất của kinh hồng kiếm không bằng cự khuyết kiếm, mà là dưới thế công rộng rãi phóng khoáng thế kia, kinh hồng kiếm không thể hiện được ưu điểm, mà chỉ làm nổi bật khuyết điểm. Hừ, cậu chưa bỏ ý định, còn dùng kiếm nữa hả? Giang Vệ Quốc cười lạnh, âu đúng là chấp nhất với kiếm mài. Cũng chỉ là thân kiếm thô hơn một chút thôi, sao có thể ngăn cản trường thương trong tay tôi? Để tôi nhìn xem cậu còn định đổi bao nhiêu kiếm nữa. Lúc nói chuyện, trường thương trong tay Giang Vệ Quốc lại bay vút ra như gió mưa giông bão. Nơi nó đi ngang đều sơ xác tiêu điều, ngay cả cỏ cây trên mặt đất cũng trở nên khô héo. Sát khí tận trời, đến lúc kết thúc rồi. Giang Vệ Quốc tin chắc rằng một thương này sẽ kết thúc cuộc chiến. Vâng, đối mặt với một thương kia, Diệp Lâm cầm kiếm đứng thẳng, vẻ mặt nghiêm nghị, đúng là đến lúc kết thúc rồi. Mọi người xung quanh đều nín thở tập trung nhìn. Lúc này, Diệp Lâm đi đường bát quái, như là ma quỷ, nghiêng người tránh né. Sau đó, anh giơ cự khuyết kiếm trong tay lên chém xuống mũi thương. Keng! Một tiếng vang lớn như là sấm sét nổ ra. Khoảnh khắc kiếm và thương va chạm. Mũi thương và cán thương lập tức gãy ra làm hai, mũi thương văng mạnh ra ngoài. Vù vù vù. Mũi thương tung bay giữa không trung rồi đâm mạnh xuống đất. Còn cán thương thì vẫn đang rung động vù vù. Yên tĩnh. Giờ phút này, xung quanh trở nên cực kỳ yên tĩnh. Dù là ai cũng không ngờ rằng lúc nãy Giang Vệ Quốc thế công như nước, hoàn toàn chiếm thế chủ động và ưu thế, nào ngờ bây giờ lại bị Diệp Lâm trở tay dùng một kiếm đánh gãy thương. Cái tình huống xoay ngược như thế thật sự khiến người ta chấn động. Nếu là người khác thì thôi đi, nhưng người đối mặt với Diệp Lâm là một vị lão binh kinh nghiệm dày dặn, từng là kiêu kỳ giáo của Doanh Châu.
Thế mà Diệp Lâm lại khủng bố đến mức dùng một chiêu đánh gãy trường thương trong tay lão binh. Một chiêu trông có vẻ đơn giản, thực tế thì cực kỳ nguy hiểm, thay đổi khôn lường. Một kiếm của tôi có 5 năm công lực, cảm ơn. Diệp Lâm cất kiếm vào hộp, dứt khoát lưu loát mà kết thúc trận đấu này. Ôi! Hiện trường trở nên âm. Đám người Giang Hải Đào đều hồi dồn lại, rồi cực kỳ bất ngờ mà lên tiếng. Cha, thua rồi, thậm chí còn bị người ta đánh gãy vũ khí nữa. Sao mà, ghê gớm quá đi. Lúc nãy con tưởng rằng ông nội thắng chắc rồi. Sao lại đột nhiên thay đổi bất ngờ? Con còn chưa thấy Diệp tiên sinh ra kiếm như thế nào thì đã thấy mũi thương của ông nội bị đánh bay đi rồi. Quá khủng bối. Hai cha con Giang Hải Đảo vô cùng chấn động. Hai người Hoa Quốc Đống và Hoàng Tiềm cũng vừa mừng vừa sợ. Sư phụ lợi hại quá đi. Ngay cả ông Giang cũng không phải là đối thủ của sư phụ nữa. Không hổ là Long Vương, quả nhiên là thiên hạ vô địch, ha ha. So ra thì người chấn động nhất ở hiện trường chính là Giang Vệ Quốc vừa thua trong trận chiến. Không phải là vì ông không chịu thua hay là chấp nhất với thắng thua, mà là vì chấn động với một kiếm vừa rồi của Diệp Lâm. Một chiêu lúc nấy của cậu, Giang Vệ Quốc hỏi với giọng điệu khó tin, là đao pháp nhà họ Thích trong quân đội. Chấn đao. Lúc mặt đối mặt đánh giáp lá cà, đao pháp nhà họ Thích sẽ dùng một chiêu với thế nhanh như chớp đánh gãy vũ khí của đối phương. Đương nhiên, cũng chỉ khi đánh giáp lá cà, bất đắc dĩ lắm mới có thể đi đường tắt để đánh nhanh thắng nhanh, khiến đối phương nhanh chóng mất đi sức chiến đấu. Tuy rằng đánh gãy chỉ là vũ khí, nhưng trên chiến trường, mất đi vũ khí tương đương với mất đi một tay, cách chết cũng không xa. Đúng vậy, Diệp Lâm gật đầu thừa nhận, một kiếm lúc nấy tên là chấn đao. Thuộc về đao pháp nhà họ Thích. Dù Diệp Lâm đánh một chiêu kia bằng kiếm, nhưng vì là cự khuyết kiếm, nên cũng có thể đánh ra 8 phần hiệu quả của đao. Dưới tình huống bình thường, một chiêu kia nên mạ đao chính tông. Đây cũng là lý do vì sao lúc nãy Diệp Lâm chợt đổi kiếm. Kinh hồng kiếm thích hợp với thế đâm, rất khó làm ra thế khó như là chặt chém. Thảo nào cậu dám đi tranh chức vị chiến thần Ung Châu. Giang Vệ Quốc chợt hiểu ra, hóa ra là cậu cũng có bối cảnh trong quân. Ha ha, là tôi mạo, phạm. Bộ quốc phòng và 9 đại chiến khu có rất nhiều cao thủ, các mối quan hệ qua lại rắc rối phức tạp. Giang Vệ Quốc thấy Diệp Lâm lai lịch thần bí cũng không hỏi nhiều. Hiển nhiên là bối cảnh của đối phương cũng rất mạnh. Chỉ nhìn đao pháp nhà họ Thích mới vừa rồi thôi là biết cậu ta đã được cao. Thủ truyền thụ và dạy dỗ. Giang Vệ Quốc thậm chí có một suy đoán quá mức là sau lưng Diệp Lâm có cao thủ cấp bậc chiến thần. Xem ra cậu đã có được thực lực để tranh đoạt chức vị chiến thần Ung Châu. Giang Vệ Quốc nhặt mũi thương trên đất lên, thở dài nói, còn tôi thì cách vị trí chiến thần một khoảng cách rất xa, thua là đương nhiên rồi. Trong trận chiến vừa rồi, Giang Vệ Quốc đánh một cách thoải mái và khi thua cũng chịu phục. Thấy vậy, Giang Lãng nói, ông nội, ông đánh đã ghiền rồi, thân thể cũng đã khởi động rồi, hay là rèn sắt khi còn nóng, để Diệp tiên sinh xem vết thương trên lưng ông đi. Được. Giang Vệ Quốc gật đầu. Ông tính tình phóng khoáng, không để ý chuyện nhỏ nhặt, trực tiếp cởi áo ra, cởi luôn băng vải đỏ thắm, để lộ ra một vết sẹo đáng sợ trên lưng. Nhìn từ xa thì nó giống như là một vết xăm lớn cỡ bàn tay, kéo dài từ vai phải sang gần sườn trái. Vết thương đã có hơn 10 năm, thế mà miệng vết thương vẫn cứ giống như ban đầu, mơ hồ có thể thấy được xương cốt bên dưới vết rách, thỉnh thoảng còn có máu tươi chảy ra. Hít hà! Thấy vậy! Mọi người đều không nhịn được hít hà một hơi, cảm thấy da đầu tê đại. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời bọn họ nhìn thấy vết thương đáng sợ như thế. Cho dù là hai cha con Giang Hải Đào bình thường đã nhìn quen rồi thì khi nhìn thêm lần nữa, vẫn không nhịn được sợ hãi, thậm chí mơ hồ cảm thấy miệng vết thương dường như rộng hơn một chút. Ông Giang mang trên mình vết thương này hơn 10 năm rồi đấy hả? Hoa Quốc Đống chưa từng nghe chuyện này, hôm nay mới thấy vết thương thì rất là giật mình và lo lắng. Vết thương kia đáng sợ thật đấy. Hoàng Tiềm cũng hít hà một hơi, cảm giác như là nó đang sống vậy. Giang Lãng nói, ông nội tính tình mạnh mẽ, không muốn nhắc với người ngoài, nên chỉ có một vài người biết thôi. Giang Vệ Quốc cười n phải đi nói với người ngoài. Không phải chuyện vinh quang gì, không đến mức. Nếu không thì ai cũng muốn tới nhìn tôi một cái, chẳng phải là tôi thành con khỉ trong sở thú rồi hay sao? Nhìn cũng không lành thương, ngược lại còn khiến tôi thấy bực bội. Đối với Giang Vệ Quốc mà nói, câu chuyện đi cùng vết thương kia không dễ nghe chút nào. Vậy nên ông không muốn nhắc đến, cũng không muốn để cho người ngoài biết.
Mà hôm nay, ông thật lòng thật dạ khâm phục Diệp Lâm, nên mới có thể dứt khoát mà cởi áo, để lộ vết thương trên lưng ra. Nói cách khác, nếu vừa rồi Diệp Lâm thua thì có khi ông sẽ không đồng ý để cho Diệp Lâm chữa thương. Giang Lãng nghiêm mặt nói với Diệp Lâm, Diệp tiên sinh, xin hãy cứu ông nội tôi. Đúng vậy, cậu Diệp, cậu mau nghĩ cách đi. Giang Hải Đào nói, nếu cậu có thể chữa khỏi vết thương của cha tôi, thì nhà họ Giang chúng tôi vĩnh viễn sẽ không quên ơn của cậu. Diệp Lâm đến gần xem kỹ miệng vết thương, không nhịn được nhíu mày. Anh cực ít nhìn thấy loại vết thương thế này. Rốt cuộc thì Diệp Lâm mới được các loại truyền thừa có 5 năm ngắn ngủi mà thôi. Thế giới rộng lớn, chuyện lạ gì cũng có. Diệp Lâm chưa từng gặp, cũng chưa từng nghe sư phụ nói về loại vết thương giống như trên lưng Giang Vệ Quốc. Có điều, khi anh quan sát kỹ từng chút một, anh vẫn mơ hồ nhận ra một vài thứ kỳ lạ bên trong. Hoàng Tiềm, lúc nãy anh nói rất đúng. Diệp Lâm chạm nhẹ lên vết thương trên lưng ông cụ. Giang Vệ Quốc lập tức run lên, mà vết thương như là chợt lóe rồi trượt đi. Vết thương này, thật sự giống như là, còn sống vậy. Giống như có người rạch một vết thương sống lên lưng Giang Vệ Quốc, mãi không khép lại được. Diệp tiên sinh, rốt cuộc thì ông nội tôi bị thương gì vậy? Giang Lãng vội vàng hỏi, vì sao nó kỳ lạ như thế? Anh nói miệng vết thương sống là sao? Có cách gì để chữa không? Diệp Lâm nghĩ nghĩ rồi đáp, thì cũng có cách. Thật sao, hai cha con nhà họ Giang nghe vậy thì lập tức vui vẻ. Có điều, Diệp Lâm lại đổi giọng nói, tôi cần phải xem vũ khí gây ra vết thương cho ông Giang mới được. Muốn cởi chuông thì có cần người cột chuông. Việc chữa trị bắt đầu từ việc tìm ra vũ khí gây thương tích. Cái gì? Hai cha con nhà họ Giang nghe vậy thì sửng sốt, trên mặt hiện lên vẻ thất vọng. Đã mười mấy năm trôi qua rồi, đi đâu tìm vũ khí năm xưa? Không ngờ Giang Vệ Quốc lại đột nhiên mở miệng nói, vũ khí ở chỗ tôi. Người làm tôi bị thương đã bị tôi tự mình giết chết. Vũ khí của gã cũng trở thành chiến lợi phẩm của tôi, được tôi cất chứa. Cái gì? Vũ khí làm ông nội bị thương đang ở chỗ chúng ta. Sao con chưa từng thấy? Nghe Giang Vệ Quốc nói vậy, hai cha con nhà họ Giang cảm thấy rất sốc. Bởi vì đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua, bọn họ nghe cha, ông nội nhắc đến chuyện này. Cha, sao con chưa từng nghe cha nói về chuyện này vậy? Giang Hải Đào khó hiểu. Đúng vậy, cháu cũng chưa từng nghe ông nói. Giang Lãng tò mò hỏi, ông nội, vũ khí bị ông giấu đi đâu rồi? Giang Vệ Quốc lắc đầu, nói, vì vũ khí có chút kỳ dị nên không cho các cháu xem, giấu ở ngay dưới giường của ông. Đi theo tôi. Dứt lời, Giang Vệ Quốc phất tay một cái, ra hiệu cho mọi người đi theo ông vào phòng ngủ. Phòng ngủ của ông cụ có rất ít gia cụ và được trang trí rất đơn giản. Giang Vệ Quốc đi tới trước giường, xốc đệm chăn lên, để lộ ra ván giường. Rắc. Giang Vệ Quốc nện một quyền xuống, rút một tấm ván gỗ trên ván giường ra rồi đập vỡ. Một thanh đao Đông Dương tỏa ánh sáng lạnh lẽo quỷ dị hiện ra trước mắt mọi người. Chính là thanh đao này. Giang Vệ Quốc vuốt nhẹ thân đao, thân thể không nhịn được run lên, nó để lại cho tôi một vết thương không thể xóa nhòa và chữa khỏi. Chuyện cũ đã qua, ký ức thì vẫn còn ở đấy. Giang Vệ Quốc chưa từng kể về câu chuyện năm xưa. Hai cha con Giang Hải Đào đương nhiên là không biết cụ thể, chỉ có thể biết được đại khái thông qua đôi lời của các binh lính khác. Còn về chủ nhân của thanh đao, bọn họ là hoàn toàn không biết gì cả. Đây là đao Đông Dương. Diệp Lâm nhìn sơ qua một cái rồi kết luận. Cậu đúng là tinh mắt. Giang Vệ Quốc gật đầu nói, người làm tôi bị thương năm xưa chính là một gã võ giả Đông Dương. Ở phía Đông Đại Hạ có rất nhiều quốc gia nhỏ, trong đó có người Đông Dương là ngang ngược nhất, thật sự là mối họa của Đại Hạ. Diệp Lâm có thể nhìn sơ qua là biết thanh đao kia, bởi vì văn hóa của Đông Dương bắt nguồn từ Đại Hạ. Thanh đao Đông Dương mô phỏng đường đao thời kỳ Đại Đường rồi cải tiến thêm, nhìn là có thể biết ngay. Giang Vệ Quốc tiếp tục nói, gã võ giả Đông Dương kia gọi thanh đao này là yêu đao, nói là bên trong có phong ấn ác ma, vết thương do nó gây ra sẽ như lời nguyền rủa theo người bị thương cả đời, mãi cho đến khi chết. Yêu đao. Mọi người nghe vậy đều giật mình. Thảo nào lúc nấy ông Giang nói thanh đao này có chút kỳ dị, thà rằng giấu đi phủ bụi hơn 10 năm, cũng không muốn lấy ra cho người khác xem. Giang Vệ Quốc tiếp tục nói, lúc ấy tôi không coi ra gì, cho rằng đối phương nói quá lên, sau lại đánh nhau thì không may trúng một đao. Nhưng mà tôi cũng đã đánh trả một đòn, đâm một thương vào trái tim gã, lấy đi mạng nhỏ của gã. Chỉ là vết thương trên lưng tôi lại nặng thêm, trị mãi không hết,
mới đầu chỉ có lớn khoảng bàn tay thôi, sau này dần lan rộng ra, càng lúc càng lớn. Nói đến đây, Giang Vệ Quốc lắc đầu cười khổ, thở dài một tiếng. Chính là vì vết thương liên tục lan ra kia, mới làm ông không thể không giải nghệ, cởi giáp về quê. Thảo nào cháu thấy miệng vết thương trên lưng ông dường như lớn hơn một chút so với lần trước. Giang Lãng hô lên, hóa ra vết thương này, thật sự là như sống vậy, cứ liên tục mà lan ran. Diệp Lâm đi lên cầm yêu đao. Một luồng lực lượng quỷ dị lượn lờ trên thân đao, khiến nhịp tim người ta đập nhanh hơn. Cẩn thận, Giang Vệ Quốc nhắc nhở, thanh đao này rất quỷ dị, xứng với cái tên yêu đao của nó. Ngay cả tôi cũng không thể thường dùng nó. Giống như là trong đao thật sự có ác ma vậy, mỗi lần tôi cầm nó lên đều suýt mất đi lý trí, vậy. Nên không dám chạm lâu. Diệp Lâm gật đầu, nhưng vẫn cầm chuôi đao lên. Ngay sau đó, vô số sợi lực lượng quỷ dị chảy về phía chuôi đao, tụ tập hết dưới lòng bàn tay Diệp Lâm. Nếu Diệp Lâm lỡ sơ sẩy thì có khi chúng nó sẽ theo bàn tay và cánh tay anh chạy ồ ạt vào trong cơ thể anh. Ong! Diệp Lâm lắc cổ tay một cái. Một luồng chân khí lập tức áp chế gắt gao chúng nó tại lòng bàn tay. Sợi lực lượng quỷ dị kia khác với chân khí. Nó giống như là sinh mệnh tươi sống nào đó, lại giống như con sông dâng trào lần lượt đánh sâu vào tuyến phòng thủ của Diệp Lâm. Sao rồi? Giang Vệ Quốc từng tự mình cảm nhận được sự lợi hại của yêu đao, lo lắng nhắc nhở, đừng miễn cưỡng, nếu bị nhập ma thì phiền phức lắm. Rốt cuộc thì với thực lực của Diệp Lâm, nếu cậu ta phát điên lên thì nơi đây làm gì có ai cản được cậu ta? Dứt lời, Giang Vệ Quốc còn không quên ấn lên cán thương, chuẩn bị sẵn tư thế một khi Diệp Lâm phát điên thì sẽ lập tức gõ ngất cậu ta. Giờ phút này, tất cả mọi người đều căng thẳng mà nhìn Diệp Lâm, sợ anh bị yêu đao Đông Dương đánh trả. Không sao. Diệp Lâm liên tục dùng chân khí trong người mình tạo thành áp suất cao rót ngược vào trong chuôi đao. Trong khoảnh khắc, hai luồng lực lượng khác nhau đan xen bên nhau. Ầm. Giây tiếp theo, Diệp Lâm cảm thấy choáng váng. Giống như là bị đoạt xá, cả người rơi vào trong một khoảng hư vô. Đây là đâu vậy? Diệp Lâm thấy vậy thì giật nảy mình. Hoàn cảnh xung quanh đã xảy ra thay đổi lớn. Diệp Lâm vốn dĩ đang ở phủ Phụng Thiên, trong phòng ngủ của Giang Vệ Quốc. Vậy mà hiện giờ, Diệp Lâm như đang ở trong một cánh đồng hoang vụ, tối tăm, đáng sợ. Đám người Hoa Quốc Đống cũng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mình. Diệp Lâm lẻ loi một mình đi trong hư vô. Anh dần dần nhận ra rằng mình đang ở trong ảo cảnh. Chắc là có liên quan đến luồng lực lượng quỷ dị trong yêu đao. Vùi! Lúc này, gió lớn gào thét xung quanh. Vô số lực lượng quỷ dị giống như mây đen, che trời lấp đất, đánh về phía mình. Am, âm, ầm. Những lực lượng quỷ dị ấy đổ xô quanh thân Diệp Lâm, xuyên qua thân thể Diệp Lâm, đánh sâu vào ý chí của Diệp Lâm. Diệp Lâm tránh trái né phải, cả người mềm oặt, cơ bản là không thể ngăn cản. Không xong rồi. Diệp Lâm chợt nhận ra rằng mình rơi sâu vào trong ảo cảnh là vì bị cái thứ gì đó áp chế lực lượng của mình. Bản chất vẫn là ý chí của anh bị ảnh hưởng trở nên yếu đi. Mỗi một lần lực lượng quỷ dị kia đánh sâu vào thân thể anh đều là mỗi một lần áp chế hết mọi thứ từ anh. Nếu tiếp tục như vậy thì thân thể mình rất có khả năng sẽ biến thành con rối, bị lực lượng quỷ dị kia ảnh hưởng đến hành vi. Không được, không thể tiếp tục như vậy được. Thân thể Diệp Lâm lần lượt bị đánh sâu vào, dường như đã trở nên vỡ nát. Điều tệ hại hơn nữa là nó cũng gây ra áp lực cực lớn cho tâm lý của Diệp Lâm, hình thành bóng ma tâm lý, khiến anh không còn tự tin nữa. Anh vô thức mà sợ hãi lực lượng quỷ dị kia, mình cần phải tìm lại chính mình mới được. Diệp Lâm biết rằng mình không thể để mình tiếp tục chịu ảnh hưởng từ ảo cảnh nữa, mà cần phải bình tĩnh tìm lại con người thật của mình. Diệp Lâm nhắm hai mắt lại, đứng yên một chỗ. Để mặc cho mọi thứ xung quanh đánh sâu vào. Hắn mạnh kệ hắn, gió thổi qua núi, hắn ngông kệ hắn, trăng sáng soi sông. Diệp Lâm nhắm mắt, tập trung tinh thần, tay đè bên hông. Kiếm tới. Tuy rằng trong tay không có kiếm, nhưng khoảnh khắc Diệp Lâm mở mắt ra, kiếm khí tung hoành, rạng rỡ cửu châu. Phái, bùm, ảo cảnh xung quanh bắt đầu vỡ nát như thủy tinh. Thế giới hiện thực lại hiện ra trước mắt lần nữa. Sư phụ, anh sao vậy? Nói cái gì đó đi. Long Vương đại nhân, ngài ổn chứ? Anh Diệp, anh thế nào rồi? Mọi người xung quanh nhìn thấy Diệp Lâm hai tay cầm đao, đứng bất động như mất hồn, không khỏi cảm thấy vô cùng lo lắng. Không hay rồi. Cậu Diệp bị yêu đao này khống chế rồi. Nếu không đột phá được tâm ma, cậu ấy sẽ bị phản phệ.
Giang Vệ Quốc chợt nhận ra, vội kêu lên. Ông ta nhớ lần đầu tiên cầm đao, ông ta cũng đã rơi vào trạng thái mê man, mãi không thể hồi phục. May mà ông ta đã rèn luyện trong quân đội nhiều năm, có ý chí sắt đá nên mới thoát được. Nhưng nếu là người khác, có lẽ khó có được tâm lý kiên định như vậy. Theo Giang Vệ Quốc, nguyên nhân chính là do sức mạnh của Diệp Lâm rất lớn, nhưng ý chí của anh có thể không cứng rắn như quân nhân nên dễ dàng bị ảnh hưởng hoặc phản phệ. Những lời này vừa nói ra, mọi người xung quanh đều sửng sốt, không biết phải làm sao. Tránh hết ra. Giang Vệ Quốc giơ nửa cây giáo trong tay lên, phi về phía Diệp Lâm. Phương pháp tuy cực đoan nhưng lại đơn giản và hiệu quả. Đúng lúc đầu giáo sắp chạm vào gáy Diệp Lâm. Diệp Lâm bỗng nhiên tỉnh táo lại. Sau đó, anh vô thức quay người, rút đao ra chặn. Rắc! Một tiếng gãy vang lên. Diệp Lâm tung đao ra, thân giáo lập tức gãy thành hai mảnh. Hai Giang Vệ Quốc nhìn thấy vậy thì không khỏi thở dài. Có vẻ như hôm nay, vũ khí của ông ta không thể thoát khỏi số phận bị chặt đứt liên tục rồi. Đầu tiên là đầu giáo bị chặt đứt, bây giờ đến thân giáo cũng bị chém làm đôi, hoàn toàn vô dụng. Giang Vệ Quốc cầm nửa cây giáo, vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, kêu lên, cậu là ai? Có phải là Diệp Lâm không? Mọi người cũng chăm chú nhìn Diệp Lâm, tự hỏi liệu anh có bị yêu đao ảnh hưởng không? Diệp Lâm thu hồi đao yêu, khi nhìn thấy mình lại vô tình làm gãy binh khí của Giang Vệ Quốc, anh không khỏi mỉm cười xin lỗi. Xin lỗi ông Giang, tôi lỡ tay, không ngờ người tấn công tôi lại là ông. Nhìn thấy vẻ mặt Diệp Lâm vẫn bình thường, màu sắc con ngươi không thay đổi, Giang Vệ Quốc mới thở phào nhẹ nhõm. Ông ta vội vàng hỏi, cậu cảm thấy thế nào? Có phải ban nấy? Diệp Lâm gật đầu nói, thanh đao này quả thực có chút quái dị, nhưng sức mạnh đó đã bị tôi áp chế rồi. Thật sao, Giang Vệ Quốc không thể tin được. Bởi vì theo những gì Samurai Nhật Bản nói trước khi chết, trên thế giới không ai có thể thuần phục được yêu đao, sớm hay muộn họ cũng sẽ trở thành nô lệ bù nhìn của yêu đao, cuối cùng hy sinh mạng sống của mình. Nhìn xem, Diệp Lâm cầm đao, nhẹ nhàng thực hiện mấy động tác. Như thể nó đã biến thành một thanh đao bình thường, không có gì khác lạ. Nhìn thấy cảnh này, Giang Vệ Quốc không khỏi ngạc nhiên. Không thể tin được yêu đao kỳ dị này lại trở nên ngoan ngoãn trong tay Diệp Lâm như vậy. Ha ha, yêu đao gì chứ, nó chỉ dám ức hiếp kẻ yếu mà thì. Diệp Lâm mỉm cười, chỉ cần có thể chứng tỏ mình mạnh hơn nó, tự nhiên có thể trấn áp được. Điều này giống như việc thuần hóa một con ngựa hung dữ, người nào hiền lành quá sẽ bị ngựa ức hiếp, chỉ có người mạnh mẽ mới có thể cưỡi ngựa mà thôi. Vừa rồi, Diệp Lâm đã chém đứt ảo ảnh do yêu đao tạo ra. Như thể đã làm tổn hại nghiêm trọng sức mạnh kỳ lạ bên trong thân đao. Lúc này, anh đã có thể kiểm soát hoàn toàn thanh đao. Anh Diệp, lúc này, Giang Lãng lại nói, bây giờ đã nhìn thấy thanh đao rồi, có cách nào chữa khỏi vết thương ở lưng của ông nội tôi không? Dù sao bọn họ tới đây là để chữa lành vết thương cho ông Giang, không phải để nhìn thấy yêu đao này. Diệp Lâm nhìn chằm chằm vào thanh đao, suy nghĩ một lát rồi nói, cách thì có rồi. Tuy nhiên, tôi phải dùng thanh đao này để chém ông Giang lần nữa. Hả? Mọi người nghe vậy lập vô cùng bối chém thêm một nhát nữa. Đây là cách điều trị gì vậy? Họ muốn chữa lành chứ không phải tạo ra những vết thương mới. Đối mặt với ánh mắt khó hiểu của mọi người, Diệp Lâm kiên nhẫn giải thích. Vết thương do thanh đao này gây ra quả thực khác với các vết đao kiếm thông thường. Sở dĩ vết thương không thể lành lại. Thậm chí còn lan rộng là vì sức mạnh kỳ lạ trong lưỡi đao đã tràn ra và dính chặt vào vết thương. Nếu không loại bỏ sức mạnh đó, vết thương sẽ khó có thể lành lại. Nghe đến đây, mọi người lại một lần nữa sửng sốt. Không ngờ vết chém nhỏ này lại quái dị và khó đề phòng như vậy. Yêu đao này quả nhiên là tà ác. Giang Lãng lắc đầu, sợ hãi nói. Giang Hải Đào bối rối hỏi, vậy làm thế nào để loại bỏ sức mạnh dính trên vết thương? Chém thêm một nhát có thể giết chết nó sao? Ha ha, Diệp Lâm cười nói, không thể nói là chém chết nó được, mà là cắt thêm một chút theo vết đao chém, sau đó dùng thanh đao này hút dị năng kia vào trong đao. Bây giờ tôi có thể tạm thời áp chế sức mạnh kia, cũng có thể thu hồi được nó. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt. Hóa ra là vậy. Giang Lãng vội vàng nói, không thể chậm trễ nữa, chúng ta mau thu hồi sức mạnh đó thôi. Diệp Lâm nhìn Giang Vệ Quốc. Giang Vệ Quốc cũng gật đầu, cậu Diệp, tôi tin cậu cứ làm đi. Đừng nói là một đao, cho dù 18 đao tôi cũng sẽ không cau mày. Ngay lập tức,
Diệp Lâm không hề lãng phí thời gian, sau khi Giang Vệ Quốc ngồi xuống, anh lập tức tiến hành châm cứu. Tôi sẽ châm cứu để giảm đau và cầm máu thay cho gây mê. Sau đó, anh lần lượt đâm những chiếc kim bạc vào chỗ gần vết thương. Giang Vệ Quốc cảm thấy lưng tê dại, quả nhiên không có chút đau đớn nào. Căn bệnh đau lưng đeo bám ông ta hơn chục năm nay đã biến mất một cách kỳ diệu. Sau đó, Diệp Lâm lấy yêu đao ra, chậm rãi rạch theo vết thương. Lưỡi dao chạm đến đâu, da chỗ đó đều bị xé toạc, dịch đặc và mùi hôi thối từ bên trong tràn ra. Đồng thời, Diệp Lâm cũng áp chế sức mạnh kỳ dị bên trong lưỡi đao, dần dần hấp thu toàn bộ sức mạnh còn sót lại trong vết thương. Vào lúc hai nguồn sức mạnh hội tụ, muốn thoát khỏi sự đàn áp của Di. Sức mạnh kỳ lạ kia lại dâng lên, như Lâm. Thấy vậy, Diệp Lâm bình tĩnh tập hợp chân khí, lần nữa áp chế nó xuống. Chẳng bao lâu sau, yêu đao đã trở nên ngoan ngoãn hơn. Vào lúc này, vết thương trên lưng Giang Vệ Quốc đã bị rạch một vòng. Nhưng Giang Vệ Quốc lại cảm thấy rất sảng khoái, toàn thân dễ chịu, thoải mái không thể tả. Tất nhiên, điều này là do sức mạnh kỳ lạ bám vào vết thương hơn 10 năm đã bị loại bỏ hoàn toàn. Toàn thân ông ta cũng trở nên nhẹ nhàng. Cuối cùng, sau khi hấp thu sức mạnh kỳ lạ xong, Diệp Lâm dùng kim bạc nhẹ nhàng đóng vết thương hai bên lại. Sau đó, anh lấy ra một viên hỗn nguyên đan, nghiền thành bột rồi rắc đều lên vết thương. Vết thương lành lại nhanh chóng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trong nháy mắt, vết thương trên lưng vốn rất lớn đã hoàn toàn lành lại, chỉ để lại dấu một vết sẹo mờ. Trời! Chứng kiến vết thương điên cuồng lành lại, mọi người xung quanh không khỏi lần lượt kêu lên. Đặc biệt là cha con Giang Hải Đào và Giang Lãng, cả hai đều sững sờ như thể vừa nhìn thấy một phép màu. Thần y, đúng là thần y, không hổ danh là truyền nhân của Dược Phương. Sau khi quan sát một hồi, không phát hiện có phản ứng gì bất thường, Diệp Lâm mới rút kim bạc ra. Giang Vệ Quốc không khỏi hưng phấn, toàn thân run lên. Ông ta nhanh chóng đưa tay ra và chạm vào lưng. Không khỏi ngạc nhiên kêu lên, vết thương, đã lành rồi. Cậu Diệp, y thuật của cậu, đúng là thần kỳ. Sau khi Diệp Lâm thu kim về, vết thương trên lưng của Giang Vệ Quốc đã được chữa khỏi hoàn toàn. Toàn bộ quá trình chỉ trong vòng một tách trà ngắn ngủi. Trong thời gian ngắn như vậy, vết thương cũ hơn 10 năm của Giang Vệ Quốc có thể được chữa lành hoàn toàn. Ba thế hệ nhà họ Giang đều vô cùng cảm kích và khâm phục. Ha, tôi biết sư phụ sẽ làm được mài. Thấy vậy, Hoa Quốc Đống cũng lấy làm tự hào vì mình có được một sư phụ toàn năng như vậy. Đồng thời, anh ta cũng có hơi ghen tị, khi nào mình mới có thể học được dù chỉ một chút năng lực từ sư phụ nhỉ. Trong chuyến đi này, sư phụ đã hứa rằng sẽ chỉ dẫn cho anh ta vài điều, chắc cũng không đến mức tay trắng trở về đâu, phải không? Long Vương đại nhân quả nhiên là tài giỏi. Hoàng Tiềm cũng vô cùng kính phục, trong lòng anh ta, Diệp Lâm không khác gì một vị thần. Một lúc sau, Giang Vệ Quốc thay một bộ quần áo mới, thần khí đã khôi phục không ít, như thể vừa được trẻ hóa trở lại. Vết thương ở lưng này đã theo tôi hơn 10 năm, hành hạ tôi hơn 10 năm, tôi còn tưởng nó sẽ theo tôi vào quan tài nữa chứ. May mà có cậu Diệp giúp đỡ chữa trị, đại ân đại đức này, nhà họ Giang không biết lấy gì để báo đáp. Giang Vệ Quốc dẫn đầu, dẫn theo con trai và cháu trai, cúi đầu thật sâu trước Diệp Lâm để bày tỏ lòng biết ơn. Bác sĩ chúng tôi có nghĩa vụ chữa bệnh cứu người. Vết thương của ông Giang là do bảo vệ gia đình và đất nước. Nếu có khả năng chữa trị thì đó là điều tôi nên làm. Diệp Lâm cũng khiêm tốn mỉm cười, không hề tỏ ra kiêu ngạo. Sau đó, Giang Hải Đào cũng trịnh trọng nói, từ nay về sau, cậu Diệp sẽ là quý nhân của nhà họ Giang chúng tôi. Dù cậu có yêu cầu gì, dù là núi đao hay biển lửa, nhà họ Giang chúng tôi cũng sẽ không bao giờ từ chối. Thống đốc Giang nói quá rồi. Diệp Lâm cười nói, nhưng thực ra tôi cũng có một yêu cầu. Cậu Diệp, xin cậu cứ nói. Giang Hải Đào vội vàng đáp. Diệp Lâm thẳng thắn nói, tôi vừa sáp nhập nhà họ Trương, dự định chuyển đổi toàn bộ dây chuyền sản xuất dược phẩm của nhà họ Trương. Đến lúc đó, có thể sẽ gặp phải một vài khó khăn, hy vọng Phủ Phụng Thiên có thể quan tâm giúp đỡ. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, nhờ các ông phái ra một ít người tới trợ giúp ổn định tình hình, trì hoãn thời gian. Phủ Phụng Thiên không cần ra tay, chỉ cần trì hoãn cho đến khi tôi tới là được. Diệp Lâm giải thích. Suy cho cùng, một khi dây chuyền sản xuất của Tế Thế Đường đi vào sản xuất hỗn nguyên đan, chắc chắn sẽ gặp không ít rắc rối và khó khăn. Hơn nữa, không phải lúc nào anh cũng có thể ở Phụng Thiên để theo dõi,
sau khi trở về Yến Kinh sẽ rất bận rộn. Nếu phủ có Phủ Phụng Thiên trợ giúp bình ổn thì sẽ tốt hơn nhiều. Cậu Diệp, xin cậu yên tâm mà làm. Dù có khó khăn đến đâu, Phủ Phụng Thiên chúng tôi cũng sẽ giúp đỡ cậu đến cùng. Giang Hải Đào liên tục đảm bảo với Diệp Lâm, chỉ thiếu điều ra quân lệnh ngay tại chỗ. Lang Nhi, đi chuẩn bị yến tiệc đi. Giang Vệ Quốc lại mỉm cười, hôm nay, nhà họ Giang chúng ta hôm phải chiêu đãi cậu Diệp một bữa thịnh soạn. Vì vết thương này mà ông đã bỏ rượu hơn 10 năm, hôm nay phải uống với cậu Diệp vài ly mới được. Vâng, Giang Lãng hưng phấn đi thu xếp. Đêm đó, nhà họ Giang sáng rực, vui vẻ như đón Tết, thậm chí còn đốt pháo trước cửa. Một bữa tiệc thịnh soạn được bày ra. Mọi người vội vàng mời Diệp Lâm ngồi vào chỗ. Khi mọi người vừa ngồi xuống, đột nhiên bên ngoài lại vang lên tiếng cười lanh lảnh. Ha ha, sao tối nay náo nhiệt thế nhỉ? Tôi không đến muộn chứ? Lúc này, một cô gái duyên dáng với hàm răng trắng sáng vội vàng xông vào. Người làm ở bên cạnh nhanh chóng chào hỏi, cô chủ. Em gái. Giang Lãng nhìn thấy, lập tức đứng dậy vẫy tay, bên này. Người này không ai khác chính là em gái của Giang Lãng, Giang Đường. Hóa ra là em Giang Đường. Hoa Quốc Đống nhìn chằm chằm cô ta, khen ngợi, lâu rồi không gặp, em càng lớn càng xinh đẹp. Giang Đường vốn dĩ có nét từ nhỏ, tới khi lớn lên thì nổi tiếng cả Phụng Thiên, người theo đuổi xếp dài cả phố. Hai nhà Hoa và Giang có gia thế tương đương. Cha của Hoa Quốc Đống đã từng đi nhà họ Giang hỏi vợ cho con trai. Tiếc là nhà họ Giang có cả trai lẫn gái, một văn một võ, ai cũng cực kỳ ưu tú. Thấy Hoa Quốc Đống là một tên ăn chơi trác táng không học vấn không nghề nghiệp thì từ chối. Vậy nên Hoa Quốc Đống rất thất vọng, cứ nghĩ đến chuyện này là muốn phấn đấu, nhưng mà phấn đấu được một lát thì ngừng. Hôm nay gặp lại Giang Đường, Hoa Quốc Đống thầm thề nhất định phải đi theo sư phụ làm việc cho tốt, gây dựng sự nghiệp thành công, khiến cho nhà họ Giang thay đổi cái nhìn về mình, cho phép mình đi cưới em Giang Đường. Ha ha, cháu đến đúng lúc lắm, thấy cháu gái đến chơi. Giang Vệ Quốc cười vẫy tay gọi cô ta lại gặp khách. Ông nội, cháu vừa đến cửa thì nghe đám. Người giúp việc nói là có một vị thần y đến nhà ta, chữa khỏi vết thương lâu năm trên lưng ông. Cháu thấy ông mặt mày hồng hào, còn mở tiệc ăn mừng nữa, chắc là thật rồi hả? Giang Đường cười khanh khách đi tới. Đúng vậy, Giang Vệ Quốc cười gật đầu, sau đó chỉ về phía Diệp Lâm, nói, còn không mau đi qua cảm ơn thần y thay ông. Giang Đường đánh giá Diệp Lâm từ trên xuống dưới bằng đôi mắt đẹp của mình, cười nói, tôi biết anh. Anh chính là Diệp Lâm thiếu niên anh hùng đánh chết Tọa Sơn Điêu. Lúc nãy tôi có nghe hai vị chiến thần Doanh Châu và Thanh Châu nhắc đến anh. Bọn họ khen ngợi anh nhiều lắm đấy. Chờ lát nữa ăn xong, hai ta đánh giao lưu một trận đi. Giang Vệ Quốc vội vàng nói, Đường Nhi, không được vô lễ. Đâu có chuyện vừa gặp mặt lần đầu là rủ dê khách quý đánh nhau. Cháu cũng lớn rồi. Phải thục nữ hơn một chút, nếu không sau này ai dám lấy cháu hả? Thì sao chứ, người luyện võ chúng ta phải tự nhiên phóng khoáng như thế đấy. Dứt lời, Giang Đường nói tiếp, phải rồi, cháu vừa mới qua khảo nghiệm của đoạn chiến thần. Thành công gia nhập quân Doanh Châu. Ông nội, cháu sẽ thay ông hoàn thành tâm nguyện mà ông chưa thế hoàn thành. Giang Đường đi theo ông nội tập võ từ nhỏ, quân Doanh Châu mà ông nội từng tham gia là giấc mơ bấy lâu nay của cô ta. Ồ. Thế hả, Giang Vệ Quốc gật đầu khen ngợi, cười nói, hôm nay đúng là có chuyện tốt liên tục. Sau đó, Giang Vệ Quốc gọi người lấy thêm một chiếc ghế đặt bên cạnh Diệp Lâm. Đường Nhi, lại đây, ngồi bên cạnh cậu bạn Diệp đi, tiếp đãi cậu ấy thay ông. Giang Đường tự nhiên hào phóng ngồi xuống, tự mình rót cho Diệp Lâm một cốc trà, Diệp thần y, uống trà đi. Cảm ơn, Diệp Lâm nhận cốc trà, một mùi thơm thoang thoảng bay đến. Không biết là mùi trà hay là mùi hơi thở của Giang Đường. Giang Vệ Quốc thấy Diệp Lâm và Giang Đường trai tài gái sắc ngồi bên cạnh nhau, có vẻ rất là xứng đôi, thì nảy ra ý định nhận cháu rể. Vậy nên, ông ta thử hỏi, cậu Diệp, cậu kết hôn chưa? Chưa, Diệp Lâm lắc đầu. Vậy cậu có bạn gái chưa? Chưa có, Diệp Lâm lại lắc đầu. Nghe vậy, Giang Vệ Quốc cười tươi rói, vậy cậu thấy cháu gái tôi thế nào? Có xinh đẹp hay không? Xinh đẹp, Diệp Lâm thừa nhận. Vẻ đẹp của Giang Đường khác với vẻ đẹp dịu dàng của con gái Giang Nam. Trên người Giang Đường có vẻ đẹp tự nhiên phóng khoáng của con gái Giang Hồ. Nghe người ta khen ngợi, Giang Đường tất nhiên là vui vẻ, cười trả lời, Diệp thần y cũng rất đẹp trai. Lúc này, Giang Vệ Quốc nói tiếp, cậu Diệp,
cậu chữa khỏi vết thương cho tôi, coi như là ân nhân cứu mạng của tôi. Tôi một ông già khỏm, không có gì để báo đáp cho cậu. Cô cháu gái này của tôi do tôi nuôi lớn, giống như là hòn ngọc quý trên tay tôi. Bây giờ con bé đã thành niên, tới tuổi cưới hỏi rồi. Hay là tôi gả con bé cho cậu làm vợ đi. Cái gì? Phụt, Diệp Lâm vừa uổng một ngụm trà, lập tức phun ra hết. Giang Đường cũng ngạc nhiên mà nhìn về phía ông nội mình, không ngờ ông cụ lại thẳng thừng như thế. Ai ra, Hoa Quốc Đống ngồi đối diện nghe vậy thì tan nát cõi lòng. Anh ta còn định phấn đấu khẳng định bản thân, nào ngờ nhà họ Giang lại đi coi trọng sư phụ mình. Rốt cuộc thì mình lại tìm được lý do nằm yên cho thời gian sắp tới rồi. Cậu than thở cái gì? Hoàng Tiềm ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ cậu không vui khi Long Vương có thể cưới được một cô vợ xinh đẹp hay sao? Vui, tôi đương nhiên là vui thay sư phụ tôi rồi. Hoa Quốc Đồng còn nói cái gì được nữa, đương nhiên là phải chúc phúc rồi. Hai cha con Giang Hải Đào và Giang Lãng cũng cực kỳ thưởng thức thiếu niên anh hùng như Diệp Lâm. Nếu có thể nhận anh làm con rể thì bọn họ vô cùng vui lòng. Cha, lần này chúng ta không mưu mà hợp. Giang Hải Đào cười nói, thật ra thì từ lần đầu nhìn thấy Diệp Lâm, con cũng đã có suy nghĩ này rồi. Giang Lãng cũng cười nói, em gái luyện võ từ nhỏ, gan dạ sáng suốt, đàn ông bình thường sẽ không lọt vào mắt em ấy, cháu thấy Diệp tiên sinh rất thích hợp. Cháu đồng ý việc hôn nhân này. Cuối cùng, Giang Vệ Quốc cười tủm tỉm nhìn về phía Diệp Lâm, hỏi ý kiến của anh, cậu Diệp, ý của cậu thế nào? Có muốn hẹn hò với cháu gái tôi không? À thì, Diệp Lâm khó xử, ông Giang, các ông đừng lấy loại chuyện này ra nói đùa. Hả, Giang Vệ Quốc nghiêm mặt nói, cậu nhìn tôi giống nói đùa lắm hả? Thấy Diệp Lâm cứ từ chối mãi, Giang Đường vốn dĩ có chút ngại ngùng không nhịn được hỏi, có phải là anh chê tôi xấu không? Không phải, Diệp Lâm nói, cô rất xinh đẹp. Vậy là anh chê tôi yếu? Giang Đường lại hỏi. Không phải. Diệp Lâm cười khố lắc đầu. Hừ, anh đừng tưởng rằng hiện tại thực lực của tôi không bằng anh liền có thể coi. Thường tôi, một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ trở nên mạnh như kim võ thần đội cận vệ Yến Kinh. Đến khi ấy, tôi mới là người coi thường anh. Giang Đường chí hướng cao lớn, coi kim lũ. Y người được gọi là nữ võ thần, cũng là người nổi bật nhất đại hạ hiện nay là tấm gương. Phải rồi, anh cũng đến từ Yến Kinh đúng không? Chắc là anh cũng biết chỉ huy sứ kim lũ y của đội cận vệ Yến Kinh hả? Diệp Lâm gật đầu. Anh biết nhiều lắm. Giang Đường có chút hâm mộ nói, thế nào cũng sẽ có ngày tôi trở nên mạnh như kim võ thần. Nghe vậy, Diệp Lâm lại cười khổ, thầm nghĩ cô đừng giống cô ta thì tốt hơn. Nếu cô giống cô ta thì chắc chắn cô sẽ coi tôi là kẻ thù. Anh cười cái gì? Giang Đường hỏi tiếp, có phải là cười tôi không biết tự lượng sức mình hay không? Không phải. Diệp Lâm vội vàng giải thích. Nghe nói tháng sau anh định đi tranh chức vị chiến thần Ung Châu. Giang Đường chợt đối đề tài. Đúng vậy, Diệp Lâm gật đầu. Vậy anh có dám đánh cuộc với tôi không? Giang Đường ngẩng đầu lên hỏi. Đánh cược, Diệp Lâm sửng sốt, đánh cuộc cái gì? Giang Đường đáp, nếu tương lai tôi có thể trở thành vị nữ chiến thần đầu tiên kế từ khi đại hạ thành lập, thì có nghĩa là tôi xứng đôi với anh, không phải nhà họ Giang chúng tôi trèo cao. Đến khi ấy, anh phải cưới tôi. Từ khi đại hạ thành lập cho đến ngày hôm nay, đã có hơn 100 vị chiến thần, nhưng chưa có một vị chiến thần nào là nữ. Kể cả Kim Lũ Y được người ta gọi là nữ võ thần, được chiến thần U Châu coi là người nổi nghiệp, thì cô ta cũng chỉ là người có hy vọng trở thành vị nữ chiến thần đầu tiên, chứ chưa thể tiếp nhận vị trí chiến thần của cha nuôi được. Cho dù có chiến thần U Châu đề cử, thì cô ta cũng cần phải trải qua nhiều khảo nghiệm và khiêu chiến mang tính khó khăn cực mạnh mới được. Muốn trở thành một vị chiến thần trấn thủ một châu, nói dễ hơn làm. Anh dám đánh cuộc với tôi không? Giang Đường kiêu ngạo hỏi. Diệp Lâm nghĩ nghĩ rồi cười nói, nếu tôi thua thì tôi bỗng dưng được một cô vợ. Vậy nếu tôi thắc thì tôi có chỗ tốt kỳ đây. Cô vợ là tôi không phải bỗng dưng là có đâu. Anh cũng cần phải trở thành chiến thần mới được, nếu không tôi sẽ ghét bỏ anh yếu đấy chứ. Dứt lời, Giang Đường nghĩ nghĩ rồi nói tiếp, về phần anh thắng hả? Ây ra, chờ lúc anh thắng rồi nói sau. Anh ngay cả tọa sơn điêu cũng dám giết, đừng nói là một ván cược nhỏ thế này cũng không dám nhé. Giang Đường nheo mắt, khiêu khích nhìn về phía Diệp Lâm. Diệp Lâm hơi sửng sốt, thầm nghĩ hai chuyện này có liên quan gì đến nhau. Lúc này, Giang Vệ Quốc ở bên cạnh cười nói, cậu Diệp, cậu cứ đánh cược với con bé đi, xem như cho con bé một chút cố vũ,
Diệp Lâm do dự, nhưng vì không làm mọi người mất hứng, bèn đáp, được rồi. Tôi đánh cược với cô. Dù sao thì cũng rất khó để lấy được chức vị chiến thần. Diệp Lâm gần như nắm chắc phần thắng trong ván cược này. Hay lắm, Giang Đường tràn đầy hứng thú vươn tay ra, chúng ta vỗ tay thề, một lời đã định. Bốp bốp bốp, ba trưởng liên tục, hẹn ước lẫn nhau. Chúc cô sớm trở thành nữ chiến thần. Diệp Lâm cười nói với Giang Đường. Ừ, tháng sau anh cũng tranh đoạt chức vị chiến thần Ung Châu, cố lên nhé. Giang Đường cổ vũ. Sau đó, mọi người cùng nhau nâng ly, cùng nhau làm chứng. Sau khi uống vài ly ăn vài món, Hoàng Tiềm đứng dậy kính rượu với Giang Đường, Long Mầu, tôi kính cô một ly, chúc cô sớm thực hiện được nguyện vọng. Long Mầu, là tôi hả? Giang Đường cảm thấy vừa bất ngờ vừa khó hiểu về cách xưng hô kia, hỏi, vì sao lại gọi tôi như vậy? Hoàng Tiềm giải thích, Diệp Lâm là Long Vương của chúng tôi. Nếu tương lai cô có thể trở thành chiến thần, gả cho Long Vương của chúng tôi, thì cô chính là Long Mầu. Long Mầu, ha ha. Cách gọi này thú vị thật đấy. Giang Đường cảm thấy rất thích thú với cách xưng hô kia, nâng ly lên nói, vậy tôi tranh thủ sớm ngày trở thành Long Mầu. Sau khi buông ly rượu, Giang Đường thậm chí đã nghĩ ra phong hào của mình, là, chiến thần Doanh Châu, phong hào. Long Mầu. Một bữa tiệc tối, cả khách lẫn chủ đều vui vẻ. Sau khi tan tiệc, người nhà họ Giang mời Diệp Lâm ở lại nghỉ ngơi nhưng bị Diệp Lâm uyển chuyển từ chối. Tôi còn phải quay lại nhà họ Trương xử lý vài chuyện. Diệp Lâm giải thích. Vậy được rồi, một nhà bốn người Giang Vệ Quốc đưa đám người Diệp Lâm ra cửa. Sau đó, Giang Vệ Quốc sai người đưa thanh yêu đao cho Diệp Lâm. Cậu Diệp, nếu cậu có thể khống chế yêu đao thì đưa cho cậu vậy. Chứ nếu để ở chỗ tôi, ngày nào tôi cũng phải lo lắng đề phòng nó gây thương tích cho người khác. Được rồi, Diệp Lâm không khách sáo mà nhận lấy yêu đao. Vừa lúc bên trong yêu đao có rất nhiều chỗ lạ mà anh chưa hiểu, có thể mang về đế nghiên cứu kỹ hơn. Sau khi hai bên chào nhau, Giang Lãng tự mình lái xe đưa đám người về nhà họ Trương. Diệp tiên sinh, tôi đi về đây. Giang Lãng chào tạm biệt đám người Diệp Lâm, khi nào các anh trở về, nhớ báo với tôi trước một tiếng, để tôi đưa các anh đi sân bay. Ok, Diệp Lâm gật đầu. Sau khi chào tạm biệt Giang Lãng, đám người Diệp Lâm đi vào trong đại trạch nhà họ Trương. Hoàng Long, tôi giao cho anh một nhiệm vụ. Diệp Lâm đi đi rồi đột nhiên nói. Long Vương đại nhân nói đi. Hoàng Tiềm lập tức nói, tôi nhất định sẽ dốc sức hoàn thành, không để Long Vương thất vọng. Hiện giờ tôi đã đánh chết Tọa Sơn Điêu, hang ố của anh ta cũng bị hai đại chiến thần phá hủy. Tôi muốn anh nhân cơ hội đi thu phục thế lực ngầm của Phụng Thiên, làm lớn mạnh Long Môn, nhất định phải để Long Môn có chỗ đứng vững chắc. Diệp Lâm đã định ở bên này sản xuất đan dược, vậy thì phải xây dựng một thế lực mạnh mẽ thuộc về mình, để bảo vệ sự vận hành bình thường của xưởng dược. Ngoài sáng có phủ Phụng Thiên che chở, trong tối có một thế lực ngầm mạnh mẽ, thế là an toàn gấp đôi. Vâng, Long Vương đại nhân, phát triển thế lực Long Môn ở Phụng Thiên vẫn luôn là chuyện mà Hoàng Tiềm muốn làm. Có điều, trước đây Hoàng Tiềm vẫn luôn bị áp chế bởi sự mạnh mẽ của Tọa Sơn Điêu nên không thế nào làm được. Vậy tôi sẽ đi triệu tập người mình thống nhất Phụng Thiên. Nói xong, Hoàng Tiềm quay đầu đi, định đi làm ngay trong đêm. Đứng lại, Diệp Lâm gọi, quay lại. Long Vương đại nhân còn có gì dặn dò? Hoàng Tiềm quay lại nhận lệnh. Không cần phải gấp, Diệp Lâm nói rồi ném cho Hoàng Tiềm một viên đan dược, anh cầm viên tụ khí đan kia đi. Đêm nay tăng thực lực của mình lên, xong rồi đi cũng không muộn. Hoàng Tiềm nhận tụ khí đan, lập tức vui mừng khôn xiết. Bởi vì viên đan dược quý giá này đủ để cho thực lực của anh ta nâng cao một bước. Đến khi ấy, anh ta muốn thâu tóm thế lực ngầm của Phụng Thiên sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cảm ơn Long Vương đại nhân ban thuốc. Hoàng Tiềm biết rõ Diệp Lâm là đồ đệ của Dược Vương, không cần phải lo lắng đan dược là thật hay giả, vội vàng cầm đan dược đi tìm một phòng trống để tu luyện. Hoa Quốc Đống đứng bên cạnh thấy bạn đường Hoàng Tiềm có chỗ tốt thì vội vàng hỏi, sư phụ, còn tôi thì sao? Anh hả? Diệp Lâm vừa đi vừa cười nói, anh không luyện võ, có cho đan dược cũng vô dụng. Nghe vậy, Hoa Quốc Đống vội vàng chạy theo, nói, vậy sư phụ cũng phải dạy một chút bản lĩnh cho tôi đi chứ. Hay là bây giờ tôi cũng bắt đầu luyện võ, tôi đồng ý chịu khổ. Không si ân phải gấp học võ, tôi có sắp xếp hết rồi. Diệp Lâm vừa đi vừa nói, tôi định giao xưởng dược tế thế đường cho cậu. Cậu làm được không? Xưởng dược sản xuất hỗn nguyên đan đấy hả?
Hoa Quốc Đống lập tức đáp, được, tôi nhất định sẽ trông tốt thay sư phụ. Ừ, về mặt chế dược thì có ông Miêu và người nhà họ Bạch rồi, nhưng tôi còn cần một người quản lý đáng tin cậy. Anh là đồ đệ của tôi chỉ có thể lựa chọn anh. Diệp Lâm nói, Hoa Quốc Đống tất nhiên cũng biết trách nhiệm và nguy cơ đi kèm, nhưng vẫn vỗ ngực đảm bảo, người còn xưởng còn. Sư phụ cứ yên tâm đi. Chờ Hoàng Long thu phục thế lực ngầm ở Phụng Thiên xong, anh có thể dùng đến thế lực ấy để bảo vệ mình và xưởng dược. Diệp Lâm nói, vậy sư phụ truyền cho tôi một vài chiêu thức giữ mạng đi. Hoa Quốc Đống vốn dĩ mong chờ mình có thế trở nên lợi hại giống Diệp Lâm, có được năng lực tự bảo vệ mình. Diệp Lâm dừng bước, nói, cơ sở của anh rất kém, muốn học ngay thì cũng đã muộn rồi. Có điều. Nói tới đây, Diệp Lâm đổi giọng nói tiếp, anh còn nhớ rõ ban ngày tôi có nhắc đến ba đan dược trấn cốc của Dược Vương Cốc hay không? Hoa Quốc Đống nhớ lại, Hồn Nguyên Đan, Hoàn Dương Đan, Trúc Cơ Đan. Đúng vậy, Diệp Lâm nói, với tình huống như anh, cần phải dùng Trúc Cơ Đan mới có thể học cấp tốc được. Nghe vậy, Hoa Quốc Đống lại trở nên phấn chấn, vậy sư phụ có Trúc Cơ Đan không? Không có, Diệp Lâm lắc đầu. Vậy sư phụ có thể luyện chế một viên cho tôi không? Hoa Quốc Đống hỏi với vẻ mong chờ. Không được, Diệp Lâm nói thẳng, phương thuốc của Trúc Cơ Đan còn ở Dược Vương Cốc. Hy vọng vừa mới dâng lên trong Hoa Quốc Đống lập tức vụt tắt. Anh ta than thở liên tục. Nhưng sớm muộn gì tôi cũng sẽ đi Dược Vương Cốc một chuyến. Diệp Lâm đảm bảo với Hoa Quốc Đống, chờ khi tới Dược Vương Cốc, tôi nhất định sẽ cho anh viên Trúc Cơ Đan đầu tiên. Thật sao, Hoa Quốc Đống cực kỳ vui mừng, liên tục nói cảm ơn sư phụ. Vậy khi nào sư phụ đi Dược Vương Cốc? Đừng sốt ruột, Diệp Lâm nói, chuyện bên này còn chưa xử lý xong nữa mà đòi đi Dược Vương Cốc cái gì. Tới lúc nên đi thì tôi sẽ dẫn anh đi. Ok, Hoa Quốc Đống vô cùng kích động, trông ngóng mau đến ngày có thể đi Dược Vương Cốc, dùng Trúc Cơ Đan, bước lên con đường võ đạo, trở nên mạnh mẽ giống như sư phụ. Cuối cùng, Diệp Lâm vỗ vỗ lên vai Hoa Quốc Đống, cổ vũ, tôi đã nhận anh làm đồ đệ rồi thì chắc chắn sẽ không bạc đãi anh. Cứ đi từng bước một thôi, đừng sốt ruột, là của anh thì sẽ là của anh, không ai đoạt đi được. Hai sư đồ tách ra, quản gia dẫn hai người đi về phòng của từng người nghỉ ngơi. Diệp Lâm vừa định vào nhà thì nghe thấy tiếng lấm bẩm ở cách đó không xa. Anh không nhịn được tò mò đi lên xem. Tiên Nhi, em ở bên kia có vất vả hay không? Người kia có ngược đãi em hay không? Nếu anh ta đối xử không tốt với em thì em phải học cách chạy trốn. Dù sao thì em cũng giỏi chui dưới đất, anh ta không bắt được em đâu. Hóa ra là Liễu Như Yên đang trò chuyện với rắn. Con rắn trả lời cô thế nào vậy? Lúc này, Diệp Lâm cất bước đi qua. Liễu Như Yên giật mình hô lên một tiếng rồi vội vàng chào hỏi, Diệp. Diệp tiên sinh còn chưa đi nghỉ ngơi hả? Con rắn khổng lồ rít lên một tiếng, sau đó ưỡn dậy nửa người, nhìn về phía Diệp Lâm. Tuy rằng con rắn khổng lồ đã thay đổi rất nhiều, nhưng đối với một người bạn thân như Liễu Như Yên thì mọi thứ vẫn còn như cũ. Tôi thấy Tiên Nhi, không nhịn được đi tìm em ấy tâm sự. Liễu Như Yên yếu ớt giải thích một câu, sợ Diệp Lâm hiểu lầm mình. Rốt cuộc thì hiện giờ con rắn khổng lồ đã không còn bị khống chế bởi nhà họ Liễu nữa, mà đã trở thành chiến sủng của Diệp Lâm. Cò ta từng làm chủ nhân, lại đi gặp lén, thậm chí còn dụ dỗ nó chạy trốn, trông có vẻ không ổn chút nào. Không sao, Diệp Lâm cảm thấy không sao cả, nếu thích thì sau này ở lại đây đi. Hả, nghe vậy, Liễu Như Yên sửng sốt rồi có chút sợ hãi giải thích, Diệp tiên sinh, anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý định giành Tiên Nhi với anh. Liễu Như Yên sợ hãi Diệp Lâm chỉ là nói mát. Tôi nói thật, Diệp Lâm quyết định, tôi định để nó ở lại đây. Yến Kinh rất nhỏ, nơi tôi sống nó ở không tiện. Vậy nên tôi định để nó ở lại nơi có diện tích rộng lớn là Phụng Thiên, Trường Bạch, để tiện cho. Nó trưởng thành và tu luyện. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng hơn nữa là khi vóc dáng của nó càng ngày càng khổng lồ, Diệp Lâm đã sắp nuôi không nổi nó. Bình thường luyện chế đan dược còn chưa đủ cho nó ăn. Núi Trường Bạch là kho dược liệu thiên nhiên, hơn nữa, có thể dùng xưởng dược nhà họ Trương mở riêng một dây chuyền sản xuất cung cấp đan dược tu luyện cho nó trong tương lai, chắc là không thành vấn đề. Thật sao, Liễu Như Yên nghe xong tính toán của Diệp Lâm thì vui vẻ nói, vậy là tôi có thể tiếp tục nuôi nó hả? Ừ, sau này giao nó cho cô, Diệp Lâm nói với Liễu Như Yên, năm gia tộc thần bí cũng giao cho cô quản lý luôn. Tuy rằng hiện giờ Hồ, Hoàng, Bạch, Liễu...
Khôi đều quy thuận Diệp Lâm, nhưng mà Diệp Lâm vẫn cần nâng đỡ một người bên trong bọn họ có lòng trung thành với mình để quản lý. Nhà họ Hồ và nhà họ Khôi tất nhiên là không cần phải nói. Hai nhà bọn họ đã bị mình giết sợ hãi, cho dù là quy thuận thì cũng khó tránh lòng mang thù hận, không thể dễ dàng tin tưởng được. Hoàng Tam gia không kiên định với Lập Trường, càng thêm không dễ dàng tin tưởng. Người nhà họ Bạch thì đang phụ trách bên xưởng dược. Diệp Lâm nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thiếu nữ nhà họ Liễu ở ngay trước mắt là có thể tin tưởng. Rốt cuộc thì lúc mình và nhà họ Trương kết thù, cô ta có thể tốt bụng chạy tới nhắc nhở mình một câu. Một việc thiện khi ấy khiến Diệp Lâm nhớ kỹ Liễu Như Yên. Vậy nên anh cũng yên tâm mà giao năm đại tộc cho Liễu Như Yên quản lý. Sau này cô chính là người đứng đầu năm tộc. Diệp Lâm nói, cô có con rắn giúp đỡ. Nếu ai dám cãi lời cô hoặc coi thường cô trẻ tuổi, thì cô làm cho nó nuốt bọn họ. Rít, dường như là nghe hiểu lời nói của Diệp Lâm, con rắn khổng lồ đúng lúc mà rít lên một tiếng. Dưới sự chỉ dạy của Diệp Lâm, con rắn đã sớm thay ra đổi thịt, thực lực mạnh hơn trước rất nhiều. Cho dù là năm tộc hợp tác thì cũng chưa chắc có thể thắng được con quái vật kia. Tôi, có thể làm được hả? Liễu Như Yên có? Chút không dám tin rằng mới trong một đêm mà mình sắp trở thành thủ lĩnh nắm quyền năm tộc. Hiện nay nhà họ Trương đối chủ, nội bộ năm tộc cũng rửa sạch một lần, đang có rất nhiều người theo dõi vị trí thủ lĩnh, nếu Diệp Lâm không chọn ra người thì đợi khi xong việc, bọn họ cũng sẽ lựa chọn một người thích hợp. Nếu để bọn họ lựa chọn thì làm sao cũng không đến lượt người trẻ tuổi như Liễu Như Yên. Tôi nói được là được, ngày mai tôi sẽ tuyên bố với bọn họ. Diệp Lâm nói, tôi sẽ cho cô một phương thuốc. Bảo nhà họ Bạch chuyên luyện riêng để nuôi nấng đại xà. Về phần mọi chuyện lớn nhỏ trong năm tộc, tất cả đều giao cho cô quyết định. Lúc cô khống chế đại xà, cô đồng thời phải âm thầm bảo vệ xưởng dược Tế Thế Đường. Thấy Diệp Lâm tin tưởng chính mình, và chính mình có thế một lần nữa ở bên người bạn chơi từ bé là đại xà, Liễu Như Yên rất vui vẻ mà nhận lệnh. Cảm ơn Diệp tiên sinh đề bạt, tôi nhất định sẽ không làm Diệp tiên sinh thất vọng. Diệp Lâm quay lại phòng nghỉ ngơi. Thuận tay dỡ hết vũ khí trên người xuống đặt sang một bên. Lúc Diệp Lâm buông dao găm của vị sư phụ thứ 9 xuống, yêu đao ở bên cạnh thế mà lại có phản ứng. Keng! Một tiếng va chạm thanh thúy vang lên. Dưới tình huống không hề có ngoại lực tác động, hai thanh vũ khí thế mà lại va chạm vào nhau, giống như là hai khối nam châm hít lấy nhau. Sao lại thế này? Diệp Lâm cầm hai thanh vũ khí lên. Trong nhất thời, anh không thể tách được chúng nó ra. Yêu đao và dao găm, một lớn và một nhỏ, kề sát với nhau, hấp thu đối phương. Diệp Lâm nhìn kỹ thì thấy trên hai thanh vũ khí có gợn sóng dao động, lực lượng quỷ dị bên trong yêu đao đang liên tục mà bị dao găm hút qua đi. Một lát sau, yêu đao bị hút khô sạch sẽ, biến thành một dụng cụ cắt gọt cực kỳ bình thường. Keng! Yêu đao rơi xuống đất, vỡ nát tan tành. Diệp Lâm giật nảy mình. Bởi vì lực lượng quỷ dị bên trong yêu đao bị dao găm hút sạch sẽ sau đó hoàn toàn dung nhập với dao găm. Một lát sau, dao găm trở nên bình thường lại. Lúc này, Diệp Lâm chợt nhớ ra là mình bận rộn cả ngày, đã quên đút máu cho dao găm của vị sư phụ thứ 9. Đương nhiên, Diệp Lâm vốn dĩ cho rằng đó chỉ là lời nói đùa của sư phụ, không coi trọng việc dao găm mỗi ngày phải thấy máu. Bây giờ xem ra là dao găm còn quỷ dị hơn cả yêu đao. Mới có một ngày quên dùng máu tẩm bố mà nó đã rút sạch lực lượng trong yêu đao rồi. Chẳng lẽ bên trong dao găm cũng đang phong ấn lực lượng mạnh mẽ nào đó, thậm chí là sinh vật còn sống khủng bố nào đó. Vậy nên nó mới có thể dễ dàng cắn nuốt lực lượng quỷ dị bên trong yêu đao. Diệp Lâm ngắm nghía dao găm một lát cũng không nhìn ra được gì. Có điều, lúc nãy Diệp Lâm giơ tay cầm dao. Găm! Thật sự có cảm nhận được một lực lượng không giống với bình thường đang điên cuồng dao động trong dao găm. Có lẽ chính là lực lượng khủng bố mà vị sư phụ thứ 9 áp chế bên trong dao găm. Xem ra chỉ có thế chờ lần sau nhìn thấy sư phụ rồi hỏi rõ ràng bí mật trong dao găm. Chỉ là không biết lần tiếp theo gặp mặt sư phụ là khi nào. Diệp Lâm bu ỏng dao găm, thu dọn mảnh vỡ yêu đao, sau đó lên giường nghỉ ngơi. Một đêm không nói chuyện. Sáng hôm sau. Diệp Lâm triệu tập người trong năm tộc, định tuyên bố một vài bổ nhiệm. Tầng lớp quản lý năm tộc Hồ, Hoàng, Bạch, Liễu, Khôi có mặt từ sớm, kiên nhẫn chờ cơ hội thay đổi tình thế. Ha ha, tôi và Diệp tiên sinh quen thuộc nhất, lần này người trở thành thủ lĩnh năm tộc sẽ là tôi. Hoàng Tam gia tràn đầy tin tưởng.
Hoàng Tam gia xem như là một người khá lớn tuổi trong năm tộc, thực lực không bình thường, có khả năng nhậm chức. Một vị trưởng lão của nhà họ Hồ lại không đồng ý. Bàn về tuổi tác, lý lịch, thực lực, ông có chỗ nào so được với tôi? Ông ta là lão thái gia nhà họ Hồ. Khi Hồ gia chủ Hồ Đại Tiên bị giết, lão thái gia lại rời núi cầm quyền, lòng mang chí lớn ở năm tộc. Hồ thái gia, ông nói về tuổi tác và lý lịch, tôi không cãi với ông. Nhưng ông nói về thực lực hả? Ha ha, Hoàng Đại Tiên cười ha ha, tôi có một chút không phục. Ông nói xem tầm tuổi ông rồi còn không chịu ở nhà dưỡng lão, chạy ra đây tranh cái gì cơ chứ? Sau này năm tộc sẽ giao cho tôi, ông cứ yên tâm đi. Hồ lão thái gia hừ lạnh một tiếng, chính là vì giao cho loại người thất thường hay thay đổi như ông, tôi mới không yên tâm được, cần phải rời núi trông coi đại cục. Nói nhiều với loại người như ông là vô ích, đợi lát nữa Diệp Tiên Sinh tới đây, Diệp Tiên Sinh sẽ có quyết định. Thấy hai nhà Hồ và Hoàng đối chọi gay gắt, dẫn đầu khai chiến, Liễu Như Yên ngồi ở một bên không nhịn được thở dài. Cô nghĩ đến những lời mà Diệp Lâm nói với cô vào tối hôm qua, thầm nghĩ, không biết lát nữa. Nghe thấy Diệp Tiên Sinh tuyên bố như vậy thì hai người kia sẽ có phản ứng gì? Chắc là bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ cuối cùng năm tộc lại rơi vào tay mình. Lúc cả đám đang bàn tán, Diệp Lâm cất bước đi vào. Đế các vị đợi lâu rồi. Diệp Lâm ngồi ở ghế giữa. Người trong năm tộc sôi nổi đứng dậy hành lễ chào hỏi Diệp Lâm. Hôm nay tôi triệu tập mọi người đến đây là vì hợp nhất năm tộc thành một nhà. Từ xưa đến nay, đoàn kết thì thịnh vượng, chia rẽ thì suy tàn. Năm tộc mỗi tộc một vẻ, nhưng lại không thể tự mình đứng vững. Nếu có thế hợp nhất với nhau, giảm bớt nội đấu, thì sẽ trở thành một thế lực mạnh của Phụng Thiên. Diệp Lâm nói thẳng vào vấn đề. Diệp Tiên Sinh nói rất đúng. Hoàng Tam gia vội vàng giơ tay tỏ vẻ đồng ý, còn chủ động phụ họa, lời nói của Diệp Tiên Sinh rất hợp ý của tôi. Tôi đã có ý tưởng này lâu rồi. Chỉ là Trương Văn Viễn không có chí lớn, ếch ngồi đáy giếng, sợ năm tộc chúng tôi hợp nhất thì khó mà khống chế, nên cứ phân chúng tôi ra. May mắn là hôm nay gặp được một vị minh chủ như Diệp Tiên Sinh, rốt cuộc đưa ra ý tưởng hợp nhất năm tộc, đúng là hùng tài vĩ lược. Nhà họ Hoàng chúng tôi là nhà đồng ý đầu tiên. Thấy Hoàng Tam gia ra sức biểu hiện như thế, bốn tộc còn lại vừa tức giận vừa buồn cười. Nếu nói thì chắc chắn là không nói lại ông ta rồi. Chỉ mong cái vị mang danh minh chủ là Diệp Lâm đừng dễ tin tưởng dễ bị lừa. Khụ khụ, lúc này, Hồ Thái gia cũng đứng dậy nói, Diệp Tiên Sinh nói đúng lắm. Nhà họ Hồ chúng tôi cũng đồng ý. Chỉ là một bầu trời không thế có hai mặt trời, một nhà không thế có hai chủ. Năm tộc hợp nhất là không thể tự làm theo ý mình. Cần phải tuyến ra một vị gia chủ đức cao vọng trọng mới được. Không biết là Diệp Tiên Sinh tự mình ngồi vị trí đứng đầu năm tộc hay là lựa chọn một người bên trong đám người chúng tôi. Nói đến đây, Hồ Thái gia liền đối giọng, tự giới thiệu, à phải rồi, quên làm quen với Diệp Tiên Sinh, tôi là Thái gia nhà họ Hồ, là người lớn tuổi nhất trong năm tộc hiện nay. Ý ngầm bên trong lời tự giới thiệu hiện lên rất rõ. Hồ Thái gia chỉ kém Mao Toại tự đề cử mình. Khụ khụ. Ông đừng cậy già lên mặt chứ. Hoàng Tam gia thầm nói, đang tuyển tộc trưởng năm tộc, chứ không phải là đang tuyển người trường thọ. Nếu là năm tộc hợp nhất, bỏ cũ đón mới, cũng cần phải cho người trẻ tuổi một ít cơ hội. Người trẻ tuổi trong miệng Hoàng Tam gia chính là mình. So với Hồ Thái gia, ông ta xem như là trẻ tuổi. Nghe vậy, Diệp Lâm thuận thế nói, đúng vậy, lần này tôi sẽ lựa chọn một vị tộc trưởng từ trong đám người các người đế thống lĩnh năm tộc. Đây sẽ là một người trẻ tuổi. Hồ Thái gia lập tức ỉu xìu, mọi người ở đây người nào cũng trẻ tuổi hơn ông ta, Diệp Lâm vừa nói vậy có nghĩa là loại bỏ ông ta đầu tiên. Hoàng Tam gia lập tức ngồi thẳng người, bày ra dáng vẻ chọn tôi. Sau đó, Diệp Lâm tuyên bố ngay trước mặt mọi người, tôi bổ nhiệm tộc trưởng năm tộc là Liễu Như Yên nhà họ Liễu. Cái gì? Nghe vậy, mọi người ở hiện trường đều rất chấn động. Ngoài Liễu Như Yên đã biết trước đáp án ra, thì chắc là trong tất cả mọi người ở đây. Không có ai ngờ rằng Diệp Lâm sẽ giao trách nhiệm nặng nề như thế cho một cô nhóc là Liễu Như Yên. Cho dù là nhà họ Liễu được lợi, thì bọn họ cũng có vẻ rất chấn động, còn có chút khó hiểu nữa. Chẳng lẽ là Diệp Tiên Sinh coi trọng sắc đẹp của Liễu Như Yên? Hừm, nghĩ đến đây, người nhà họ Liễu đều cảm thấy rất có khả năng này. Vì sao lại chọn cô ta? Lúc này, Hồ Thái gia có chút không phục, đứng dậy chất vấn. Diệp Tiên Sinh! Cậu đang nói giỡn với chúng tôi đấy hả?
Chọn người đứng đầu năm tộc là một chuyện cực kỳ quan trọng, không phải chọn đẹp là được. Sao có thể làm một cô nhóc đi gánh vác trách nhiệm nặng nề kia chứ? Ở trong mắt Hồ Thái Gia, ông ta thà rằng thua. Bởi Hoàng Tam Gia, cũng không thể chấp nhận được chuyện thua bởi một cô nhóc nhà họ Liễu. Hồ Thái Gia dẫn đầu, những người còn lại dù không dám đứng dậy cãi lại, thì cũng cúi đầu bàn tán xôn xao, hiển nhiên là không phục. Sao có thể lấy một vị trí quan trọng như thế ra làm trò đùa chứ? Diệp tiên sinh, Hoàng Tam Gia vừa định mở miệng thì nhìn thấy Diệp Lâm thay đổi sắc mặt, lập tức sợ tới mức im bặt, không dám nói lời nào nữa. Lúc này, Diệp Lâm ngồi thẳng người lên, nói, xem ra là các người vẫn chưa nhận rõ được vị trí của mình. Tôi gọi các người tới đây không phải vì muốn bàn bạc với các người, mà là vì muốn thông báo cho các người biết. Về phần các người hỏi vì sao đấy hả? Diệp Lâm nhìn thoáng qua Hồ Lão Thái Gia. Chỉ một cái nhìn thôi mà đã khiến cho Hồ Thái Gia có loại cảm giác sởn tóc gáy. Đột nhiên có một tiếng âm vang lên. Cửa đại sảnh chợt bị phá vỡ. Một con rắn khổng lồ trườn nhanh vào như dòng nước lũ. Nơi nó đi qua đều trở nên lộn xộn. Sau đó, nó há miệng, lè cái lưỡi dài, hơi cuộn lên cuốn Hồ Thái Gia vào trong miệng, nuốt hết vào trong bụng. Tiếp đến, nó trợn to hai mắt như hai chiếc đèn pha nhìn chằm chằm mọi người ở đây. Lúc mọi người bừng tỉnh lại thì đã không thấy bóng dáng Hồ Thái Gia nữa rồi. Lúc này, bọn họ mới nhận ra rằng con rắn khổng lồ kia đã nuốt sổng Hồ Thái Gia. Mọi người sợ tới mức chạy tán loạn, rất sợ dây tiếp theo mình cũng sẽ chết trong bụng rắn. Nếu ai có thể thu phục nó thì người đó sẽ trở thành người đứng đầu năm tộc. Diệp Lâm tuyên bố trước mặt mọi người. Thu phục con quái vật kia hả? Nghe vậy, mọi người nhìn nhau, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Nếu con rắn kia vẫn còn là con rắn mà trước đây nhà họ Liều nuôi dưỡng, thì có lẽ sẽ có khá nhiều người trong năm tộc nắm chắc phần thắng. Kể cả Hơ Ô Thái Gia cũng sẽ không dễ dàng bị nuốt sống như thế. Có điều, nó đã được Diệp Lâm nuôi dưỡng, nó của hiện giờ đã mạnh hơn xưa, khiến người ta sợ hãi. Thực lực của Hồ Thái Gia cũng không kém, thế mà vẫn bị nó nuốt chừng, có thể thấy được sự khủng bố của nó, ai còn dám đi lên chịu chết nữa. Thấy không ai dám đáp lời, Diệp Lâm liền gật đầu với Liễu Như Yên. Liễu Như Yên hiểu ý, lập tức đi lên ra lệnh, tiên nhi, ra ngoài. Ra ngoài đợi lệnh. Nghe vậy, con rắn với thân hình khổng lồ kia lùi từng chút một ra ngoài cửa, giống như là thủy triều rút lui vậy. Mới một lát mà nó đã biến mất tăm mất tích. Mọi người thấy vậy đều rất ngạc nhiên. Không ngờ rắn thần mà nhà họ Liễu từng cung phụng đến tận bây giờ vẫn nghe theo lệnh nhà họ Liễu. Lại còn nghe lời một cô nhóc nhà họ Liễu nữa. Đúng là kỳ lạ. Còn có ai không phục khi tôi chọn Liễu Như Yên làm người đứng đầu năm tộc nữa không? Diệp Lâm hỏi. Anh vừa dứt lời, Hoàng Tam Gia lại là người đầu tiên nhảy ra đồng ý. Tôi thấy cô bé Như Yên nhà họ Liễu phúc phận dày dặn, căn cốt hơn người, hôm nay gặp lại đúng là lợi hại, ngay cả rắn thần cũng nghe theo lời cô Liều nữa, đám người tầm thường chúng tôi nào dám có ý khác. Buồn cười là Hồ Thái Gia không biết tự lượng sức mình, dám tranh đoạt vị trí thủ lĩnh với cô Liễu, ông ta bị nuốt là đáng đời. Nhà họ Hoàng chúng tôi là nhà đầu tiên ủng hộ cô Liễu, Liễu Như Yên. Lúc này, mọi người đều sôi nổi tỏ vẻ phục. Bọn tôi đồng ý để Liễu Như Yên làm gia chủ mới của năm tộc. Nhờ có rắn thần phát huy, Liễu Như Yên thành công dọa sợ năm tộc, trở thành người đứng đầu năm tộc. Diệp Lâm vừa lòng gật đầu. Có điều, lúc này. Sư phụ, không xong rồi. Hoa Quốc Đống vừa la hét vừa nâng Hoàng Tiềm bị thương nặng đi vào đại sảnh. Có chuyện gì vậy? Diệp Lâm thấy vậy thì giật mình hỏi, tôi bảo anh đi hợp nhất thế lực ngầm ở Phụng Thiên mà. Sao anh lại bị thương? Thành như vậy. Theo lý mà nói, Tọa Sơn Điêu bị giết rồi, các thế lực ngầm của Phụng Thiên sẽ như rắn mất đầu, không còn cao thủ nào nữa, vậy nên Diệp Lâm mới yên tâm để cho một mình Hoàng Tiềm đi làm việc. Nào ngờ kết quả vẫn là xảy ra ngoài ý muốn. Long Vương, là thuộc hạ vô dụng, không thể hoàn thành nhiệm vụ mà anh giao cho. Hoàng Tiềm cố gắng nhịn đau, có chút xấu hổ và giận dữ nói, tôi vốn đã thu phục hơn phân nửa địa bàn Phụng Thiên, không ngờ giữa chừng lại gặp cao thủ do núi Trường Bạch phái đến. Đám cổ võ núi Trường Bạch cũng muốn hợp nhất thế lực ngầm Phụng Thiên, để bồi dưỡng một tọa sơn điêu thứ hai. Ô, có chuyện này nữa sao? Diệp Lâm lấy làm ngạc nhiên khi nghe những gì Hoàng Tiềm nói. Có vẻ như các võ cổ giả của núi Trường Bạch vẫn không chịu từ bỏ tất cả những gì mà Tọa Sơn Điêu để lại,
đồng thời muốn nhanh chóng sáp nhập và nâng đỡ một tọa sơn điêu để phục vụ cho mình. Không phải võ cố giả bọn họ không nhúng tay vào chuyện thế giới bên ngoài ư? Tại sao cứ liên tục phái người ra ngoài vậy? Hoàng Tiềm lắc đầu, tỏ vẻ khó hiểu. Ai đã đánh người của anh? Diệp Lâm lại hỏi. Anh ta là thuộc hạ của một đỉnh chủ thuộc bảy đỉnh núi của dãy Trường Bạch. Hình như tên là Trịnh Tam Pháo. Anh ta khác với các đệ tử ngoại môn như Tọa Sơn Điêu. Trịnh Tam Pháo này dường như là một võ cố giả thực sự, xuất thân từ một nhánh võ cổ của núi Trường Bạch. Mặc dù đêm qua tôi đã uống đan dược Long Vương ban cho, thực lực đã tiến bộ rất nhiều, nhưng vẫn không phải đối thủ của anh ta. Nói đến đây, Hoàng Tiềm chợt dừng lại, ngập. Ngừng không nói tiếp. Có phải anh ta bảo anh chuyển lời không? Diệp Lâm hiểu ý, lập tức hỏi, nói đi. Hoàng Tiềm gật đầu nói, anh ta bảo Long Môn chúng ta hãy đầu hàng. Nếu không, anh ta sẽ đích thân đến Yến Kinh, nghiền nát trụ sở Long Môn. Hừ, mạnh miệng thật. Diệp Lâm vừa nói vừa giúp Hoàng Tiềm nối lại xương của cánh tay bị gãy, đồng thời cho anh ta một viên hỗn nguyên đan đế trị nội thương. Một lúc sau, Hoàng Tiềm vừa bị thương nặng đã trở lại gần như bình thường. Khi nhìn thấy điều này, mọi người xung quanh không khỏi kinh ngạc, càng thêm khâm phục năng lực khó lường của Diệp Lâm. Long Vương đại nhân, tôi thật vô dụng. Sau khi bình phục vết thương, Hoàng Tiềm xấu hổ nói, tôi vốn muốn triệu tập các thuộc hạ cũ, nhưng cuối cùng vẫn không là gì đối với võ cổ giả đó, hầu hết người của tỏi đều bị thương vong. Không phải lỗi của anh, dù sao anh ta cũng là võ cố giả, anh thua cũng là chuyện bình thường, là do bọn họ ra tay trước. Diệp Lâm bình tĩnh nói. Võ cố và thế giới bên ngoài đã thống nhất. Các quy tắc chung, không được xâm phạm lẫn nhau. Nhưng hiện giờ, các võ cổ giả của núi Trường Bạch đã vượt biên giới, tiến vào lãnh thổ của tục thế, tranh giành quyền lực và lợi ích. Người bình thường sao có thể chống cự được? Cậu Diệp, nếu việc này là do võ cố giả đến từ núi Trường Bạch làm, vậy chúng ta hãy nhẫn nhịn một chút đi. Lúc này, Hoàng Tam gia đột nhiên nhảy ra, việc này không đơn giản như giết Tọa Sơn Điêu ngày hôm qua đâu. Đúng vậy, bà Bạch cũng nói, chúng tôi đều là người bản địa, ít nhiều cũng có nghe qua một số lời đồn đại về võ cổ giả ở núi Trường Bạch. Theo truyền thuyết, giới võ cổ ở núi Trường Bạch được chia thành 7 đỉnh núi. Mỗi đỉnh có một đỉnh chủ lãnh đạo, có sức mạnh vượt trội. Hứa đỉnh chủ đó chính là đỉnh chủ thứ 3 trong 7 đỉnh, cách thành Phụng Thiên gần nhất. Nghe đồn người này trời sinh đã có thần lực, có thể cầm một cây gậy ngựa nặng mấy nghìn cân, chấn động trời đất, không ai có thể đánh bại được ông ta. Cho nên ông ta còn có một biệt danh khác là Hứa Đại Mã Bổng. Hoàng Tam gia cũng sợ hãi nói, theo bảng xếp hạng, Hứa Đại Mã Bổng cũng là người mạnh thứ 3 trong số các võ cổ giả của núi Trường Bạch. Nếu anh ta là thuộc hạ của Hứa Đại Mã Bổng thì chúng ta không thể động tới được đâu. Trong mắt năm gia tộc, Diệp Lâm dù mạnh đến đâu cũng không thể so sánh với những cao thủ hàng đầu của bảy đỉnh núi Trường Bạch được. Cho dù ngày hôm qua, Diệp Lâm có thể tiếp một chiêu với sứ giả liên lạc của núi Trường Bạch. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Sức mạnh của Hứa Đại Mã Bổng đó, và thậm chí cả thuộc hạ của ông ta là Trịnh Tam Pháo, hoàn toàn khác với một liên lạc sử nhỏ nhoi. Cùng lắm là chúng ta rút lui về Yến Kinh, võ cổ giả Trường Bạch dù có hung hãn đến đâu cũng không dám vượt ra ngoài Lôi Trì, đuổi đến Yến Kinh đâu. Hoàng Tiềm cũng muốn rút lui, nghĩ rằng kẻ thù lần này quá khó nhằn, vẫn nên tránh đi thì tốt hơn. Ở Yến Kinh của chúng ta, ngay cả võ cổ giả cũng không dám làm loạn. Hoa Quốc Đống cũng hứa hẹn, võ cố giả đến từ núi Trường Bạch này mạnh hơn hai nhà nhà họ Tần và họ Ninh, tốt nhất là không nên dây vào thì hơn. Thực ra, trong mắt mọi người, việc giết Tọa Sơn Điêu đã xúc phạm nặng nề đến võ cố của núi Trường Bạch rồi. Sẽ là quá thiếu khôn ngoan và nguy hiểm nếu tiếp tục đối đầu với núi Trường Bạch. Đối mặt với sự can ngăn của mọi người xung quanh, Diệp Lâm làm như không nghe thấy, bình tĩnh nói. Tôi muốn mở một nhà máy dược phẩm ở Phụng Thiên để sản xuất đan dược, thậm chí tôi còn cần nguyên liệu tự nhiên và bảo vật từ núi Trường Bạch nữa kia. Nếu chỉ vậy thôi mà đã bị họ dọa sợ thì chuyến đi của tôi chẳng phải là vô ích sao? Nghe vậy, Hoa Quốc Đống và những người khác đều sững sờ. Hoàng Tiềm vội vàng hỏi, vậy theo Long Vương, chuyện này nên giải quyết như thế nào? Ngài muốn đàm phán hòa bình với họ sao? Đàm phán hòa bình, ha ha, Diệp Lâm cười nhạo. Dường mình ngủ, sao có thể để người khác leo lên được? Bây giờ, tôi đã quyết định định cư và phát triển ở Phụng Thiên, cho dù là Tọa Sơn Điêu hay Trịnh Tam Pháo, ai dám phá hoại kế hoạch của tôi sẽ đều bị diệt trừ. Nói xong, Diệp Lâm quay người định rời đi, Hoàng Long, dẫn đường.
Tôi sẽ đi những võ cố giả núi Trường Bạch đó. Thấy vậy, tất cả mọi người đều sửng sốt, nhưng Diệp Lâm đã nói như vậy, không ai dám ngăn cản, đành phải cắn răng chuẩn bị. Cậu Diệp, cậu có muốn tuyển thêm người không? Hoàng Tam gia lại hỏi, ngũ tộc kỳ nhân chúng tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ. Các người đến chỉ vướng tay vướng chân, Diệp Lâm nói, sau đó nhìn về phía Liễu Như Yên, Như Yên, mang Quy theo đai xà đi cuộc tôi. Anh bảo, nếu anh đế tên nhóc Long Môn đó đi, anh không sợ Long Vương mới của bọn họ sẽ tìm tới đây sao? Nghe nói Tọa Sơn Điêu bị tên nhóc kia giết chết, xem ra cũng khá có năng lực. Trong một tòa nhà đổ nát, một nhóm thú phỉ đang mở tiệc rất náo nhiệt. Nơi đấy từng là căn cứ của Tọa Sơn Điêu nhưng đã bị hai chiến thần san phẳng và biến thành đống đố nát. Nhưng Trịnh Tam Pháo đã đến đây, dương cao ngọn cờ của các võ cổ giả của núi Trường Bạch, thu hút mọi người từ khắp nơi đến quy hàng. Hầu như không cần tổn một giọt máu, toàn bộ lực lượng ngầm ở Phụng Thiên đã được hợp nhất chỉ trong vòng nửa ngày. Thậm chí quy mô còn lớn hơn trước. Suy cho cùng, không phải ai cũng có thể sử dụng lá cờ của các võ cố giả núi Trường Bạch. Được tham gia cùng các võ cổ giả và làm việc cho núi Trường Bạch là một vinh dự lớn lao đối với những kẻ quấn quanh dưới đáy xã hội này. Trịnh Tam Pháo là một người đàn ông vạm vỡ, khoảng hơn 40 tuổi. Uống xong mấy bát rượu, anh ta cười nói, sợ cái gì? Tôi đường đường là một võ cố giả, chẳng lẽ lại sợ chủ nhân Long Môn sao? Đúng là nực cười. Hơn nữa, tôi là một võ cổ giả đến từ núi Trường Bạch. Các người cứ tìm hiểu là biết, trong Tam Sơn, Ngũ Môn, Thất Tộc, vị trí của núi Trường Bạch chúng tôi ra sao là sẽ rõ. Núi Trường Bạch, một trong Tam Sơn, tương đương với ông lớn trong thế giới võ cố. Điều đó đủ để Trịnh Tam Pháo có thể nghênh mặt với đời rồi. Nếu chủ nhân mới của Long Môn biết điều đến quy hàng, tôi sẽ nế tình cậu ta có thân thủ không rồi, có chút giá trị lợi dụng mà xí xóa món nợ giết Tọa Sơn Điêu. Còn nếu cậu ta dám tiếp tục đối đầu với tôi như đã làm với Tọa Sơn Điêu thì chỉ có một kết cục là cái chết mà thôi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều gật đầu đồng ý. Anh Bảo nói đúng. Thằng nhóc đó nếu thông minh thì nên đến. Gặp anh Bảo ngay như chúng ta mới phải. Đúng lúc này. Đột nhiên có người tới báo cáo. Báo cáo, pháo ra. Tên nhóc ngài thả ra đã dẫn theo vài người lên núi rồi. Nghe thấy có vài người tới, Trịnh Tam Pháo tự động cho rằng Long Môn cũng đến đây để đầu hàng. Anh ta không khỏi bật cười, đồng thời cũng muốn ra oai phủ đầu với đối phương. Vì thế, anh ta ra lệnh, bảo họ quỳ gối đến trước mặt tôi. Không lâu sau, người của anh ta ra ngoài báo cáo lại trở về với khuôn mặt bầm tím. Người nọ vừa khóc vừa nói, pháo ra, họ không đến đây để đầu hàng, họ đã lên núi rồi. Long Vương đó còn nói ngài nên quỳ xuống nghênh đón bọn họ, nếu không nơi này sẽ bị san bằng. Cái gì? Lời này vừa nói ra, mọi người trong đại sảnh lập tức kinh ngạc và tức giận. Thật ngông cuồng! Chẳng lẽ họ không biết anh Bảo là một võ cố giả sao? Võ cổ giả không thể bị xúc phạm, sao họ dám bắt võ cổ giả quỳ xuống nghênh đón? Loạn hết rồi! Vừa nói, mọi người vừa đập vỡ bát rượu trong tay, nói, anh Bảo, anh muốn làm thế nào? Anh chỉ cần nói một câu thôi, anh em chúng tôi sẽ cùng nhau xuống núi, chém bọn chúng thành thịt vụn. Nhóm người này mới gia nhập vào đây, đều muốn tranh giành lập công để có một vị trí ổn định. Tuy nhiên, Trịnh Tam Pháo chỉ cười nhạo và nói, không cần phải ra tay, nếu chúng dám lên núi thì cứ để chúng tự đâm đầu vào chỗ chết. Tôi đã bố trí hết mìn trên con đường duy nhất lên núi rồi. Lời còn chưa dứt, họ đã nghe thấy những tiếng ầm ầm chấn động. Vụ nổ kinh hoàng làm rung chuyển cả ngọn núi. Ha ha ha! Thấy vậy, Trịnh Tam Pháo không khỏi bật. Cười! Quả nhiên, đám người Long Môn đó đã bị thổi bay lên trời rồi. Lúc này, dưới chân núi, dư chấn của vụ nổ vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, Diệp Lâm và nhóm của anh đều đứng ở bên ngoài quan sát, không hề hấn gì. Trung tâm của cơn địa chấn chính là con mãng xà. Nó vẫy cái đuôi khổng lồ, đi trước quét mìn. Các quả mìn bị cái đuôi quét nhẹ giống như bị một tảng đá lớn đè bẹp. Cho dù thỉnh thoảng có những vụ nổ, phần lớn sức nổ đều bị triệt tiêu dưới lòng đất. Tuy rằng gây ra âm thanh lớn và nhiều khói bụi nhưng cũng không có ảnh hưởng gì đến bản thân đại thần hay nhóm của Diệp Lâm. May mà có mãng xà dò đường, Hoa Quốc Đống nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nếu lỡ bước vào bãi mìn này, có thế sẽ bị nổ tung thành từng mảnh. Không hổ danh là Tam Pháo,
Giải mìn quả nhiên là sở trường của anh ta. Nhìn thấy điều này, Hoàng Tiềm không khỏi hơi biến sắc. Trịnh Tam Pháo không chỉ giỏi võ thuật mà còn giỏi sử dụng mìn, thậm chí còn bắn phá kẻ thù như vô hình. Bởi vì mỗi lần anh ta hành động đều kèm theo một tiếng nổ lớn nên anh ta được gọi là Tam Pháo, tức là khi nghe thấy tiếng thuốc nổ liên tiếp thì mọi người sẽ biết người ra tay chính là Trịnh Tam Pháo. Vừa rồi lên núi, Hoàng Tiềm chợt nhớ đến nguồn gốc tên của Trịnh Tam Pháo, có chút lo lắng trên núi sẽ có mai phục nên đã nhắc nhở Diệp Lâm. Vì thế, Diệp Lâm phái con mãng xà đi thăm dò đường đi phía trước. Quả nhiên, nó đã đi vào một bãi mìn, uốn lượn hàng nghìn mét, phát ra âm thanh rất lớn. Ha, chỉ là một thủ đoạn nhỏ mà thôi. Diệp Lâm không thèm để ý đến chút sức mạnh này, nhưng nó thực sự có thể khiến Hoa Quốc Đống và Hoàng Tiềm bị thương. Có nhiều mìn ấn dấu như vậy, Tiên Nhi sẽ không sao chứ? Liễu Như Yên rất lo lắng về tình hình của con mãng xà. Suy cho cùng, nó cũng chịu trách nhiệm giả phá bom mìn, xung quanh liên tục xảy ra những vụ nổ. Yên tâm đi, Diệp Lâm nói, cơ thể của nó đã là mình đồng da sắt rồi, vụ nổ này chỉ giống như gãi ngứa thôi, thậm chí sẽ không gây ra cảm giác gì. Quả đúng như mong đợi. Họ nhìn thấy con mãng xà khổng lồ đang đi lại tự do trong bãi mìn mà không hề bị ảnh hưởng gì. Những vụ nổ xung quanh giống như đốt pháo, khiến nó trở nên phấn khích hơn, tìm đường càng nhanh hơn. Chỉ trong khoảng thời gian một tách trà, con mãng xà đã dọn sạch bãi mìn lớn. Diệp Lâm và những người khác đang chuẩn bị đi tiếp. Bỗng thấy tên Lâu La vừa bị họ đánh đang vui vẻ chạy lại. Anh ta cho rằng Diệp Lâm và những người khác đã bị chôn vùi trong bãi mìn, định sẽ nhặt đầu của họ và quay trở lại đế lập công. Kết quả là nhìn thấy con mãng xà khổng lồ dẫn đầu và đám người Diệp Lâm ở phía sau hoàn toàn vô sự. Cái này, sao có thể như vậy được? Các người, khuôn mặt của tên tay sai chợt thay đổi. Đặc biệt khi nhìn thấy con mãng xà khổng lồ, có cảm giác như mình vừa nhìn thấy ma vậy. Từ nhỏ đến lớn anh ta chưa bao giờ thấy một con quái vật khổng lồ như vậy. Anh đã chuyển lời của tôi chưa? Lúc này, Diệp Lâm cũng lên tiếng. Trịnh Tam Pháo chào đón chúng tôi như vậy chẳng phải hơi nhiệt tình quá rồi sao? Tôi, tên tay sai sợ đến không nói nên lời, sau đó xoay người bỏ chạy. Anh ta chạy bạt mạng lên núi. Pháo ra, không hay rồi. Những người long mòn kia vẫn đang đi lên. Cái gì? Mọi người đang chúc mừng nhau bỗng ngừng uống rượu. Hiện trường bỗng nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh. Tiếng động lớn như vậy mà không giết nổi bọn chúng ư? Trịnh Tam Pháo kinh ngạc hỏi, thằng nhóc đó là mình đồng da sắt sao? Không, không phải, tên tay sai trả lời, có một con mãng xà khổng lồ đã nghiền nát bãi mìn nên họ mới có thể dễ dàng vượt qua. Mãng xà. Trịnh Tam Pháo và những người khác tỏ vẻ nghi hoặc. Lúc này, họ có thấy tiếng huyên náo bên. Ngoài, vô số người canh cửa hét lên quái vật rồi bỏ chạy. Trong thời gian ngắn, đầu của con mãng xà khổng lồ đã xuyên thủng mặt tiền bên ngoài. Thán thể khổng lồ của nó quét qua đại sảnh, phá hủy buổi yến tiệc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 11.